Một lát sau, trong Tử Lôi Huyền Đỉnh ở trong Thiên Trụ Giới, Thái A đến tầng thứ hai Thiên Trụ Giới. Một đạo chảo ấn nhanh chóng được đặt lên đỉnh đầu Hoài Linh Hổ, Hỗn Độn Dương Linh Quyết dựa theo Dương Linh Quyết, được Lục Lâm Thiên cải biến không ít. Hiện tại Thái A đang tu luyện Hỗn Độn Dương Linh Quyết, Thái A tu luyện Áo Nghĩa Linh Hồn, đương nhiên thôn phệ Áo Nghĩa Linh Hồn sẽ vô cùng dễ dàng. A hát. Một lát sau, trong Thiên Trụ Giới vang lên tiếng kêu thảm thiết của Hoài Linh Hổ, ánh mắt vẫn hiện lên vẻ kinh hãi, hoảng sợ. Sợ rằng bản thân hắn cũng tuyệt đối không ngờ hắn lại có kết cục này. Sớm biết như vậy lúc trước hắn làm sao dám trêu vào Lục Lâm Thiên, làm sao dám chặn giết Lục Lâm Thiên. Trong suy nghĩ của hắn, bằng vào tu vi đại đạo cảnh của hắn ở trong cả vô sắc thế giới này, trong đám người trẻ tuổi trừ đám người Hoàng Sa ra không có ai là đối thủ của hắn. Mà tất cả chuyện này hắn có muốn hối hận cũng đã không còn kịp. Trong phạm vi hải vực, Lục Lâm Thiên đạp không mà đứng, Hỗn Độn Dương Linh Quyết có thể khiến cho Thái A thôn phệ linh hồn bổn nguyên để cho Thái A sử dụng, trực tiếp cướp đoạt lĩnh ngộ Áo Nghĩa của đối phương. Về sau trên phương diện lĩnh ngộ so với người bình thường sẽ mạnh hơn không ít. Ken két. Trước chân thế tháp, trong tay Hoài Viễn Khôi, trong hai khối ngọc giản bằng linh hồn lực có một khối đột nhiên rạn nứt, lập tức hóa thành mảnh vỡ. Nhìn qua ngọc giản ẩn chứa linh hồn lực vỡ nát, sắc mặt Hoài Viễn Khôi lập tức đại biến, lập tức tức giận phóng lên trời, miệng quát to. Bất kể là ai làm nhất định sẽ phải trả một cái giá cực đắt. Nghe tiếng hét phẫn nộ của Hoài Viễn Khôi, cơ hồ tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn. Nhìn ngọc giản ẩn chứa linh hồn lực đã bị vỡ nát trong tay Hoài Viễn Khôi, không ít người đã biết được, thì ra trong hai nhi tử của Hoài Viễn Khôi đã có một người vẫn lạc. Hướng Hầu Minh, người đi ra cho ta. Hoài Viễn Khôi nhìn chung quanh, cuối cùng ánh mắt nhìn vào người Hướng Hầu Minh, Hoài Linh Hổ chết, người thứ nhất hắn nghĩ tới chính là Lục Lâm Thiên, sợ rằng trong đám người chỉ có một mình Lục Lâm Thiên có thực lực đánh chết Hoài Linh Hổ. Hoài Hộ Pháp gọi ta có việc gì? Ánh mắt Hướng Hầu Minh từ lâu đã đảo qua ngọc giản ẩn chứa linh hồn lực đã bị vỡ nát trong tay Hoài Viễn Không, ánh mắt âm thầm biến đổi, không khỏi hít sâu một hơi. Tình huống đại khái hắn đã hiểu rõ trong lòng. Hoài Viễn Khôi chậm rãi đi tới, nhìn hằm hằm vào Hướng Hầu Minh trầm giọng nói. Hướng Hầu Minh, người biết tội không? Hướng Hầu Minh khẽ nhíu mày, ánh mắt biến đổi, cũng không có một chút nhượng bộ nào mà lên tiếng. Lời của Hoài Hộ Pháp ta nghe không rõ. Hay cho một câu nghe không rõ. Hoài Viễn Khôi cả giận cười lạnh nói. Hướng Hầu Minh, Lục Lâm Thiên mà ngươi mang đến rốt cuộc là người phương nào, trong lòng ngươi có lẽ hiểu rõ hơn ta à. Lục Lâm Thiên chính là trưởng môn Tây Phương Cầu Bại của Thất Sát Môn trong Thị Hoang Thế Giới đúng không? Tây Phương Cầu Bại trong Thị Hoang Thế Giới. Chính là Tây Phương Cầu Bại có liên quan tới Huyết Thiên Đế sao? Nghe nói hắn có thể dùng một cái tát đánh chết người có tu vi đại đạo cảnh đỉnh phong. Nghe nói Thất Sát Môn đã khống chế Thị Hoang Thế Giới, Huyết Thiên Đế dung thế niết bàn, sau này không thể không cân nhắc tới Thị Hoang Thế Giới a. Tất cả nhân vật đầu lĩnh trong các thế giới lúc này lập tức nghị luận. Thị Hoang Thế Giới cũng nằm trong vô sắc trung thiên thế giới. Trong Thị Hoang Thế Giới xảy ra chuyện lớn như vậy đương nhiên đã sớm truyền ra. Đám đầu lĩnh của các thế giới này đương nhiên cũng không thể không biết. Nghe nói Lục Lâm Thiên chính là Tây Phương Cầu Bại, đám người chung quanh lập tức kinh ngạc. Hoài Hộ Pháp, chuyện Lục Lâm Thiên là Tây Phương Cầu Bại có liên quan gì sao? Hướng Hầu Minh nói. Nực cười, Lục Lâm Thiên đánh chết chúng đệ tử Vạn Thiên Liên Minh, đối đầu với Vạn Thiên Liên Minh ta. Ngươi còn dám mang Lục Lâm Thiên tới tham gia Vạn Thế Đối Quyết, ngươi còn dám nói không có sao? Hoài Viễn Không lạnh nhạt nói. Hoài Hộ Pháp, Lục Lâm Thiên cũng không có đối đầu với Vạn Thiên Liên Minh. Không ít người của Vạn Thiên Liên Minh ta vẫn lạc trong Thị Hoang Thế Giới. Kể cả không ít người Kỳ Phong Thương Hội, theo ta được biết là người Kỳ Phong Thương Hội ngươi muốn nhúng tay vào chuyện tìm kiếm bảo khí thông linh trong Hắc Thủy Ngục Giam. Kết quả Huyết Thiên Đế không chết, Kỳ Phong Thương Hội của ngươi mới toàn quân bị diệt. Chẳng lẽ bây giờ ngươi còn định dùng việc công báo thủ riêng hay sao? Kỳ Phong Thương Hội nhúng tay vào chuyện bên ngoài đã là vi phạm công ước của Vạn Thiên Liên Minh, bị người ta đánh chết cũng đáng. Hướng Hầu Minh trầm giọng nói. Hướng Hầu Minh. Ngươi biết ngươi đang nói gì không? Hoài Viễn Khôi nhìn Hướng Hầu Minh, vẻ mặt âm trầm tới cực điểm. Hướng Hầu Minh ngẩng đầu, nhìn thẳng về phía Hoài Viễn Khôi nói. Hoài Hộ Pháp, ta đã ba lần bốn lượt nhường nhịn, đừng quên, ta và ngươi đều là Hộ Pháp. Tốt, tốt, tốt.
Hoài Viễn Khôi liên tiếp nói ba chữ tốt, ánh mắt âm trầm vô cùng nhìn về phía Hướng Hầu Minh. Hướng Hầu Minh, khoản nợ này chậm rãi tính toán, giết nhi tử ta, nhất định phải trả giá thật nhiều. Hoài Viễn Khôi, con của ngươi chết trong Trấn Thế Tháp, chẳng lẽ nhất định phải là người khác động thủ hay sao? Nói không chừng là tự bản thân hắn xảy ra chuyện bên trong a. Hoàng Thiên Tứ nhìn Hoài Viễn Khôi nói. Nực cười, Linh Hổ mấy tháng trước đã đột phá đại đạo cảnh, lại thường xuyên tôi luyện trong Trấn Thế Tháp, làm sao có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn trong Trấn Thế Tháp được? Hoài Viễn Khôi nói. Nói vậy không chính xác rồi, chắc chắc sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hoàng Thiên Tứ cười cười, vốn hắn đã đối đầu với Kỳ Phong Thương Hội, lúc này nhi tử Hoài Viễn Khôi bị giết, chuyện này đối với hắn chính là một chuyện vô cùng tốt. Thời gian từ từ trôi qua, 7 ngày sau, trong Trấn Thế Tháp có không ít thân ảnh chật vật bị đẩy ra ngoài, nhìn thấy những thanh niên này, không ít người của tiểu thiên thế giới tới đây sắc mặt lập tức chán nản, khẽ thở dài. Đi ra sớm cũng không phải là một chuyện tốt. Ngày thứ 8, mấy ngàn người trong Trấn Thế Tháp lúc này chỉ còn chưa đủ 50 người ở bên trong. Vô số người bắt đầu khẩn trương lên, đến lúc này coi như đã tới lúc cuối cùng. Hôm nay cũng chính là ngày phân ra thắng bại, coi như những năm qua, người có thể ngây ngốc trong Trấn Thế Tháp dài nhất cũng chỉ có 9 ngày mà thôi. Hồ Nhất Đao, Hỏa Đạo Nhân, Nam Bán Thiên, ba người này đều có ba thanh niên nam nữ trong đội ngũ mình bị đẩy ra ngoài. Còn có hai người vẫn trong Trấn Thế Tháp, nhìn thấy Hướng Hầu Minh bên cạnh còn chưa có ai đi ra, sắc mặt ba người lập tức ngưng trọng, khẩn trương hẳn lên. Siêu siêu! Trong Trấn Thế Tháp, lần nữa lại có mấy thanh niên nam nữ bị đẩy ra, trong đó có Tôn Oánh Oánh. Sau khi Tôn Oánh Oánh bị đẩy ra, một lát sau, Hướng Ngọc Tiền cũng lập tức bị đẩy ra bên ngoài. Lúc này hai người mới bị đẩy ra, thực lực coi như cũng là tồn tại cường hãn trong đám người trẻ tuổi. Ai, Hướng gia vẫn kém một chút a. Hướng Hầu Minh nhìn thấy Hướng Tiền Trùng bị đẩy ra ngoài, khẽ than nhỏ một câu, vẻ mặt có chút thất vọng. Thế nhưng hắn hiểu rõ, trong đám người trẻ tuổi tiến vào trong Trấn Thế Tháp lần này thực lực đều không giống như người thường, muốn trở thành 10 người cuối cùng quả thực rất khó khăn. Nhìn thấy Tôn Oánh Oánh và Hướng Tiền Trùng bên người Hướng Hầu Minh cũng bị đẩy ra ngoài, sắc mặt ba người Hồ Nhất Đao, Hỏa Đạo Nhân, Nam Bán Thiên lúc này mới dịu hơn một chút. Nhưng mà cũng vô cùng khẩn trương. Trong Trấn Thế Tháp hiện tại cũng chỉ còn có 23 người, không biết 10 người nào có thể chống lại được tới cuối cùng. Thực lực của 23 người này hẳn là cũng không kém nhiều lắm, ai có thể kiên trì dài hơn thì hy vọng lớn hơn nhiều. Thậm chí còn có 4 người ở tầng thứ 10A, còn lại đều ở tầng thứ 9. Nhưng mà có chút kỳ quái là, tại sao lại có một người luôn ở tầng thứ 7 chưa từng di chuyển một chút nào? Lại có hai người bị đẩy ra, chỉ còn có 21 người. Sư phụ, con đã luyện hóa áo nghĩa bổn nguyên thuộc tính hỏa. Lưu quang trong Tử Lôi Huyền Đỉnh lóe lên, thân ảnh gầy gò của Thái A xuất hiện trước người Lục Lâm Thiên, thời gian bên ngoài mấy ngày hắn đã ngây ngốc ở bên trong 2 tháng. Trong vòng mấy ngày ngày Lục Lâm Thiên luôn ở trên hải vực này chờ đợi, hắn cũng muốn đợi xem có thể gặp được Kim Viên hay không, thế nhưng trong mấy ngày ngày cũng không có nhìn thấy Kim Viên. Phía trước chính là cửa vào tầng thứ 10, chúng ta đi vào tầng thứ 10 trước. Lục Lâm Thiên nói, lại có hai người đi vào tầng thứ 4, thực lực của đám người trẻ tuổi hiện tại so với trước kia dường như mạnh hơn không ít, tiến vào tầng thứ 10 cũng có được 6 người. Còn có hai người tiến vào tầng thứ 11, là 4 người tiến vào tầng thứ 11, lại có hai người tiến vào. Một khi tiến vào tầng thứ 11 chẳng khác gì là có thực lực tương đương với đại đạo cảnh trung giai. 4 người này rốt cuộc là ai, sao thực lực lại mạnh như vậy? Nếu như ta đoán không sai hẳn là người của 4 thế lực lớn A. Hoài Linh Ngọc của Kỳ Phong Thương Hội, Tử Viêm của Tử Diễm Huyền Xà Nhất Tộc, Đại Tiểu Thư Tiết Mặc Kỳ của Tiết Gia, còn có Hoàng Sa của Hoàng Gia. Có lẽ cũng chỉ có 4 người này. Kỳ quái A, người ở tầng thứ 7 kia còn chưa di chuyển nữa. Siêu siêu, trạng vạng tối ngày thứ 8, trong Trấn Thế Tháp lần nữa có mấy người bị đẩy ra. Khuôn mặt có chút chật vật, mấy đạo thân ảnh này đáp xuống bên người Hồ Nhất Đao, Hỏa Đạo Nhân, còn có Nam Bán Thiên. 5 người Hồ Nhất Đao mang tới đã đi ra 4, 5 người trẻ tuổi do Nam Bán Thiên và Hỏa Đạo Nhân mang tới đều bị đẩy ra bên ngoài. Sắc mặt hai người Hỏa Đạo Nhân, Nam Bán Thiên có chút khó coi. 11 người, trong Trấn Thế Tháp chỉ còn lại 11 người. Nếu ai không chống lại được sẽ thua,
còn lại là còn có thể tiến vào vòng tiếp theo a. Thế nhưng người ở tầng thứ 7 kia thì tính thế nào? Có người đã ngây ngốc ở trong tầng thứ 7 vài ngày rồi. Nhị trưởng lão, còn có 11 người bên trong sao? Trong đội ngũ hoàng gia, Hoàng Thiên Tứ hỏi một lão giả sau lưng. Vừa rồi đã tra qua, ta mới tìm được tư liệu, ngoài hoàng sa của hoàng gia chúng ta ra còn có hoài linh ngọc của Kỳ Phong Thương Hội, tử viêm của Tử Diễm Huyền Xà nhất tộc. Đại tiểu thư Tiết Mặc Kỳ của Tiết gia, Lâm Chấn của Địa Hoang Tiểu Thiên Thế Giới, Quỷ Hoa của Vạn Diệu Tiểu Thiên Thế Giới. Bạch Lang của Thiên Lang Tiểu Thiên Thế Giới, Tôn Tiểu Nhã của Tôn Gia. Còn nữa, trong Vô Minh Tiểu Thiên Thế Giới có Kim Viên, Thái A, còn có Lục Lâm Thiên. Lão giả này trả lời Hoàng Thiên Tứ. Địa Hoang Tiểu Thiên Thế Giới, Vạn Diệu Tiểu Thiên Thế Giới, Thiên Lang Tiểu Thiên Thế Giới, ba Tiểu Thiên Thế Giới này trong Vô Sắc Trung Thiên Thế Giới chúng ta cũng có thực lực và tài nguyên ở top đầu. Có thể có người tiến vào top 10 cũng không phải là chuyện gì quá kỳ quái. Không ngờ Tôn Tiểu Nhã của Tôn gia cũng có thể đi tới một bước này. Hoàng Thiên Tứ khẽ nhíu mày, nói nhỏ. Chỉ là trong Vô Minh Tiểu Thiên Thế Giới này thậm chí lại có ba người. Mau nhìn, lại có hai người tiến vào tầng thứ 10, tổng cộng có 8 người tiến vào tầng thứ 10. Trạng vạng tối ngày thứ 8, màn đêm dần dần bao phủ trời xanh, trên không trung bình nguyên bao la dần dần yên tĩnh, vừa rộng lớn vừa thần bí. Ánh trăng chiếu sáng mặt đất, trên phía chân trời có vài ngôi sao le lói. Tất cả mọi người đều đang khẩn trương nhìn vào Trấn Thế Tháp, 11 người cuối cùng không ngờ cho tới bây giờ còn chưa có ai đi ra. Mà tổng cộng lại có 8 người tiến vào tầng thứ 10, thành tích bực này so với trước kia mạnh hơn không ít. Trong tầng thứ 7 Trấn Thế Tháp, trong sơn mạch bao la có lực lượng nặng nề không ngớt. Oanh! Trong giây lát, trong sơn mạch truyền ra chấn động cực lớn. Ngao! Một đạo lưu quang phóng lên trời, nương theo một tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc. Đạo lưu quang này nhanh chóng hóa thành một đạo thân thể khổng lồ. Mà đây chính là thân thể của Hoàng Kim Long Viên. Siêu siêu. Giờ phút này trong cơ thể Kim Viên có một cỗ quang mang màu vàng huyền ảo tràn ngập bí văn quanh quẩn. Một cỗ khí tức áo nghĩa thuộc tính thổ tương liên với không gian này khiến cho năng lượng thiên địa thuộc tính thổ trong không gian này chấn động kịch liệt. Ầm ầm. Đất rung núi chuyển, sơn băng địa liệt, khí tức mênh mông lan tràn ra. Thân thể khổng lồ của Kim Viên được từng đạo quang mang huyền ảo bao phủ, quang mang huyền ảo này tương liên với thiên địa, không ngừng cuồn cuộn từ trong hư không tràn ra. Trong nháy mắt ngắn ân ủi, không ngừng có năng lượng thiên địa cuồn cuộn không dứt tiến vào bản thể khổng lồ của Kim Viên. Khí tức trên người tiếp tục kéo lên, cuối cùng dễ dàng phá tan một bức bình chướng vô hình, khí tức kéo tới đại đạo cảnh sơ giai. Một lát sau, quang mang huyền ảo trên người Kim Viên mới phai nhạt, động tĩnh kinh người lúc này mới trở lại bình thường. Bản thể khổng lồ lập tức thu liễm lại, hóa thành một đạo thân ảnh khôi ngô đạp không mà đứng. Cơ bắp trước ngực nhô cao lên. Giống như bên trong có lực lượng vô cùng đang chờ bộc phát, hai mắt nhắm chặt lập tức mở ra, tinh quang trong mắt bắn ra. Người trong tầng thứ 7 rốt cuộc có động tĩnh, đi tới tầng thứ 8. Một giờ đi tới tầng thứ 9, giống như đang chạy đua với thời gian vậy. Sáng sớm hôm sau, mọi âm thanh dường như đều thức tỉnh, nắng sớm bắt đầu xuất hiện. Người nọ đã tới tầng thứ 10A, trong vòng một đêm từ tầng thứ 7 tới tầng thứ 10, xem như xúc tích chờ bộc phát A. Xoẹt. Trên tầng thứ 9 Trấn Thế Tháp xuất hiện chấn động, trong chớp mắt này vô số ánh mắt lập tức nhìn lên cao, cả đám như ngừng thở. Lúc này ai đi ra coi như đã vô duyên với vòng tiếp theo của vạn thế đối quyết. Lâm Chấn, cố gắng chịu đựng đi. Thiên Dương lão quỷ Hồ đạo nhân lúc này có chút run rẩy, hắn chỉ còn một người cuối cùng ở trong Trấn Thế Tháp mà thôi. Siêu. Trên tầng thứ 9 của Trấn Thế Tháp, gợn sóng nổi lên chấn động. Lập tức có một đạo thân ảnh chật vật đi ra, sắc mặt người này trắng bệch, khí tức suy yếu, dường như không thể chịu đựng được trong Trấn Thế Tháp nữa. Là Lâm Chấn. Mấy người sau lưng Thiên Dương lão quỷ Hồ đạo nhân khẽ nói. Siêu. Theo sát còn có một đạo thân ảnh xinh đẹp, cũng vô cùng chật vật, sắc mặt trắng bệch, thế nhưng so với Lâm Chấn còn khá hơn một chút. Là Tiểu Nhã tỷ. Khuôn mặt Tôn Oánh Oánh lập tức có chút vui vẻ nói. Tiểu Nhã tỷ tiến vào vòng sau rồi. Ai, chỉ có kém một chút mà thôi. Thanh niên tuấn lãng kia được mấy thanh niên nam nữ sau lưng Thiên Dương lão quỷ Hồ Nhất Đao tới đỡ, thế nhưng nhìn qua thanh niên này Thiên Dương lão quỷ Hồ Nhất Đao có cảm giác như sụp đỏ, chỉ cần chống đỡ thêm một chút là có thể tiến vào top 10 rồi.
thứ 11 và thứ 10, tuy rằng chỉ kém một bậc, thế nhưng khác biệt bên trong quá lớn. Sau khi thanh niên kia đi ra cũng biết được mình chỉ kém một chút mà thôi, nếu như vừa rồi hắn dùng toàn lực liều mạng mà nói, muốn chỉ hoãn một lát cũng có thể làm được, khi đó tiến vào top 10, về sau tiền đồ không thể hạn lượng. Phụt! Mà bây giờ tuy nhiên không tệ, thế nhưng so với top 10 mà nói, lại kém hơn không ít. Một hơi thời gian chính là khác biệt như trời và đất, khí huyết thanh niên này lập tức cuồn cuộn, còn chưa kịp nói gì mà đã trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Tiểu Nhã, nhanh điều tức, con đã tiến vào top 10 rồi. Trong đám người Tôn gia, đại hán được Tôn Oánh Oánh gọi là Đường Thúc lúc này vô cùng cao hứng nói. Chúc mừng Tôn gia, chúc mừng Tôn Điền lão đệ a. Hoàng Thiên Tứ đi tới đội ngũ của Tôn gia, tay đưa một khỏa đan dược cho Tôn Tiểu Nhã nói. Hiệu quả của phục nguyên đan này không tệ, nữ hiền chất dùng đan dược này điều tức đi a. Đừng để ảnh hưởng tới tu vi. Đa tạ Hoàng hộ pháp. Tôn Tiểu Nhã do dự một lát rồi mới tiếp nhận đan dược. Hoàng Thiên Tứ thấy thế lúc này mới mỉm cười. Hồ Nhất Đao, Hỏa Đạo Nhân, Nam Bán Thiên, chịu đánh bạc thì nên chịu thua đi. Hướng Hầu Minh mỉm cười đi tới trước mặt ba người. Hướng Hầu Minh, xem như ngươi lợi hại, ngươi cố ý đào hầm để cho chúng ta nhảy vào a. Hồ Nhất Đao oán hận trừng mắt nhìn Hướng Hầu Minh, đến lúc này, ba người hắn mới hiểu rõ. Ngay từ đầu Hướng Hầu Minh hoàn toàn là diễn trò, dẫn ba người bọn họ nhảy xuống hố. Là các ngươi nhất định muốn đánh cược với ta, nguyện đánh cược thì cũng nên nguyện chịu thua a. Không phục thì lại tiếp tục, chỉ là phải lấy ra những vật vừa mới thua đã. Hướng Hầu Minh không chút khách khí nói. Lão bất tử, cho ngươi. Ba người Hồ Nhất Đao bất đắc dĩ, nguyện đánh bạc thì phải nguyện chịu thua. Đến cấp độ như bọn họ đều là người có uy tín. Danh dự trong vô sắc trung thiên thế giới, cho nên cũng không có cách nào quyệt nợ, ba người lập tức ném cho Hướng Hầu Minh ba chiếc nhẫn chữ vật. Hướng Hầu Minh tiếp nhận nhẫn chữ vật, nhanh chóng dò xét bên trong ba chiếc nhẫn chữ vật đều có 10 vạn ức tinh thạch thế giới trung phẩm, 40 kiện linh khí tiên thiên, 3 khỏa đan dược bàn phẩm. Tổng cộng chính là 30 vạn ức tinh thạch thế giới trung phẩm, là một khoản lớn, thế nhưng cũng không phải thứ quan trọng nhất. Quan trọng nhất là tổng cộng có 120 kiện linh khí tiên thiên, còn có 9 khỏa đan dược bàn phẩm. Đa tạ đã ban tặng, ta không khách khí nha. Hướng Hầu Minh thu hồi 3 chiếc nhẫn chữ vật, khuôn mặt tươi cười như hoa, lúc này hắn đã thu lại toàn bộ những thứ mà 3 lần trước hắn thua, lại còn nhận được không ít lãi nữa. Lão hỗn đản, hóa ra Lục Lâm Thiên kia chính là Tây Phương Cầu Bại, khó trách dám cùng chúng ta đánh bạc. Coi như lão bất tử ngươi hung ác. Hảo Đạo Nhân hung hăng không thôi, miệng mắng to Hướng Hầu Minh một câu. Hỏa Đạo Nhân, Hồ Nhất Đao, Nam Bán Thiên thua nhiều như vậy, trong lòng cảm thấy đau như cắt, tăng thêm người sau lưng không có ai tiến vào top 10, tâm tình vô cùng khó chịu, không cần phải nói. Nhưng mà trong lòng ba người lúc này cũng vô cùng rung động, lúc này trong 5 người Hướng Hầu Minh mang tới không ngờ lại có 3 người tiến vào top 10. Đây chính là hiện tượng chưa từng xuất hiện a. Một tiểu thiên thế giới không ngờ lại có 3 người có thể tiến vào top 10. Mau nhìn, lại có 4 người tiến vào tầng thứ 11. Giữa trưa ngày thứ 9, lần nữa có người tiến vào tầng thứ 11, chuyện này khiến cho đám người đứng xem bên ngoài không khỏi có chút kích động. Đến tầng thứ 10, trong chấn thế tháp không chỉ có áp lực và nguy hiểm đơn giản như vậy. Còn có lĩnh ngộ các loại áo nghĩa, không có lĩnh ngộ tuyệt đối cũng không có cách nào kiên trì nổi. Đã có 8 người tiến vào tầng thứ 11, đây cũng là chuyện mà những năm qua không thể gặp được, đủ để chứng minh thực lực chỉnh thể của đám người trẻ tuổi tham gia vạn thế đối quyết của vô sắc thế giới lần này mạnh ra sao. Trong tầng thứ 10 chấn thế tháp, trong cuồng phong rít gào có một vòng xoáy giống như một chiếc vòi rồng rít gào, những nơi đi qua không gian bị xé nát. Siêu! Trong không gian hỗn loạn, một cánh cửa không gian xuất hiện. Kim Viên thấy thế mới thu liễm bản thể khổng lồ lại. Khóe miệng mỉm cười, thân ảnh lập tức bước vào bên trong. Người thứ 9 kia cũng tiến vào trong tầng thứ 11, đám người trẻ tuổi lần này cũng quá kinh người a. Trong tầng thứ 10, người cuối cùng cũng tiến vào trong tầng thứ 11, chuyện này khiến cho đám người trên quảng trường rốt cuộc không có cách nào yên tĩnh được nữa. Tầng thứ 12, có người tiến vào tầng thứ 12. 1, 2, 3, 4, 4 người tiến vào tầng thứ 12. Hôm nay đã là ngày thứ 9,
chẳng lẽ đám người trẻ tuổi đồng lứa lần này muốn phá hủy tất cả ghi chép từ trước tới nay trong vô sắc trung thiên thế giới chúng ta hay sao? Siêu siêu! Không gian chung quanh tầng thứ 12 chấn thế tháp xuất hiện chấn động, một đạo thân ảnh bị đẩy ra. Đây là một thanh niên mặc trường bào màu trắng, trường bào này trắng như tuyết, khuôn mặt tái nhợt, khóe miệng còn có vết máu. Thế nhưng ánh mắt vẫn lộ ra ngạo khí và sự hung hãn, phảng phất giống như là một con sói hoang vậy. Siêu siêu! Thanh niên này bị đẩy ra, lập tức có mấy thanh niên khác đi tới đỡ hắn xuống. Người thứ 9 là Bạch Lang của Thiên Lang thế giới. Thực lực không tệ, loại thực lực này coi như tiến vào vòng cuối cùng cũng có lực để tranh giành. Siêu! Trong tiếng nghị luận của mọi người, gợn sóng không gian chung quanh tầng thứ 12 chấn động. Một đạo thân ảnh khôi ngô bị đẩy ra bên ngoài, cơ bắp giống như ẩn chứa lực lượng, người mặc trường bào màu vàng, khuôn mặt trắng bệch. Là Kim Viên. Hướng Tiền Trùng và Tôn Oánh Oánh lập tức tiến lên đỡ Kim Viên xuống. Thì ra là người của vô minh thế giới, người thứ 8, rất không tồi. Lâm Thiên huynh đệ và Thái A đâu rồi? Kim Viên đáp xuống đất, khóe miệng có máu tươi tràn ra, lập tức hỏi Hướng Tiền Trùng và Tôn Oánh Oánh. Lục đại ca và tiểu gia hỏa còn ở bên trong A. Tôn Oánh Oánh nói. Siêu siêu. Trong tầng thứ 12 của chấn thế tháp cơ hồ trước sau nổi lên chấn động, lần nữa có ba đạo thân ảnh trước sau bị đẩy ra. Thơ Na Niên thứ nhất thân thể có chút gầy gò, người mặc một bộ y phục màu sắc lộng lẫy, bó sát người, khí tức toàn thân khiến cho người ta có cảm giác âm trầm. Sắc mặt người này tái nhợt, thế nhưng ngay cả làn da và tóc của người này đều trắng như tuyết, bộ dáng nhìn qua chỉ có 15-16 tuổi, khuôn mặt thậm chí nhìn qua còn giống như trẻ con. Thân thể thanh niên thứ hai cao ngất, trên người mặc một bộ trường bào thêu hoa văn tinh mỹ, mày kiếm, tóc đen nhánh, đôi mắt giống như nữ nhân, có vài phần khí độ hiên ngang. Người thanh niên thứ ba người mặc một bộ trường bào màu đỏ, bộ dáng cũng có chút tuấn lãng, trên người có một cỗ khí tức nóng bỏng như ẩn như hiện. Thứ bảy là quỷ hoa của vạn diệu tiểu thiên thế giới. Thứ sáu là hoàng sa của hoàng gia. Thứ năm là tử viêm của tử diễm huyền xà nhất tộc. Còn có bốn người nữa ở bên trong, Tiết Gia và Hoài Gia còn có một người A, hai người còn lại rốt cuộc là ai? Trong chấn thế tháp, trong không gian hư vô, xương trắng quanh quẩn, một cỗ khí tức mênh mông tràn ra, mang theo khí tức cổ xưa. Chấn thế tháp này quả nhiên bất phàm, không biết được luyện chế ra như thế nào. Trong không gian hư vô, trong mắt Lục Lâm Thiên hiện lên vẻ rung động. Mỗi một bước trong không gian hư vô này đều giống như phải dùng lực vạn quân vậy. Lực cản này không những tới từ thân thể mà cũng tới từ linh hồn và áo nghĩa. Nhưng mà lúc này Lục Lâm Thiên cũng không có sử dụng kim đao màu vàng, đương nhiên, kim đao màu vàng cũng không nằm trong sự khống chế của hắn. Lục Lâm Thiên ở trong tầng thứ 12 của chấn thế tháp hoàn toàn là dựa vào thực lực của bản thân tiến lên từng bước một. Chỉ là lúc này trong đan điền khí hải của hắn, nguyên đan chữ vạn đang từ từ xoay tròn, phóng ra một cỗ khí tức man hoang, cổ xưa. Người luyện chế ra chấn thế tháp này nhất định là một siêu cấp cường giả, người bình thường không có cách nào luyện chế ra được. Thái A nói. Lúc này khuôn mặt Thái A cũng tái nhợt, khí tức linh hồn nóng bỏng bao phủ quanh thân thể hắn, trong lúc mơ hồ cũng mang theo khí tức man ha ong cổ xưa. Thân thể mỗi một bước di chuyển trong hư không này đều cố hết sức bình si anh, hơn nữa càng ngày càng khó khăn, miệng hắn nói. Sư phụ! Chúng ta đi lâu như vậy thế nhưng tại sao lại còn chưa tới tận cùng của tầng 12 này vậy? Thái A, không chống lại được thì buông tha đi. Nếu như cố gắng chống lại thì có thể coi như là tôi luyện với bản thân con, thế nhưng lại cố gắng chống lại quá mức lại không phải là một chuyện tốt. Lục Lâm Thiên nhắc nhở Thái A. Sư phụ, phía trước chúng ta có hai người. Thái A bỗng nhiên ngẩng đầu phát hiện ra trong hư không cách đó không xa có hai đạo thân ảnh. Một nam một nữ đang gian nan, chậm chạp đi về phía trước. Là hai người đó. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu, lập tức nhận ra người này, đây là một nam một nữ, nam có vài phần tương tự với Hoài Linh Hổ, hẳn là đại ca Hoài Linh Ngọc của hắn, trước khi vào chấn thế tháp hắn đã gặp qua. Nữ tử kia mặc bộ váy màu xanh da trời, thân ảnh thướt tha, khí chất thanh nhã, là người của Tiết gia trong bốn thế lực lớn, hình như gọi là Tiết Mặc Kỳ. Hai người Hoài Linh Ngọc và Tiết Mặc Kỳ cũng phát hiện ra hai người vừa mới xuất hiện sau lưng không xa. Mắt nhìn hai người Lục Lâm Thiên và Thái A, ánh mắt hai người lập tức kinh ngạc, so với Tiết Mặc Kỳ, ánh mắt của Hoài Linh Ngọc chấn động ngày càng kịch liệt. Sau khi hai người kinh ngạc,
cũng không có chào hỏi, bởi vì lúc này hai người cũng không có khí lực chào hỏi, mỗi một bước tiến về phía trước đều dùng lực vạn quân. Hư không dưới chân rung động, lắc lư không ngừng, lúc này hai người không ngừng thở hồng hộc. Lục Lâm Thiên nhìn Tiết Mặc Kỳ và Hoài Linh Ngọc, trong lòng cũng có chút rung động. Hai người này đều là người bất phàm, người trong trung thiên thế giới quả nhiên so với tiểu thiên thế giới mạnh hơn nhiều. Siêu! Lục Lâm Thiên cùng với hai người Thái A dần dần đuổi kịp hai người Tiết Mặc Kỳ và Hoài Linh Ngọc. Thanh Linh Khải Giáp. Dưới áp lực ngày càng lớn, áp lực trên người Lục Lâm Thiên càng lúc càng lớn, cho nên nhanh chóng bố trí Thanh Linh Khải Giáp. Linh Ngọc Bảo Giáp. Hoài Linh Ngọc cũng không có cách nào chống lại nữa, sau khi Lục Lâm Thiên bố trí Thanh Linh Khải Giáp, lập tức bố trí một kiện khải giáp như sáng long lanh như ngọc quanh thân. Cơ hồ là cùng lúc, quanh thân thể xinh đẹp mềm mại của Tiết Mặc Kỳ cũng có một đạo quang cháo huyền ảo bao phủ quanh thân. Lúc này khí tức linh hồn nóng bỏng quanh thân Thái A càng thêm nồng nặc, trong lúc mơ hồ mang theo một tia tà khí cổ xưa. Siêu siêu! Trước mắt bốn người chừng trăm thước, hư không tức thì chấn động, xuất hiện một cánh cửa bằng gợn sóng không gian. Là cửa vào tầng thứ 13. Bốn người thấy thế sắc mặt lập tức vui mừng, nhanh chóng rảo bước tiến về phía cửa vào. Chỉ cần tiến vào cánh cửa bằng gợn sóng là có thể tiến vào tầng thứ 13. Chỉ là càng tới gần cửa vào, lực cản ngập trời ngày càng khủng bố, áp lực này vô hình thẩm thấu vào, cho nên mỗi một bước tiến về phía trước đều có cảm giác lục phủ ngũ tạng trong cơ thể rạn nứt. Linh hồn trong đầu như sắp bị nghiền nát, máu tươi giống như sắp cứng lại. Loại lực cản cùng với uy áp này căn bản không có cách nào bỏ qua. Lực cản thật mạnh. Lục Lâm Thiên ở dưới lực cản mạnh mẽ này, nguyên đan chữ vạn trong đan điền không ngừng xoay tròn, nguyên lực trào ra, gian nan cất bước về phía trước. Loại uy áp cùng với ngăn cản này cũng không có bất kỳ địch ý nào, bởi vậy kim đao màu vàng trong đầu hoàn toàn không có một chút phản ứng nào. Lực cản cực lớn giống như tảng đá ngàn cân đặt ở trên người, mắt thấy Lục Lâm Thiên và Thái A đã đi gần tới Minh, đôi mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của Tiết Mặc Kỳ khẽ đổi. Thầm cắn răng, thân thể mềm mại đột nhiên run lên. Oanh! Trong nháy mắt này, chỉ thấy sợi tóc sau lưng của Tiết Mặc Kỳ bỗng nhiên bay múa, giống như tạo thành một cái cột, mỗi một sợi tóc lúc này đều có lực lượng xuyên thủng không gian, một cỗ khí tức ngập trời tuôn ra, quanh thân lập tức được bao phủ dưới quang mang chói mắt. Bên trong cỗ quang mang chói mắt này lan tràn ra một loại khí tức lạ lẫm mà mênh mông, bên trong cỗ khí tức này ẩn chứa sinh cơ cuồn cuộn không dứt, có chút tương tự với thuộc tính mộc. Chỉ là cũng không phải là thuộc tính mộc. Dưới khí tức này, Lục Lâm Thiên và hai người Thái A, Hoài Linh Ngọc lập tức nhìn về phía Tiết Mặc Phai, dưới cỗ khí tức quỷ dị này khuôn mặt vốn đang tái nhợt của Tiết Mặc Kỳ khôi phục lại vẻ hồng nhuận hơi một chút, khí tức tăng lên, cùng lúc, từng bước đi về phía cửa lên tầng thứ 13. Đây là loại áo nghĩa kỳ lạ nào? Ánh mắt Lục Lâm Thiên nghi hoặc không thôi, biến hóa trên người Tiết Mặc Kỳ lúc này rõ ràng cho thấy nàng ta thúc dục một loại áo nghĩa kỳ lạ nào đó. Loại áo nghĩa này Lục Lâm Thiên cũng không có cách nào nhận ra, cũng chưa từng nhìn thấy bao giờ. Siêu! Trong khoảng thời gian ngắn này thân thể mềm mại của Tiết Mặc Kỳ dưới sự bao phủ của cỗ quang mang sáng chói kia lập tức tiến vào trong tầng thứ 13. Sư phụ, con liều mạng xem có thể tiến vào trong tầng thứ 13 hay không? Nhìn thấy có người đi vào trong tầng thứ 13, Thái A cắn răng khẽ quát một tiếng. Lập tức trong thân thể gầy gò mơ hồ có một cỗ khí tức man hoang tự nhiên lan tràn ra, sắc mặt tái nhợt bỗng nhiên đỏ ửng. Oanh! Không gian run lên, một cỗ khí tức bàng bạc trên người Thái A phô thiên cái địa tuôn ra, sau đó thân thể thừa cơ tiến vào trong cánh cửa không gian kia. Lục Lâm Thiên nhìn thấy Thái A tiến vào tầng thứ 13, khuôn mặt khẽ mỉm cười, tiến vào tầng thứ 13 cũng đủ để chứng minh thực lực của Thái A có thể chống lại niết bàn cảnh sơ giai 1-2. Đương nhiên Thái A đã sớm giao thủ với hỏa quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ, lần này lại còn dung hợp với áo nghĩa linh hồn bổn nguyên nữa. Không phải ngay cả đồ đệ cũng không bằng đó chứ, vậy thì quá mất mặt rồi. Nhìn cánh cửa không gian bằng gợn sóng, Lục Lâm Thiên mỉm cười, bàn chân đạp mạnh hư không, một cỗ khí tức man hoang, cổ xưa tự nhiên từ trong cơ thể điên cuồng tuôn ra, trong đan điền, nguyên đan hình chữ vạn dường như cảm giác được nhu cầu của Lục Lâm Thiên lúc này cho nên bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ năng lượng chói mắt. Quang mang chói mắt trên nguyên đan chữ vạn lập tức tán loạn trong cơ thể, thân thể Lục Lâm Thiên run lên, lực lượng áp chế ngập trời chung quanh lúc này tức thì yếu bớt. Trong sát na này, bàn chân Lục Lâm Thiên nhấc lên, thân ảnh trực tiếp tiến vào trong tầng thứ 13. 11 ngày, tầng 13,
ba người tiến vào tầng thứ 13A. Lần này vô sắc thế giới chúng ta muốn quật khởi sao? Ngoài trấn thế tháp, đám người đứng xem bên ngoài rung động, cơ hồ tất cả mọi người đều chăm chú nhìn vào trấn thế tháp, bốn người cuối cùng đã ở trong trấn thế tháp 11 ngày, đã sớm đánh vỡ những ghi chép trước đó, mà bây giờ lại có ba người tiến vào tầng thứ 13, đủ để khiến cho tất cả mọi người run rẩy. Tiến vào trong tầng thứ 13 trấn thế tháp đại biểu điều gì trong lòng tất cả mọi người đều hiểu rõ. Loại thiên phú và thực lực như vậy, cũng có thể tỏa sáng ở trong vòng cuối cùng của vạn thế đối quyết. Trong vô sắc trung thiên thế giới bọn họ đã lâu rồi không có người trẻ tuổi nào có biểu hiện kinh người như thế, huống chi lúc này lại có tới bốn người. Chư vị, bây giờ còn có bốn người trong trấn thế tháp, chúng ta cũng không có cách nào biết rõ rốt cuộc là ai tiến vào tầng thứ 13. Thế nhưng thân phận của bốn người này ta đã có tin tức xác thực. Hoàng Thiên Tứ từ từ quét qua đám người chung quanh, giờ phút này tâm tình của hắn cũng có chút kích động nho nhỏ, hắn lớn tiếng nói. Bọn họ chính là Hoài Kỳ Phong của Kỳ Phong Thương Hội, Tiết Mặc Kỳ của Tiết Gia Trang, còn có Lục Lâm Thiên và Thái A của Vô Minh Tiểu Thiên Thế Giới. Trong Vô Minh Tiểu Thiên Thế Giới không ngờ lại có hai người A. Lần này Vô Minh Tiểu Thiên Thế Giới đổi đời rồi. Nghe Hoàng Thiên Tứ nói vậy, không ít ánh mắt lập tức nhìn về phía hướng Hầu Minh. Ánh mắt tràn ngập sự hâm mộ, ghen ghét, ba người tiến vào top 10, trong đó còn có hai người tiến vào top 4. Quan trọng nhất là có lẽ một, hoặc là cả hai đều tiến vào tầng thứ 13. Thiên phú như vậy có lẽ không lâu sau sẽ trở thành cường giả danh chấn một phương. Đến lúc đó cả Vô Minh Tiểu Thiên Thế Giới cũng sẽ nhận được lợi ích không nhỏ. Nghĩ vậy không ít đầu lĩnh của các tiểu thiên thế giới khác lập tức mỉm cười gật đầu với hướng Hầu Minh, Vô Minh Tiểu Thiên Thế Giới quật khởi, lúc này chính là lúc tạo mối quan hệ tốt nhất. Đối với việc mọi người mỉm cười gật đầu, hướng Hầu Minh cũng khẽ gật đầu. Mặc dù hắn đã sớm biết có loại thành tích như vậy, thế nhưng dưới ánh mắt của mọi người nhìn vào mình, trong lòng hắn khó trách khỏi có chút kích động. Lúc này hướng Hầu Minh đã biết lựa chọn lúc trước của hắn là đúng, tuy rằng đây không phải là người của hướng Gia Bảo. Thế nhưng lại là người từ Vô Minh Tiểu Thiên Thế Giới đi ra. Là người hướng Hầu Minh hắn mang tới, chỉ vậy đã đủ rồi. Trong đám người chỉ có sắc mặt Hoài Viễn Khôi của Kỳ Phong Thương Hội là có chút khó coi, Vô Minh Tiểu Thiên Thế Giới có ba người top 10. Trong đó lại có hai người top 4, đây tuyệt đối là chuyện mà hắn không muốn gặp phải. Hoàng Thiên Tứ, bốn người còn lại có ba người là người của Vạn Thiên Liên Minh ta, ngươi cao hứng cái gì? Chuyện này cũng không có bao nhiêu quan hệ với Chiến Thiên Liên Minh các ngươi a. Trong đám người có một tiếng cười to vang lên, một nam tử trung niên mặc trường bào, bộ dáng có chút khí khái hào hùng, ánh mắt đen nhánh sáng láng, mặt mũi mỉm cười. Đúng vậy, trong bốn người có ba người là người của Vạn Thiên Liên Minh ta a. Không có bao nhiêu quan hệ với Chiến Thiên Liên Minh. Lần này có thể thở ra một hơi rồi, những năm qua đều là Chiến Thiên Liên Minh chiếm tiện nghi. Lập tức có không ít thế lực thuộc Vạn Thiên Liên Minh nhao nhao phụ họa, những năm gần đây đều là Chiến Thiên Liên Minh áp đảo số lượng, thật vất vả Vạn Thiên Liên Minh mới có thể xuất đầu. Hoàng Thiên Tứ nhìn nam tử trung niên khí khái hào hùng kia, lớn tiếng nói. An Thế Hải, lời này của ngươi sai rồi. Bất kể như thế nào đây cũng là người của vô sắc thế giới. Lúc này vô sắc thế giới xuất hiện nhiều người trẻ tuổi bất phàm như vậy. Về sau đám lão già như chúng ta đi ra khỏi vô sắc thế giới cũng có thể ngẩng đầu mà đi a. Đúng vậy. Nghe lời Hoàng Thiên Tứ nói không ít người âm thầm gật đầu. Chúc mừng hướng hộ pháp. Hướng hộ pháp, đã lâu không gặp, chúc mừng. Lúc này bên người hướng Hầu Minh đã có vô số người vây quanh, cả đám nhao nhao chúc mừng. Hừ. Hoài Viễn Khôi hừ lạnh một tiếng, nhìn hướng Hầu Minh được mọi người vây quanh, ánh mắt càng thêm âm trầm. Ba người bọn họ đều đi vào, vì sao ta lại không vào được, ta nhất định phải đi vào. Trong tầng thứ 12 trấn thế tháp, dưới uy áp ngập trời chung quanh, sắc mặt Hoài Linh Ngọc trắng bệch, khải giáp óng ánh như ngọc quanh thân run rẩy không ngừng, giống như sắp bị rạn nứt. Máu tươi từ trong khóe miệng Hoài Linh Ngọc, đồng thời từ trong máu mũi không ngừng tràn ra, sau khi bước một bước về phía trước, thân thể hắn đột nhiên run lên, khó có thể thừa nhận thêm được nữa. Thân thể từ từ cúi xuống. Máu tươi chảy ròng, khuôn mặt dần dần vặn vẹo dữ tợn, khải giáp óng ánh như ngọc quanh thân lúc này rạn nứt, khe nứt càng lúc càng lớn. Vì cái gì? Tại sao ba người bọn họ đều có thể đi vào mà ta lại không thể? Hoài Linh Ngọc lớn tiếng quát, miệng lập tức phụt ra một ngụm máu tươi,
khí tức trên người run le ne, không gian đột nhiên nổi lên chấn động, thân ảnh hắn lập tức biến mất trong hư không. Siêu! Chấn thế tháp lại có chấn động, trong tầng 12 có một thân ảnh bị đẩy ra bên ngoài, đám người bên ngoài lập tức yên tĩnh. Khi nhìn rõ thân ảnh bị đẩy ra bên ngoài, khuôn mặt của Hoài Viễn Khôi lập tức giống như già thêm 10 tuổi. Siêu! Trong tầng thứ 12 của chấn thế tháp có một đạo thân ảnh bị đẩy ra, sau đó trong tầng thứ 13 cũng có một đạo thân ảnh gầy gò bị đẩy ra. Thân ảnh gầy gò kia lúc này trong ánh mắt của đám người chung quanh lại có cảm giác giống như một ngọn núi lớn, nguy nga vô cùng. Hoài Linh Ngọc của Kỳ Phong Thương Hội đứng thứ tư. Người thứ ba kia hình như là... Người thứ ba là Thái A trong vô minh thế giới. Tiểu gia hỏa, người thế nào rồi? Thân thể mềm mại xinh đẹp của Tôn Oánh Oánh lập tức lóe lên, nhanh chóng đi tới bên người Thái A. Thái A, nhanh phục dụng đan dược chữa thương bản phẩm, hiệu quả không tệ. Hướng Hầu Minh tự mình đi lên trên không trung, tay đưa một khỏa đan dược chữa thương bản phẩm giá trị liên thành vào trong miệng Thái A. Đa tạ Hướng lão. Thái A cũng không có khách khí, sau khi dùng đan dược chữa thương, hắn lập tức vận chuyển Hỗn Độn Dương Linh Quyết luyện hóa thôn phệ. Sau khi dùng toàn lực tiến vào trong tầng thứ 13, dưới cỗ áp lực cực kỳ lớn trong tầng thứ 13, Thái A khó có thể chống lại nữa cho nên nhanh chóng bị đẩy ra bên ngoài. Linh Ngọc, ngươi không sao chứ? Trong Kỳ Phong Thương Hội có không ít thân ảnh vây quanh Hoài Linh Ngọc, Hoài Linh Ngọc lại lần nữa phun ra máu tươi, thân thể suy yếu, uể oải tới cực điểm. Trong Chấn Thế Tháp, tầng thứ 13 vẫn là một mảnh hư không ba la, chỉ là trên hư không có tiếng sấm không ngừng vang vọng, bên trong còn có một cỗ áp lực mạnh hơn tầng thứ 12 gấp 10 lần. Dưới áp lực khủng bố này, bàn chân Lục Lâm Thiên đạp mạnh hư không, thân thể vững vàng như bàn thạch đứng tại chỗ, cố gắng chống lại áp lực khủng bố này. Phụt! Tiết Mặc Kỳ dưới quang mang kỳ dị bao phủ đột nhiên phun ra máu tươi, dưới cỗ áp lực này dường như nàng đã khó có thể chống lại. Tiết cô nương, cố gắng chống lại không phải là một chuyện tốt đâu. Quanh thân Lục Lâm Thiên được bao phủ bởi một cỗ khí tức man hoang cổ xưa, sắc mặt lúc này cũng trắng bệch. Áp lực trong này so với tầng thứ 12 vừa rồi lần nữa cường hãn hơn nhiều. Tiết Mặc Kỳ lúc này quả thực không muốn nói chuyện, thế nhưng nghe Lục Lâm Thiên nói vậy lập tức nhìn về phía hắn. Nhìn qua đạo thân ảnh đang ngạo nghễ đứng đó, đôi mắt xinh đẹp khẽ chuyển động, khóe miệng có vết máu nhàn nhạt, nàng khẽ mở miệng nói. Dường như ngươi cũng cưỡng ép chống lại a, để xem ai trong chúng ta có thể chống đỡ được tới cuối cùng. Đến thời điểm này thắng thua đã không còn quan trọng, ta chỉ muốn biết rõ cực hạn của ta tới đâu. Có lẽ có thể làm cho ta chính thức bước vào niết bàn cảnh, nếu như ngươi không chống lại được thì cũng đừng nên cố gắng chống đỡ. Khiêu chiến cực hạn. Vậy thì ta đứng cùng một chỗ với Tiết cô nương thử xem. Lục Lâm Thiên nghe vậy khẽ nhíu mày, tự nhiên trên người có một cỗ khí thế bá đạo lan tràn ra. Bàn chân gian nan cất bước, trong hư không tràn ngập tiếng sấm Lục Lâm Thiên ngạo nghễ đứng thẳng. Nhìn về phía Lục Lâm Thiên, ánh mắt xinh đẹp của Tiết Mặc Kỳ lúc này tràn ngập vẻ rung động. Ầm ầm, cả không trung ầm ầm vang vọng tiếng sấm, vào lúc này có hai đạo điện mang nhỏ bằng cánh tay đánh về phía Tiết Mặc Kỳ và Lục Lâm Thiên. Phá! Một đạo lưu quang màu tím từ trong tay Lục Lâm Thiên lướt đi, ầm ầm va chạm với đạo điện mang từ trên không trung đánh xoa sinh. Ầm ầm, gạch chéo. Lập tức thanh âm bạo liệt, trầm thấp giống như sấm sét giữa trời quang vang vọng trên không trung. Điện mang cuồng bạo lan tràn ra chung quanh, một cỗ điện mang cực lớn tán loạn, lập tức tràn vào trên thanh linh khải giáp của Lục Lâm Thiên, điện mang lan tràn ra bốn phía dường như muốn phá hủy tất cả trong cơ thể. Mà thân thể Lục Lâm Thiên đã sớm bị Tử Kim Huyền Lôi rèn qua, cho nên ảnh hưởng của điện mang cuồng bạo bị giảm xuống mức thấp nhất, tăng thêm có lực phòng ngự cường hãn, thân thể hắn chỉ trầm xuống, sau đó lùi lại mấy bước, cũng có thể chống lại được. Chỉ là so sánh với Lục Lâm Thiên, Tiết Mặc Kỳ còn chật vật hơn nhiều. Một đạo quang trụ bằng năng lượng va chạm với điện mang trên không trung đánh xuống, dưới công kích khủng bố như vậy, điện mang bắn tứ tung, không gian run rẩy kịch liệt. Dư âm kinh khí còn lại trực tiếp xé rách không gian tạo thành vết nứt đen kịt. Điện mang ngập trời trực tiếp đánh vào trên quang mang chói mắt chung quanh thân thể Tiết Mặc Kỳ. Xoẹt! Dưới điện mang, quang mang trên người Tiết Mặc Kỳ bị nghiền nát, trong đôi môi vốn đã bị máu tươi nhuộm đỏ lần nữa có máu tươi phun ra, thân thể xinh đẹp bắt đầu lảo đảo lui lại. Ầm ầm! Giữa không trung lại có một đạo điện mang to bằng cánh tay trẻ con đánh xuống. Trong nháy mắt xuyên thủng không gian đánh vào đỉnh đầu Tiết Mặc Kỳ.
Cẩn thận! Lục Lâm Thiên khẽ quát một tiếng, không chút do dự, nguyên lực phô thiên cái địa trong cơ thể tuôn ra, thân thể trong chớp mắt cấp tốc đi tới trước mặt Tiết Mặc Kỳ cách đó không xa, một đạo quang mang màu tím lần nữa được đánh ra. Phanh! Hai đạo công kích va chạm, điện mang khủng bố lan tràn ra chung quanh, dễ dàng đánh nát không gian chung quanh, trong lúc nhất thời, một mảnh hư không đen kịt hiện ra. Phụt! Trong sát na này trong miệng Lục Lâm Thiên cũng có máu tươi phun ra, gợn sóng trong không gian chung quanh run run, thân thể không nằm trong sự khống chế của mình mà bị đẩy ra bên ngoài. Cùng lúc này, không gian quanh thân Tiết Mặc Kỳ đột nhiên chấn động, đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía Lục Lâm Thiên tràn ngập sự chấn động. Thân ảnh xinh đẹp cùng lúc với Lục Lâm Thiên, đều đồng thời bị đẩy ra bên ngoài. Siêu siêu! Trong tầng thứ 13 của Chấn Thế Tháp có hai đạo thân ảnh dưới ánh mắt kinh ngạc và ngoài ý muốn của mọi người đồng thời bị đẩy ra. Hai đạo thân ảnh này chỉ trong chốc lát được vô số người chung quanh cùng với vô số người trong sơn mạch xa xa nhìn lên. Lúc này, hai người này chính là đại biểu cho tồn tại đỉnh phong trong đám người trẻ tuổi cửa vô sắc trung thiên thế giới. Lục Đại Ca! Mặc Kỳ! Không ít thân ảnh lập tức nhảy lên trên không trung, nhanh chóng đáp xuống bên cạnh hai người vừa mới bị đẩy ra. Nhanh dùng đan dược điều tức. Hướng Hầu Minh đưa một khỏa đan dược chữa thương bản phẩm tới cho Linh Tướng Đê. Lục Lâm Thiên gật đầu, cũng không có khách khí mà nuốt đan dược xuống, lập tức thúc giục Hỗn Độn Âm Dương Quyết luyện hóa. Lục Lâm Thiên, nhanh trả lại mạng cho con trai ta. Một tiếng hét lớn vang vệ ỏng, thân thể của Hoài Viễn Khôi đã xuất hiện trên không trung, tiện tay đánh ra một đạo quang mang sáng chói. Nguyên lực từ trong cơ thể tuôn ra, nhanh chóng ngưng tụ thành một mảnh không gian bằng năng lượng mênh mông cuồn cuộn. Bên trong còn có công kích linh hồn bàng bạc, một đạo quang mang sáng chói lập tức hung hăng đánh về phía Lục Lâm Thiên. Coi chừng, các ngươi mau lui lại. Hướng Hầu Minh hét lớn một tiếng, trong lúc nguy cấp, thân ảnh lập tức bay về Upsilon T về phía trước, nguyên lực phô thiên cái địa bắt đầu lan tràn, tay trực tiếp đánh ra một đạo trưởng ấn nghênh tiếp đạo quang mang của Hoài Viễn Khôi. Không gian ven đường trực tiếp bị dạn nứt. Gợn sóng trong không gian bắn tung tóe. Hai người trong nháy mắt ra tay, người trong nháy mắt ngăn cản, khí thế ngập trời tuôn ra. Năng lượng khủng bố cuồn cuộn, gợn sóng trong không gian lan tràn ra xa, lúc này thậm chí còn có không ít người chung quanh còn chưa kịp phục hồi lại tinh thần. Phanh! Trường ấn và quang mang va chạm, thanh âm trầm thấp vang vọng, năng lượng mênh mông cuồn cuộn xé rách không gian. Nơi năng lượng va chạm, trực tiếp tạo thành vết nứt không gian dài. Một cái động sâu cực lớn hiện ra, kinh khí tán loạn nhanh chóng lan tràn, hóa thành hình cung. Xoạt xoạt, Hoài Viễn Khôi và Hướng Hầu Minh đồng thời bị đẩy lui, chỉ là Hoài Viễn Khôi chỉ bị đẩy lui vài bước thì lập tức ổn định thân thể. Sau khi Hướng Hầu Minh lui lại mấy bước trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Hắn chỉ có tu vi niết bàn cảnh sơ giai, Hoài Viễn Khôi là niết bàn cảnh trung giai, tuy rằng cả hai đều là niết bàn cảnh, thế nhưng chênh lệch lại quá lớn. Bởi vậy Hướng Hầu Minh khó có thể chống lại. Lục Lâm Thiên, người dám giết con ta, người nhất định phải trả giá. Hoài Viễn Khôi vừa mới ổn định thân thể, lần nữa đạp mạnh hư không, thân thể giống như mũi tên lần nữa đánh về phía Lục Lâm Thiên. Lại là một đạo quyền ấn mang theo linh hồn lực minh mông cuồn cuộn hóa thành một đạo quang mang mơ hồ, mà ngay cả đám người bên cạnh Lục Lâm Thiên hắn cũng không buông tha, trực tiếp phẫn nộ đánh xuống. Hoài Viễn Khôi, ngươi dám ra tay với quán quân của vạn thế đối quyết trong vô sắc thế giới sao? Lá gan của ngươi thật không nhỏ a. Một đạo thân ảnh lúc này đột nhiên xuất hiện trước người Lục Lâm Thiên không xa, nhanh chóng đánh ra một đạo quyền ấn. Nguyên lực thuộc tính thổ ngập trời bắt đầu lan tràn, cả không gian trong trước mắt này run lên. Hai đạo quyền ấn lập tức va chạm vào một chỗ, cả không gian chung quanh dưới công kích khủng bố bực này phát ra tiếng nổ trầm thấp. Oanh! Dư âm kinh khí còn lại trực tiếp xé rách không gian tạo thành vết nứt đen kịt, sau đó trực tiếp sáp nhập lại một chỗ. Kinh khí đáng sợ hóa thành một cơn lốc lan tràn, sau khi kinh khí tán đi, hai người trực tiếp bị đẩy lùi, dường như hai người đều có thực lực sàn sàn nhau. Thân thể trước người Lục Lâm Thiên bị đẩy lui, một cỗ nguyên lực thuộc tính thổ minh mông được thu liễm lại. Trường bào run lên, lập tức ngừng lui lại, hắn lăng không mà đứng, quanh thân có một cỗ khí tức ngập trời lan tràn. Toàn thân tản ra khí thế bá đạo. Người này chính là gia chủ Hoàng gia Hoàng Thiên Tứ. Trong quá trình này, tuy rằng khuôn mặt Lục Lâm Thiên tái nhợt thế nhưng ánh mắt lại không nháy lấy một cái. Khuôn mặt tái nhợt dần dần âm trầm,
Kim Viên và Thái A không nói gì, chỉ đứng ở bên cạnh hắn. Lục Lâm Thiên này giết con của ta, Hoàng Thiên Tứ, ngươi dám ngăn ta, chẳng lẽ muốn đại chiến với Kỳ Phong Thương Hội của ta hay sao? Giữa không trung, Hoài Viễn Khôi nhìn Hoàng Thiên Tứ, khuôn mặt đã tái nhợt. Hoài Viễn Khôi, con của ngươi chết mà lại đổ tội cho người khác sao? Coi như con của ngươi chết trong tay người khác thì thế nào? Người chết trong Chấn Thế Tháp vô cùng nhiều, chết cũng là do thực lực không đủ. Nếu muốn khai chiến hoàng gia ta chơi với ngươi, chẳng lẽ hoàng gia ta lại sợ ngươi sao? Trường bào trên người Hoàng Thiên Tứ run lên, khí tức bắt đầu khởi động, gợn sóng trong không gian chung quanh chấn động kịch liệt. Người khác chết ta mặc kệ, người chết là con của ta thì không được. Con của ta nhất định là bị Lục Lâm Thiên giết chết. Người có thể giết chết linh hổ cũng chỉ có một mình Lục Lâm Thiên này. Khuôn mặt của Hoài Viễn Khôi vì nổi giận mà lúc này đã bắt đầu vặn vẹo. Hoài Viễn Khôi, tiểu huynh đệ Lục Lâm Thiên này chính là quán quân vạn thế đối quyết của vô sắc trung thiên thế giới chúng ta. Vô sắc thế giới cũng không phải là của riêng Kỳ Phong Thương Hội ngươi, ngươi dám động tay động chân, Thải Vân Thương Hội ta tuyệt đối sẽ không khách khí. Trong đám người, chân an thế hải của Thải Vân Thương Hội đạp mạnh quảng trường, thân thể lập tức xuất hiện đứng song song với Hoàng Thiên Tứ. Một cỗ khí tức linh hồn bàng bạc trong thoáng chốc khởi động, khiến cho một phương không gian biến sắc. An Thế Hải, Thải Vân Thương Hội ngươi cũng định đối đầu với Kỳ Phong Thương Hội ta sao? Mắt thấy An Thế Hải, ánh mắt Hoài Viễn Khôi co rúm lại. Hoài Viễn Khôi, không phải là Thải Vân Thương Hội ta đối đầu với Kỳ Phong Thương Hội các ngươi. Mà Kỳ Phong Thương Hội các ngươi đối đầu với cả Vạn Thiên Liên Minh, tiểu huynh đệ Lục Lâm Thiên này chính là người Vạn Thiên Liên Minh trong Vô Minh Tiểu Thiên thế giới đưa tới. Hiện tại trong lòng ngươi có sát tâm, ngươi có ý gì? An Thế Hải trầm giọng nói. An Thế Hải. Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ chấn động, người của Thải Vân Thương Hội, nghe nói An Thế Hải này chính là đương giả của Thải Vân Thương Hội, cũng chính là phụ thân của An Thi Giao. Hay cho một Thải Vân Thương Hội, các ngươi chỉ đơn giản muốn mượn cơ hội này nhúng tay vào địa vị của Kỳ Phong Thương Hội trong vô sắc thế giới mà thôi, chỉ sợ Thải Vân Thương Hội các ngươi nuốt không trôi à. Hoài Viễn Khôi nổi giận hét lớn, hắn hiểu rõ, từ đủ loại dấu hiệu xem ra người đánh chết Hoài Linh Hổ nhất định là Lục Lâm Thiên, mà Lục Lâm Thiên này thiên phú càng mạnh, ngày hôm nay càng phải đánh chết. Nếu như bỏ qua cơ hội ngày hôm nay, để cho Lục Lâm Thiên này rời khỏi vô sắc thế giới, vạn nhất về sau có thành từ tháp NHN lúc đó kẻ không may chính là Kỳ Phong Thương Hội của hắn. Huống chi Kỳ Phong Thương Hội ở trong thị hoang thế giới bị trọng thương, hôm nay vừa vặn thù mới hận cũ tính toán một thể. Nếu như bỏ qua cơ hội ngày hôm nay hậu hoạn vô cùng, đạo lý này Hoài Viễn Khôi sao có thể không rõ cơ chứ? Bất kể như thế nào ngày hôm nay Lục Lâm Thiên này nhất định phải chết. Ai dám ngăn ta thì chính là tuyên chiến với Kỳ Phong Thương Hội ta. Kỳ Phong Thương Hội ta sẽ không tiếc tất cả mà tiến hành trả thù. Hoài Viễn Khôi hét lớn, sát ý đại thịnh, hôm nay bất kể như thế nào hắn cũng phải đánh chết Lục Lâm Thiên này. Tốt, hay cho một Kỳ Phong Thương Hội hung hăng cày quấy. Tử Diễm Huyền Xà nhất tộc ta hôm nay nhất định sẽ bảo hộ tiểu huynh đệ Lục Lâm Thiên này, Hoài Viễn Khôi, có bản lĩnh thì không chết không ngớt với Tử Diễm Huyền Xà nhất tộc chúng ta đi. Một tiếng quát lạnh lùng từ dưới không trung vang lên, khi thanh âm vừa dứt, một đạo thân ảnh đã đứng lơ lửng trên không trung, quanh thân có khí tức nóng bỏng nhàn nhạt quanh quẩn, không gian chung quanh trực tiếp xuất hiện vết nứt không gian đen kịt. Trong tầng trời thấp, Tiết Mặt Kỳ sắc mặt trắng bệch đang cúi đầu nói gì đó với Tiết Hưng Quốc, nghe xong Tiết Hưng Quốc cũng khẽ biến sắc, do dự một lát rồi đạp không bước lên, khí tức mênh mông cuồn cuộn lan tràn ra. Tiết gia ta hôm nay cũng bảo hộ tiểu huynh đệ Lục Lâm Thiên này, Hoài Viễn Khôi, người dám ra tay Tiết gia ta sẽ phụng bồi. Trong khoảng thời gian ngắn trong bốn thế lực lớn có ba thế lực bảo hộ Lục Lâm Thiên, còn có thế lực như Thải Vân Thương Hội ra mặt, chuyện này khiến cho ánh mắt đám người đang xem chung quanh biến ảo bất định. Quan hệ giữa bốn thế lực lớn tất cả người trong các tiểu thiên thế giới đều biết, loại tình huống này sợ rằng cũng là lúc bọn họ nên có quyết định, đặc biệt là người của Vạn Thiên Liên Minh. Địa hoang tiểu thiên thế giới ta và Vô Minh tiểu thiên thế giới có quan hệ không tệ, Kỳ Phong Thương Hội ỷ thế hiếp người, địa hoang thế giới ta cũng không nhịn được. Nguyện cùng Hoàng Hộ Pháp, Tiết Hộ Pháp đứng chung chiến tuyến, cùng tiến cùng lùi. Thiên Dương Lão Quỷ Hồ Nhất Đao đạp không tiến lên. Vô biên thế giới cũng cùng tiến lui với Hoàng Hộ Pháp, Tiết Hộ Pháp. Còn có Huyền Nam thế giới ta nữa. Sau Hồ Nhất Đao, Hỏa Đạo Nhân, Nam Bán Thiên cũng đồng thời bước lên phía trước. Ba người Hồ Nhất Đao,
Nam Bán Thiên, Hỏa Đạo Nhân tuy rằng là người chiến thiên liên minh, thế nhưng lại có quan hệ thâm giao mấy ngàn năm với Hướng Hầu Minh, tuy rằng lớn tiếng mắng hoặc chửi thầm là chuyện thường ngày, thế nhưng quan hệ thâm giao giữa bốn người mọi người đều biết. Lúc này ba người Hồ Nhất Đao Hận không thể đạp Hướng Hầu Minh một cái, thế nhưng gặp phải cảnh như vậy, ba người không chút do dự đứng sau lưng hai người Hoàng Thiên Tứ và Tiết Hưng Quốc. Chúng ta cũng cùng tiến lui với Hoàng Hộ Pháp, Tiết Hộ Pháp. Ba người Thiên Dương Lão Quỷ Hồ Nhất Đao, Hỏa Đạo Nhân, Nam Bán Thiên tỏ thái độ, còn có Hoàng Gia và Tiết Gia dẫn đầu, cơ hồ tất cả thế lực của chiến thiên liên minh có mặt ở đây có một nửa đạp không đi ra, mà cũng có không ít dường như đang phân vân lựa chọn. Trong Vạn Thiên Liên Minh cũng có không ít người nhìn nhau, đối với người Vạn Thiên Liên Minh mà nói, Kỳ Phong Thương Hội hiện tại dù sao cũng là thế lực phụ trách cao nhất của Vạn Thiên Liên Minh trong vô sắc thế giới. Đắc tội với Kỳ Phong Thương Hội, đối với bọn họ mà nói, hậu quả không cần phải nghĩ. Vạn nhất Kỳ Phong Thương Hội có thể đứng sừng sững không ngã, về sau sẽ có chút phiền toái. Kỳ Phong Thương Hội ỷ thế hiếp người, vô duyên vô cớ muốn ra tay với quán quân Vạn Thế Đối Quyết của vô sắc thế giới. Tuy rằng Tôn gia ta là một phần tử của Vạn Thiên Liên Minh, thế nhưng ngày hôm nay cũng phải ra mặt một lần, ta thấy bên trên nếu biết rõ nhất định sẽ xử phạt rất nặng. Trong đội ngũ của Tôn gia, đứng bên cạnh Tôn Tiểu Nhã và Tôn Oánh Oánh một lúc, Tôn Điền cũng bước ra, đứng ở bên người An Thế Hải. Không ít thế lực của Vạn Thiên Liên Minh lập tức biến sắc, đối với bọn họ mà nói hiện tại hoàn toàn là đang đặt cược, một lần đánh bạc cực lớn. Lần đánh bạc cực lớn này là lần cuối cùng. Đặt cược vào Kỳ Phong Thương Hội hoặc là Lục Lâm Thiên. Nếu như sau này Lục Lâm Thiên có thể tiến vào hỗn độn thế giới, vậy thì kết cục sau này của Kỳ Phong Thương Hội không cần phải nói, mà trái lại. Kỳ Phong Thương Hội quá mức. Ta mong Hoài Hộ Pháp nghĩ lại. Nhìn thấy Tôn gia xuất đầu, không ít người trong Vạn Thiên Liên Minh cũng cắn răng bước lên, lập tức đạp không mà đứng, chỉ là thanh âm lại nghe êm tai hơn không ít. Hướng Hầu Minh nhìn động tĩnh chung quanh. Trong lòng âm thầm thở dài một hơi, âm thầm mỉm cười. Lục Lâm Thiên nhìn chung quanh, trong lòng cảm thấy ngoài ý muốn, không ngờ lại có nhiều người lựa chọn bảo vệ hắn như vậy. Tiểu tử, có phải ngươi cảm thấy có chút ngoài ý muốn hay không? Kỳ thật cũng không có gì bất ngờ, tất cả đều là vì thiên phú và tiềm lực mà ngươi biểu hiện ra bên ngoài, nếu như ngươi không tiến vào top 10, có mấy người sẽ để ý tới ngươi. Bọn họ lựa chọn ngươi là vì tiềm lực của ngươi bây giờ và thành tựu. Thực lực sau này. Trong thiên trụ giới, Tam Kỳ lão nhân nói. Thực lực mới là tất cả, lúc đó đi nơi nào cũng giống nhau. Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng, ánh mắt dường như hữu ý vô tình nhìn qua đám người đang do dự ở phía dưới. Hoài Viễn Khôi, có bản lĩnh ngươi cứ động thủ thử xem. Hoàng Thiên Tứ nhìn qua chung quanh, sau đó lại nhìn Hoài Viễn Khôi, ánh mắt như cười như không. Sắc mặt Hoài Viễn Khôi âm trầm tới tận cùng. Chỉ là tới lúc này cho dù hắn có tức giận cũng không thể làm được ý. Cho dù sát ý có đại thịnh như thế nào cũng không dám động thủ một lần nữa. Hoàng gia, Tử Diễm Huyền Xà nhất tộc, Tiết gia, ba đại thế lực xuất đầu đã vượt quá dự kiến của hắn. Một trong ba thế lực xuất đầu cũng khiến hắn bất đắc dĩ, ba thế lực liên thủ, tăng thêm Thải Vân Thương Hội, Tôn gia, còn có vô số tiểu thiên thế giới, một khi hắn động thủ, hậu quả không cần phải nói. Sợ rằng khi đó sẽ mang tới tai ương ngập đầu cho Kỳ Phong Thương Hội. Hội trưởng, đại thiếu gia đã bất tỉnh, người mau tới xem. Trong đội ngũ của Kỳ Phong Thương Hội đột nhiên có một tiếng hét lớn vang vọng, Hoài Viễn Khôi nghe vậy lập tức biến sắc, nhìn đám người trên không trung trầm giọng nói. Việc ngày hôm nay ta sẽ không để yên cho các ngươi. Lập tức Hoài Viễn Khôi nhìn về phía Lục Lâm Thiên, sát ý bắn ra, thanh âm lạnh lẽo vô cùng. Lục Lâm Thiên. Hôm nay có người che chở ngươi, để xem liệu có ai có thể bảo hộ được ngươi cả đời hay không. Giết con ta, nợ máu phải trả bằng máu. Hoài Viễn Khôi, ngươi có thể thử một chút, nhìn xem ngươi có thể giết ta được hay không. Lục Lâm Thiên nghe vậy, ánh mắt không có bao nhiêu biến hóa. Thật đúng là có chút ngạo khí, không ngờ lại không có chút bối rối nào. Không ít người nghe vậy lập tức kinh ngạc nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Hừ. Hoài Viễn Khôi nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt đỏ thẫm, lúc này ở trong đội ngũ Kỳ Phong Thương Hội phía dưới lần nữa vang lên thanh âm. Hội trưởng, đại thiếu gia không ổn rồi. Lục Lâm Thiên, khoản nợ này ngày khác ta lại tính toán tiếp. Dứt lời, Hoài Viễn Khôi mang theo sự oán hận phóng xuống phía dưới, hắn cũng không rảnh đối phó với Lục Lâm Thiên.
Trên khuôn mặt tái nhợt của Lục Lâm Thiên nở nụ cười lạnh lẽo. Sau khi Chấn Thế Tháp đóng cửa được 2 ngày, cả Vô Sắc Thành lúc này đều đang nghị luận kết quả cuối cùng trong Chấn Thế Tháo. Bởi vì hai người cuối cùng đồng thời ra ngoài, mà lúc này cũng có hai quán quân, cho nên bài danh tất cả đều tăng lên một bậc. Thái A tính ra là thứ 3 thì lúc này cũng trở thành thứ 2. Mà Lâm Chấn của Địa Hoang Thế Giới vốn là người thứ 11 lại trở thành thứ 10. Chỉ là người thứ 10 tên là Lâm Chấn này lại không có cách nào tham gia vòng tiếp theo của Vạn Thế Đối Quyết được. Bởi vì trong quy định có nói, mỗi trung thiên thế giới chỉ có 10 người được tham gia mà thôi. Có 2 người là quán quân thì người thứ 11 cũng không có cách nào tham gia được vòng tiếp theo. Đương nhiên, loại sắp xếp này đối với tất cả mọi người mà nói kỳ thực cũng không quan trọng. Quan trọng là lúc này tất cả ghi chép trước đó chóc Vô Sắc Thế Giới đều bị vượt qua. Trong Vô Sắc Trung Thiên Thế Giới lần này xuất hiện mấy người nổi bật, ba tiến vào trong Chấn Thế Tháp tầng thứ 13, thiên phú bực này khiến cho mọi người không khỏi chờ mong tới vòng tiếp theo. Khi đó Vô Sắc Thế Giới sẽ quật khởi trong Vạn Thế Đối Quyết, đồng thời danh tự Vô Sắc Trung Thiên Thế Giới còn vang vọng khắp Thượng Thanh Đại Thiên Thế Giới. 2 ngày này, tên của những người cuối cùng trong Chấn Thế Tháp đi ra đã lan truyền khắp nơi. Vang dội nhất trong mấy người chính là Lục Lâm Thiên và Tiết Mặc Kỳ, sau đó là Thái A, Tử Viêm, Hoàng Sa, Kim Viên. Lục Lâm Thiên, Thái A, Kim Viêm với tư cách là từ Tiểu Thiên Thế Giới tới, chuyện này càng khiến cho mọi người càng thêm rung động, khiến cho người ta biết rõ về Vô Minh Tiểu Thiên Thế Giới, cũng biết được có một vạn cổ thế giới. Trong một đình viện bao la trong Vô Sắc Thành, Hoàng Thiên Tứ ngồi xuống, chung quanh còn có không ít trưởng lão hoàng gia đang ngồi. Tộc trưởng, lần này Hoàng Sa có biểu hiện không tệ, chỉ là không ngờ Tiết Mặc Kỳ của Tiết Gia Trang, Lục Lâm Thiên, Thái A, ba người này lại có thể đi tới một bước như vậy. Một trưởng lão của Hoàng gia nói, Vô Sắc Thế Giới có thể xuất hiện nhiều người có thiên phú bất phàm như vậy đối với cả Vô Sắc Trung Thiên Thế Giới như chúng ta mà nói cũng là một chuyện tốt. Hoàng Thiên Tứ cười nhạt một tiếng, lập tức nhìn qua chúng trưởng lão Hoàng gia rồi nói, chư vị, Hoàng Sa có tình ý với nhà đầu của Tôn gia, ta muốn Hoàng gia và Tôn gia làm thông gia, ý thức của chư vị thế nào? Nghe vậy sắc mặt chúng trưởng lão Hoàng gia khẽ biến, một lão giả tuổi chừng 70 ở gần chủ vị nói. Tộc trưởng, Tôn gia này ở trong Vô Sắc Thế Giới tuy rằng có thế lực không bằng Hoàng gia chúng ta, thế nhưng cũng không tệ. Thông gia với Tôn gia vốn không tệ, thế nhưng không phải lúc trước người không đồng ý sao? Người hy vọng đứa nhỏ Hoàng Sa này có thể thông gia với Tiết gia mà. Ta vốn hy vọng Hoàng Sa có thể trở thành phu thê với nha đầu Tiết gia, thế nhưng đứa nhỏ Hoàng Sa này chỉ có tình ý với một mình nha đầu của Tôn gia. Nha đầu Tiết gia kia Hoàng Sa lại không có chút tình ý nào. Bây giờ xem ra Hoàng Sa quả thực không có cách nào giúp chúng ta thông gia với Tiết gia được. Tiến vào tầng thứ 13 Chấn Thế Tháp. Thiên phú bực này nếu không có bất ngờ gì xảy ra Tiết gia vì có nha đầu này sớm muộn gì cũng siêu việt Hoàng gia chúng ta. Còn có Kỳ Phong Thương Hội và Tử Diễm Huyền Xà nhất tộc nữa. Hoàng Thiên Tứ ngừng một cái rồi tiếp tục nói. Mà bây giờ thiên phú của nha đầu Tôn gia cũng không tệ, quan trọng nhất là trong Tôn gia có một gia đầu dường như có quan hệ không tệ với Lục Lâm Thiên. Tăng thêm cả hai chuyện, như vậy cũng không chênh lệch với Tiết gia là bao. Tộc trưởng, người coi trọng Lục Lâm Thiên kia. Trưởng lão Hoàng gia hỏi. Lục Lâm Thiên này có thể đi tới cuối cùng hay không lại là một việc khác. Thiên phú mà Lục Lâm Thiên biểu hiện ra ngoài không dưới nhà đầu Tiết gia, lúc này Tiết gia và Tử Huyền kia cũng cố ý lôi kéo. Sau lưng Lục Lâm Thiên còn có Phi Linh Môn và Thị Hoang Thế Giới. Trong Thị Hoang Thế Giới có vạn tù chi tôn Huyết Thiên Đế, sau khi Huyết Thiên Đế dung thế Niết Bàn. Thị Hoang Thế Giới sớm muộn gì cũng không dưới Vô Sắc Thế Giới. Thậm chí còn có một ngày vượt qua Vô Sắc Thế Giới, ta không thể không chuẩn bị từ trước a. Hoàng Thiên Tứ nhìn qua các trưởng lão của Hoàng gia, khẽ nói. Ta vừa mới nhận được tin tức tin cậy, Phi Linh Môn của Lục Lâm Thiên đã khống chế cả Vô Minh Tiểu Thiên Thế Giới, Thiên Thủy Môn bị diệt, lão gia hỏa hỏa quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ bị Lục Lâm Thiên tự mình đánh chết. Cái gì? Lục Lâm Thiên tự mình đánh chết hỏa quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ sao? Các trưởng lão Hoàng gia nghe vậy toàn thân run lên, thiếu chút nữa từ ghế nhảy dựng lên. Theo ta thấy, thực lực của Lục Lâm Thiên có lẽ còn trên nha đầu Tiết gia, loại thực lực này nếu như tới vòng tiếp theo của Vạn Thế Đối Quyết mà nói. Ta đoán, muốn tỏa sáng cũng không khó, thậm chí còn có cơ hội tiến vào thiên giới. Hoàng Thiên Tứ nói,
Tiến vào thiên giới a. Các trưởng lão hoàng gia cảm thán, tiến vào thiên giới đại biểu cho điều gì bọn họ biết rõ. Hoàng gia có quan hệ không tệ với Lục Lâm Thiên, nếu như tăng thêm Tôn gia, quan hệ sẽ càng thêm kiên cố. Huống chi cũng có thể thành toàn cho nhà đầu Tôn gia và Hoàng gia, xem như người phụ thân như ta cũng làm theo ý nó một lần a. Hoàng Thiên Tứ ngẩng đầu, khẽ mỉm cười nói. Ta và Tiết gia đã thương lượng qua, đến lúc đó cũng cho Lục Lâm Thiên một phần đại lễ. Trong đình viện tinh xảo, An Thế Hải ngồi ngay ngắn, trên khuôn mặt vốn khí khái hào hùng lúc này ánh mắt khẽ đổi, miệng nói. Lần này Thải Vân Thương Hội ta có cơ hội, nói không chừng còn có thể vượt qua Kỳ Phong Thương Hội. Một khi đạp đổ Kỳ Phong Thương Hội, trong vô sắc thế giới này Thải Vân Thương Hội ta sẽ không còn một chướng ngại nào nữa. Phụ thân, Lục Lâm Thiên kia quả thực có quan hệ với Phi Linh Thương Hội kia sao? An Thi Đình ngẩng đầu nói, người mặc bộ váy dài màu hồng nhạt, bên trên thêu hình mão đơn, vô cùng phú quý. Ở cái eo nhỏ nhắn còn có dây lưng màu hồng khẽ thắt, nhìn qua vô cùng dịu dàng, thân thể càng thêm hấp dẫn. Ở trong vô sắc thế giới này cũng có không biết bao nhiêu người nguyện quỳ gối dưới váy nàng. Từ đủ loại dấu hiệu có thể nhận định hẳn là hắn. An Thế Hải gật đầu nói. Lục Lâm Thiên cùng với muội muội của con có quan hệ không kém, cho nên lúc này ta định để cho muội muội con về xử lý chuyện này. Nghe vậy trong mắt của An Thi Đình hiện lên vẻ chấn động. An Thế Hải, người muốn đổi ý hay sao? Một đạo thân ảnh từ từ đi vào đình viện, nhìn qua đạo thân ảnh này, sắc mặt An Thế Hải lập tức biến đổi. Tiểu huynh đệ, người khôi phục rồi sao? Khi Lục Lâm Thiên từ trong thiên trụ giới đi ra, đến đình viện mọi người tạm thời đặt chân, hướng Hầu Minh nhìn thấy Lục Lâm Thiên và Thái A, Kim Viên mới 3 ngày đã hoàn toàn khôi phục, hướng Hầu Minh kinh ngạc đến nỗi há hốc mồm. Loại tốc độ khôi phục này quá kinh khủng, mặt khác, người từ Trấn Thế Tháp đi ra lúc này đều đang bế quan, sợ rằng trong khoảng thời gian ngắn cũng không có cách nào đi ra được. Sau khi há hốc mồm kinh ngạc, hướng Hầu Minh mới phục hồi tinh thần được một chút, lập tức nói với Lục Lâm Thiên. Người đi ra vừa lúc, Hoàng gia, Thải Vân Thương Hội, Tôn gia đều phái người tới đây. Lục Lâm Thiên nhíu mày, ngẩng đầu hỏi. Bọn họ tới đây làm cái gì? Hoàng Sa và Tôn Tiểu Nhã của Tôn Gia Trang 10 ngày sau đính hôn, cho nên mời Tiểu Huynh Đệ tới dự. Mà Thải Vân Thương Hội và Tôn Gia cùng ta đều có ghế hộ pháp trong Vạn Thiên Liên Minh, chúng ta định đề cử lên trên, hy vọng nâng cao cái ghế chấp sự của Phi Linh Thương Hội lên ghế hộ pháp. Hiện tại Phi Linh Thương Hội cũng có thực lực này, đoán chừng không bao lâu nữa bên trên sẽ có lệnh phê chuẩn xuống dưới. Mặc dù không có Kỳ Phong Thương Hội ở bên trong, bất quá nhiều người chúng ta như vậy, sức nặng cũng đầy đủ. Sau khi Phi Linh Môn có ghế hộ pháp, về sau làm việc cũng thuận tiện hơn nhiều. Hướng Hầu Minh nhìn qua Lục Lâm Thiên, cười nói. Phi Linh Thương Hội tuy rằng có một mình, thế nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được, Phi Linh Thương Hội có quan hệ không phải là nông cạn với ngươi. Vô sắc thế giới trong Vạn Thiên Liên Minh còn có vài ghế hộ pháp, tuy rằng không dám công khai đắc tội Kỳ Phong Thương Hội, thế nhưng có thể thay Phi Linh Thương Hội đề cử lên ghế hộ pháp là chuyện không thành vấn đề. Bọn họ không dám công khai đắc tội Kỳ Phong Thương Hội, người cũng nên hiểu cho bọn họ. Lục Lâm Thiên gật đầu, hắn cũng hiểu rõ nguyên do bên trong, cho nên lập tức nói với Hướng Hầu Minh. Vậy đa tạ Hướng lão ca. Người một nhà, không cần phải khách khí. Hướng Hầu Minh cười nói. Mặt khác, nửa tháng sau sẽ đi tới Phong Thần Thai tham gia Vạn Thế Đối Quyết chân chính. Phong Thần Thai, Vạn Thế Đối Quyết chân chính sao? Ba người Lục Lâm Thiên, Thái A, Kim Viêm lập tức sững sờ. Hướng Hầu Minh cười cười, nói với ba người Lục Lâm Thiên. Không phải các ngươi cho rằng đây là Vạn Thế Đối Quyết chính thức đê ót chứ? Chẳng lẽ đây không phải là Vạn Thế Đối Quyết? Kim Viêm trợn mắt hỏi, hắn đã tham gia vài vòng, chẳng lẽ không phải là Vạn Thế Đối Quyết, chẳng lẽ mình tham gia sai? Cũng không phải. Hướng Hầu Minh nhìn Kim Viêm nói. Hai đợt này nói dễ nghe một chút là hai vòng đầu của Vạn Thế Đối Quyết, nói trực tiếp chỉ là khởi động mà thôi. Vạn Thế Đối Quyết chính thức há có nhẹ nhàng như vậy. Vạn Thế Đối Quyết chính thức vô cùng kịch liệt. Vạn Thế Săn Bắn, Phong Thần Đài. Đây mới thực sự là Vạn Thế Đối Quyết. Người cuối cùng ở trên Phong Thần Đài mới chính là tồn tại đỉnh phong trong đám người trẻ tuổi. Bái tướng Phong Hoàng, Thành Thần, tên tuổi vang vọng thiên hạ, vang vọng cả Thượng Thanh Đại Thiên Thế Giới. Thậm chí cả 3.000 đại thiên thế giới. Nói xong, trong mắt Hướng Hầu Minh tràn ngập vẻ kích động.
Nhớ năm đó hắn cũng từng bước tới vạn thế săn bắn, cuối cùng không có cơ hội đặt chân lên phong thần đài. Bái tướng phong hoàng, thành thần. Lục Lâm Thiên nghe vậy trong lòng lúc này cũng có chút rung động không hiểu, Lục Lâm Thiên lập tứ nói với Hướng Hầu Minh. Hướng lão ca, vòng tiếp theo chính là vạn thế săn bắn sao? Hướng Hầu Minh nhìn ba người nói. Còn thời gian nửa tháng, các ngươi cũng còn chưa biết chuyện phong thần đài và vạn thế săn bắn, ta cũng nên nói cho các ngươi biết rõ mới được. Lập tức ba người Lục Lâm Thiên, Kim Viên, Thái A từ trong miệng Hướng Hầu Minh biết được vòng tiếp theo của vạn thế đối quyết ở trong khu vực săn bắn, mỗi một lần vạn thế đối quyết diễn ra thì khu vực săn bắn này mới mở ra một lần. Khu vực săn bắn này đúng như cái tên của nó, chính là săn bắn, chỉ có cái khác là, một khi tới khu vực săn bắn này, mỗi một người đều là con mồi, đồng thời cũng chính là thợ săn. Trong này không có bất kỳ quy tắc nào khác, chỉ có con mồi và thợ săn, chỉ có bị giết hoặc giết, chỉ có máu tươi. Một vạn người trẻ tuổi, mỗi một người đều là người nổi bật trong đám người trẻ tuổi, đều là tồn tại đỉnh phong trong đám người trẻ tuổi. Đồng thời là nhân vật phong vân trong trung thiên thế giới của mình. Mà một vạn người tới khu vực săn bắn này tùy thời sẽ trở thành con mồi, tùy thời sẽ vẫn lạc. Thanh niên đồng lứa tiến vào trong khu vực săn bắn, mỗi một người trước đó đều nhận được một khối phong thần thạch. Mà trong khu vực săn bắn kia, mỗi một người nhất định phải nhận được 20 khối phong thần thạch, cuối cùng mới có thể mở ra 240 ghế trên phong thần đài. Cuối cùng chỉ có 240 người mới có thể leo lên phong thần đài. Cơ hồ tất cả mọi người đều quyết đấu kịch liệt trong khu vực săn bắn này. Muốn đạt được đủ phong thần thạch cũng chỉ có thể lấy từ trên người kẻ khác. Muốn lấy được phong thần thạch từ trên người kẻ khác cũng chỉ có thể dựa vào bản lĩnh của mình, có người sẽ chủ động giao ra, mà đại bộ phận sẽ gạch đá cùng tan, bởi vì ai cũng muốn đặt chân lên phong thần đài. Trên phong thần đài, bái tướng phong hoàng, thành thần, một khi thành danh cả thiên hạ sẽ biết, hấp dẫn bực này không ai có thể kháng cự. Trên phong thần đài, người chiến thắng cuối cùng có thể chính thức tiến vào hỗn độn thế giới, lại còn được tiến vào trong mật địa ở trong hỗn độn thế giới tu luyện, lĩnh ngộ, lại được siêu cấp cường giả trong hỗn độn thế giới tu làm môn hạ, từ đó về sau thực lực một bước lên trời, dương danh thiên hạ. Khu vực săn bắn, một vạn người cuối cùng chỉ có 240 người lên phong thần đài. Lục Lâm Thiên thì thào nói, hắn đã có thể tưởng tượng ra chuyện gì sẽ xảy ra ở khu vực săn bắn này. Đây mới thực sự là vạn thế đối quyết, tất cả người trẻ tuổi đỉnh phong của các trung thiên thế giới hội tụ, đến lúc đó cảnh tượng trong khu vực săn bắn kia sẽ thảm thiết tới bực nào a? Hướng Hầu Minh nói, đây là bước đầu tiên, trên phong thần đài, trong 240 người kia cuối cùng chỉ có 60 người ở lại, cụ thể tới lúc đó các ngươi sẽ biết rõ. Thật đúng là cạnh tranh kịch liệt a. Kim Viên có lá gan rất lớn, thế nhưng nghe vậy ánh mắt cũng không khỏi rung động. Hướng lão ca, khu vực săn bắn ở trong hỗn độn thế giới sao? Lục Lâm Thiên hỏi. Không phải. Hướng Hầu Minh nói. Nhưng mà khu vực săn bắn lại là nơi cách hỗn độn thế giới không xa. Năng lượng thiên địa ở trong này ngay cả trung thiên thế giới cũng không có cách nào so sánh được. Tiến vào trong khu vực săn bắn này cũng là một lần kỳ ngộ với tất cả mọi người, về phần cuối cùng thế nào phải nhìn vào tạo hóa của bản thân mỗi người. Hướng Hầu Minh ngừng một lát. Tiếp tục nói, khu vực săn bắn kia chính là một không gian hình tròn do hỗn độn thế giới diễn sinh ra, không gian hình tròn này vây quanh cả thượng thanh đại thiên thế giới, cơ hồ tương liên với tất cả trung thiên thế giới. Nghe nói rất lâu trước kia từng có cường giả lợi dụng thủ đoạn vô cùng cải tạo không gian kia. Sau đó trực tiếp biến thành khu vực săn bắn hiện tại. Không gian bên trong so với bất luận trung thiên thế giới nào còn lớn hơn nhiều. Tương liên với thế giới hỗn độn, lại gần với thế giới hỗn độn. Thảo nào năng lượng thiên địa lại nồng đậm hơn trung thiên thế giới. Lục Lâm Thiên nhíu mày, cảnh tượng trong khu vực săn bắn nửa tháng sau nhất định sẽ vô cùng thảm thiết. Hướng Hầu Minh nhìn qua Lục Lâm Thiên, cười nhạt nói. Con của Hoài Viễn Khôi Kỳ Phong Thương Hội có lẽ chết trên tay tiểu huynh đệ ngươi đúng không? Đúng vậy, tự mình đưa tới cửa cho nên thuận tay tiêu diệt. Lục Lâm Thiên cũng không có giấu giếm gì, dù sao chuyện này cũng không cần phải giấu. Hoài Viễn Khôi cũng không cắn được hắn. Diệt thì diệt a, nhưng mà trong khoảng thời gian này ngươi phải chú ý Kỳ Phong Thương Hội một chút. Ở đây dù sao cũng là vô sắc thế giới, tuy rằng hiện tại Kỳ Phong Thương Hội không dám có hành động, thế nhưng cũng khó có thể biết được liệu lão gia hỏa Hoài Viễn Khôi kia có đau thương quá mà làm ra chuyện gì điên cuồng hay không.
Lục Lâm Thiên biết rõ Hướng Hầu Minh có ý tốt, cho nên hắn gật đầu, dù sao vô sắc thế giới cũng là địa bàn của người khác. Hướng Hầu Minh lại nói, trong khoảng thời gian này ngươi có tính toán gì không? Trong khu vực săn bắn của vạn thế đối quyết nhất định là một hồi tranh đoạt kịch liệt a. Nếu như có thể đột phá tới đại đạo cảnh sẽ càng thêm nắm chắc. Lục Lâm Thiên do dự một lát rồi nói, ta sẽ bế quan 10 ngày. Cũng tốt, ta sẽ giúp ngươi hộ pháp, đồng thời cũng chuẩn bị sẵn sàng đi tới khu vực săn bắn. Hướng Hầu Minh gật đầu, về phần Kỳ Phong Thương Hội, quả thực Hướng Hầu Minh cũng không lo lắng cho Lục Lâm Thiên quá nhiều. Ngược lại trong lòng còn âm thầm lo lắng cho Kỳ Phong Thương Hội. Nếu như bọn họ biết rõ người bọn họ đang muốn đối phó với bọn họ hiện tại có Vạn Thiên Tạp Hồng cấp, sau lưng còn có Tuyên Cổ Điện, sợ rằng khi đó đã hối hận mắt mình mù a. Lục Lâm Thiên lần nữa tiến vào trong thiên trụ giới, Thái A, Kim Viên cũng nên chuẩn bị cho khu vực săn bắn này, hai người cũng được Lục Lâm Thiên ném vào trong tầng thứ hai. Lần này Kim Viên đột phá trong Chấn Thế Tháp đã vượt quá dự đoán của Lục Lâm Thiên, Kim Viên đột phá tới đại đạo cảnh, tăng thêm linh khí áo nghĩa trên người đủ để chiếm cứ một nơi trong khu vực săn bắt. Trong tầng thứ bảy thiên trụ giới, Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi xuống, cơ nơ thân lập tức được một vòng quang mang màu vàng nhàn nhạt bao phủ. Thời gian từ từ trôi qua, sau khi danh tự 10 người cuối cùng trong Chấn Thế Tháp truyền ra, tin tức Hoàng gia và Tôn gia trở thành Thông gia cũng truyền khắp vô sắc thế giới. Lúc này Hoàng gia và Tôn gia Thông gia, tăng thêm đại thiếu gia Hoàng gia Hoàng Sa cùng với đại tiểu thư Tôn gia Tôn Tiểu Nhã đều có tên trong 10 người cuối cùng, cho nên chuyện này khiến cho mọi người âm thầm cảm thán. Sau khi Tôn gia và Hoàng gia thông gian, về sau thế lực của hai nhà sẽ càng thêm khổng lồ. Vô minh thế giới hiện tại Phi Linh Môn đã đem chọn vô minh thế giới khống chế trong tay, vốn tất cả tiểu thế giới là địa bàn của Thiên Thủy Môn lúc này cũng dần dần bị Phi Linh Môn tiếp thu. Tin tức tốt, trưởng môn, Thái A, Kim Viên cung phụng đều tiến vào top 10 trong vô sắc thế giới, trưởng môn lại thu được vị trí quán quân. Trong đại điện, Âm Minh Dạ Xoa nói với mọi người, ám đường mà nàng bắt tay vào xây dựng lúc này đã bắt đầu phát huy ra tác dụng. Đám người trưởng môn đương nhiên không có chút vấn đề nào. Đối với tin tức này, đám người Đường Ngũ, Thiên Xu, Thiên Tuyền Phong Đô không có một chút bất ngờ nào. Lại có thể kiếm một khoản lớn rồi. Phạm Thống, Âm Quỷ, Vấn Thân Mạc Trà sát tay, ba người nhìn nhau cười. Chẳng lẽ các người cũng đặt cuộc trong vô sắc thế giới? Nhìn bộ dáng của ba người Vấn Thân Mạc, Phạm Thống, Âm Quỷ, Đường Ngũ hỏi. Không chỉ là vô sắc thế giới. Chúng ta còn đặt không ít trong các tiểu thế giới khác. Cũng không có đặt bao nhiêu chỉ là có mấy ngàn vạn ức tinh thạch thế giới trung phẩm mà thôi. Phạm Thống cười nói. Ngoan độc Mọi người nghe vậy lập tức biến sắc, mấy ngàn vạn ức tinh thạch thế giới trung phẩm, chơi cũng quá lớn Có một ít thế giới không chơi nổi, xem ra Vũ Đường cùng Ngoại Đường các ngươi lại sắp bận rộn rồi, chuyện còn lại giao cho các ngươi xử lý. Phạm Thống cười hắc hắc. Trong một sơn động yên tĩnh, phong cách cổ xưa, dưới quang cháo trong suốt bao phủ, khí tức đang chấn động trên người một đạo thân ảnh lúc này mới dần dần bình tĩnh lại. Phù! Một lát sau, quang cháo từ từ thu liễm lại, khi một tia quang mang bằng năng lượng giống như linh xà tiến vào trong cơ thể người này, miệng hắn lập tức thở ra một ngụm chọc khí, khuôn mặt trắng bệch lúc này đã khôi phục vẻ hồng nhuận một chút. Đạo thân ảnh đang khoanh chân mà ngồi chính là Hoài Linh Ngọc từ trong Chấn Thế Tháp đi ra đã bị ảnh hưởng cực lớn. Linh Ngọc, con thấy thế nào rồi? Hoài Viễn Khôi khẩn trương đến tới bên người Hoài Linh Ngọc rồi nói. Phụ thân, con không sao, chỉ cần chút thời gian nghỉ ngơi, tu dưỡng là được rồi. Hoài Linh Ngọc ngẩng đầu, chậm rãi đứng lên. Hoài Viễn Khôi nâng Hoài Linh Ngọc nói. Xem ra hiệu quả của Tử Linh Thánh Dịch cùng với Cửu Diệp Linh Hồn Chi cũng không tệ lắm. Con không có việc gì là tốt rồi, chỉ cần con còn là còn có cơ hội. Phụ thân, Cửu Diệp Linh Hồn Chi này vốn người định dùng hiện tại người lại cho con dùng, đối với việc đột phá của người sợ rằng sẽ tạo thành không ít ảnh hưởng. Hoài Viễn Khôi khoát khoát tay nói. Con cố gắng chống lại áp lực trong Chấn Thế Tháp, muốn đi vào tầng thứ 13, kết quả lại tự làm mình trọng thương. Tăng thêm khí huyết công tâm, nếu khôn phải có Tử Linh Thánh Dịch và Cửu Diệp Linh Hồn Chi mà nói, về sau nhất định sẽ có di chứng. Không biết lúc nào ta mới đột phá, mà thiên phú của con so với ta còn cao hơn nhiều, sau này cả Hoài gia phải dựa vào con. Đáng tiếc con còn không đi tới được tầng thứ 13. Hoài Linh Ngọc trầm giọng nói,
trong ánh mắt hiện lên sự chấn động. Tiết Mặc Kỳ, Lục Lâm Thiên, Thái A, ba người này đều có thiên phú bất pa hatepem, chỉ mà Lục Lâm Thiên kia lại không chết. Hắn giết đệ đệ linh hổ của con, giết đệ tử Kỳ Phong Thương Hội ta. Nếu như để cho tiểu tử đó còn sống, sớm muộn cũng là đại họa của Kỳ Phong Thương Hội. Nhìn Hoài Viễn Khôi, Hoài Linh Ngọc ngẩng đầu, khuôn mặt vẫn tái nhợt vô cùng, khí chất ôn hòa chuyển thành âm hàn, mở miệng nói. Phụ thân, người quá nóng vội. Hiện tại Lục Lâm Thiên có Hoàng gia, Tiết gia, mà ngay cả Tử Diễm Huyền Xà nhất tộc cũng vuốt mông ngựa. Ôn giả, Thải Vệ Ân Thương Hội cùng với các thế lực khác ở phía sau, chúng ta căn bản không có cách nào đối phó được với hắn. Huống chi coi như chúng ta thực sự giết được Lục Lâm Thiên, sợ rằng cũng không giấu nổi bên trên, đến lúc đó nhất định sẽ có người bên trên truy cứu. Chuyện này đối với Kỳ Phong Thương Hội ta cũng không phải là chuyện tốt. Cho nên ba ngày con mới cố ý giả bộ bất tỉnh, để cho người có cơ hội lùi ra, bàn bạc kỹ hơn rồi tính. Linh Ngọc, ta biết con từ trước tới nay túc trí đa mưu, đệ đệ linh hổ của con trời sinh tính táo bạo, nóng tính, nếu nó có được sự trầm ổn, mưu trí như con thì lần này cũng không gặp bất trắc. Hoài Viễn Khôi nói, thù của linh hổ tự nhiên phải báo. Hoài Linh Ngọc nắm chặt hai tay, khuôn mặt bắt đầu trở nên vặn vẹo, lạnh lẽo nói. Hiện tại muốn đối phó với Lục Lâm Thiên cũng không dễ, chỉ là sau khi tới khu vực săn bắn kia, tính mạng đã không còn là của hắn nữa rồi. Khuôn mặt Hoài Viễn Khôi âm trầm, nhìn Hoài Linh Ngọc nói. Linh Ngọc, ta lo lắng việc này nhất, sợ rằng trong khu vực săn bắn đám người Lục Lâm Thiên sẽ ra tay với con. Dùng thực lực của con, nếu như bọn chúng liên thủ sẽ chịu thiệt, trên cơ bản cũng không có khả năng làm gì được bọn chúng. Muốn diệt Lục Lâm Thiên này, tới lúc đó không thể nghi ngờ sẽ càng thêm khó khăn. Ở trong khu vực săn bắn, con tin người muốn Lục Lâm Thiên chết rất nhiều. Cần gì con phải tự mình ra tay. Trong ánh mắt Hoài Linh Ngọc hiện lên vẻ lạnh lẽo, nói với Hoài Viễn Khôi. Phụ thân, con nghĩ lúc này chuyện mà chúng ta có thể làm cũng chính là đại trượng phu có được giãn được. 10 ngày sau, hai nhà tôn hoàng trong vô sắc thế giới đính hôn, trở thành thông gia với nhau. Chuyện trọng đại như vậy khiến cho cả vô sắc thành vui sướng hớn hở. Hoàng gia ở phía đông vô sắc thành, kiến trúc to lớn không ngớt, đã sớm răng đèn kết hoa, tràn ngập không khí vui mừng. Đan Đao Tông của Thiên Nam thế giới tới đây chúc mừng. Huyền Âm Môn của Hán Linh thế giới tới chúc mừng. Sáng sớm, ngoài cửa hoàng gia đã có vô số người tới chúc mừng, biết được hai nhà hoàng, tôn đính hôn, người của các tiểu thiên thế giới căn bản không có rời khỏi vô sắc thế giới. Không ít tiểu thế lực nhận được tin tức này nhao nhao tới đây, cơ hội nịnh nợ hoàng gia, tôn gia như lần này có rất ít ha. Trong căn phòng tinh xảo, Tôn Tiểu Nhã ngày hôm nay có chút trang điểm, lông mi khẽ trao, dung nhan tuyệt sắc ngày càng động lòng người. Chúc mừng Nhã tỷ. Tôn Oánh Oánh nhìn qua Tôn Tiểu Nhã, trong đôi mắt đen nhánh tràn ngập vẻ cao hứng. Đôi mắt xinh đẹp của Tôn Tiểu Nhã chuyển động, khẽ mỉm cười nói với Tôn Oánh Oánh. Ta thấy hướng tiền trùng kia đối với muội cũng không tệ, xem ra cũng sắp tới lượt muội rồi. Cần gì phải chúc mừng ta à? Tiền trùng đại ca sao? Tôn Oánh Oánh lập tức lắc đầu, nói. Muội luôn coi huynh ấy là đại ca, hôn sự này cũng là do phụ mẫu muội và phụ mẫu huynh ấy đặt ra, muội cũng không biết. Tôn Tiểu Nhã khẽ mỉm cười, nụ cười vô cùng động lòng người, nói với Tôn Oánh Oánh. Nhà đầu nhà muội, ta cảm thấy hướng tiền trùng kia không tệ. Không phải là trong lòng muội có người khác rồi đó chứ? Càng không a, chờ sau này muội có người khác rồi nói sau. Dường như có người tới, muội ra ngoài xem một chút, ngày hôm nay thật náo nhiệt a. Tôn Oánh Oánh nở nụ cười giảo hoạt, nhanh chóng vui vẻ rời phòng giống như một con bướm nhỏ. Tiểu Nhã, Tôn Oánh Oánh vừa mới rời khỏi, một thanh niên mặc trường bào màu vàng lập tức đi tới sau lưng Tôn Tiểu Nhã, mái tóc dài, mày kiếm, thân thể cao ngất. Có vài phần khí độ hiên ngang, người này chính là đại thiếu gia Hoàng Sa của Hoàng gia. Thương thế của ngươi thế nào rồi? Tôn Tiểu Nhã quay đầu lại nhìn thanh niên mặc trường bào màu vàng sau lưng dịu dàng nở nụ cười, gò má đỏ ứng. Nhìn nữ tử trước mắt, Hoàng Sa có chút si mê, nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại rồi nói. Thương thế của ta vốn không nghiêm trọng, chỉ là tiêu hao quá nhiều, nàng thế nào rồi? Khôi phục sao rồi? Địa đao môn của địa hoang thế giới. Hỏa diễm đảo của vô biên thế giới. Thất thập lục sơn của huyền nam thế giới. Thải vân thương hội tới.
Cũng không bao lâu, hoàng gia vô cùng nhộn nhịn, thế lực khắp nơi tề tụ, cường giả ngồi cung với nhau. Đám người Thiên Dương lão quỷ Hồ Nhất Đao, Hỏa Đạo Nhân, Nam Bán Thiên, An Thế Hải của Thải Vân Thương Hội cũng tới. Hoàng Thiên Tứ Thân là tộc trưởng hoàng gia, cùng với trưởng lão, hộ pháp hoàng gia đều ra ngoài đón chào. Nếu là bình thường Hoàng Thiên Tứ và các trưởng lão hoàng gia tự nhiên không cần tự mình đi ra. Thế nhưng ngày hôm nay cường giả của các thế lực tới, có không ít người đều có chức hộ pháp của Chiến Thiên Liên Minh hoặc là Vạn Thiên Liên Minh, Hoàng Thiên Tứ cũng không dám vô lễ. Tiết gia vô sắc thế giới đến. Tử Diễm Huyền Xà nhất tộc của vô sắc thế giới tới. Thanh âm vang dội từ ngoài cửa truyền đến lập tức khiến cho đám người bên trong bạo động. Hoàng Thiên Tứ cũng nhanh chóng đi ra ngoài, không ít người sau lưng cũng không bỏ qua cơ hội này mà nhao nhao đi theo sau Hoàng Thiên Tứ. Ngoài cửa lớn, hơn 10 đạo thân ảnh đi tới, chân thân thể đều có khí thế hùng hồn trong lúc mơ hồ chấn động. Dẫn đầu chính là Tiết Hưng Quốc và Tử Huyền, Tiết Mặc Kỳ, Tử Viêm. Chủ Tiết gia cùng với Tử Diễm Huyền Xà nhất tộc tự mình tới, còn có hậu bối có thiên phú cường hãn như Tiết Mặc Kỳ và Tử Viêm tới, mọi người không tránh khỏi hàn huyên một phen. Ngược lại Tiết Mặc Kỳ và Tử Viêm ngồi chung một góc, cũng không phải hai người này nói chuyện yêu đương, chỉ là khí chất của hai người khiến cho các thanh niên đồng lứa có mặt ảm đạm thất sắc, người duy nhất có thể so sánh với bọn họ cũng chỉ có hai thanh niên trầm mặc ít lời ở phía xa. Hai thanh niên này một người mặc trường bào trắng như tuyết, hơi cúi đầu, khuôn mặt lạnh lùng mà góc cạnh, ánh mắt ẩn chứa ngạo khí, sự hung hãn, giống như một đầu sói hoang vậy. Mà thanh niên thứ hai mặc một kiện trường bào lộng lẫy, thân thể có chút gầy gò, nhìn qua chỉ có 15-16 tuổi, khí tức toàn thân khiến cho người ta có cảm giác âm trầm, sắc mặt người này tái nhợt, tóc trắng như tuyết. Hai người này đều lặng lặng ngồi đó, khiến cho tất cả mọi người chung quanh tự biết thân phận, âm thầm tránh xa hai người này ra một chút. Hướng ra bảo của vô minh thế giới tới, Lục Lâm Thiên Phi Linh Môn tới. Thanh âm vừa dứt, đám người chung quanh nghe vậy ánh mắt khẽ đổi, Hoàng Thiên Tứ nói. Chư vị, hướng hộ pháp và quán quân Chấn Thế Tháp tới, ta tự mình đi nghênh đón một phen a. Dứt lời, Hoàng Thiên Tứ lập tức bước đi, chuyện này khiến cho những người sáng suốt lập tức bía rõ, Hoàng Thiên Tứ vừa rồi chỉ đứng dậy đón chào Tiết gia và Tử Diễm Huyền Xà nhất tộc. Thế nhưng lúc này cũng làm như vậy với Lục Lâm Thiên, không thể nghi ngờ Hoàng Thiên Tứ đã đặt Lục Lâm Thiên ngang hàng với Tiết gia và Tử Diễm Huyền Xà nhất tộc. Nghe thanh âm bên ngoài truyền tới, Tiết Mặc Kỳ, Tử Viêm, còn có thanh niên mặc áo bào trắng như tuyết, thanh niên có mái tóc trắng như tuyết đều ngẩng đầu, trong mắt hiện lên sự chấn động. Một lát sau, Lục Lâm Thiên ở giữa vô số đạo thân ảnh từ từ bước vào trong. Trong vòng 10 ngày, ở trong tầng thứ 7 thiên trụ giới đã là hiên năm. Lĩnh ngộ 2 năm, tuy rằng có chút tiến bộ, chỉ là Lục Lâm Thiên không thể cảm nhận được dấu hiệu đột phá. Ngược lại hai người Kim Viên và Thái A ở trong thiên trụ giới đã hoàn toàn khôi phục, khí tức Kim Viên cũng củng cố vững chắc ở đại đạo cảnh sơ giai. Ánh mắt khẽ đảo qua mọi người bên trong, Lục Lâm Thiên quét qua tất cả mọi người, người của các tiểu thiên thế giới đều có mặt, vô cùng náo nhiệt. Khi ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn vào Tiết Mặc Kỳ, hắn khẽ gật đầy, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Tiết Mặc Kỳ tiêu hao không dưới hắn, thậm chí trên người còn có chút thương thế, thế nhưng lúc này thoạt nhìn lại khôi phục lại như cũ. Mà Quỷ Oa và Bạch Lang cách đó không xa rõ ràng còn chưa khôi phục lại trạng thái lúc toàn thịnh. Lục Lâm Thiên tới lập tức được không ít người chào hỏi, Lục Lâm Thiên cũng mỉm cười gật đầu, nhân tình thế thái chính là như vậy. Sau khi hàn huyên xã giao một phen, Lục Lâm Thiên chủ động đi tới bên người tộc trưởng Tiết gia Tiết Hưng Quốc. Tộc trưởng Tử Huyền của Tử Diễm Huyền Xà nhất tộc ôm quyền hành lễ rồi ân cần thăm hỏi. Chuyện ngày đó trước Chấn Thế Tháp hắn cũng nên cảm tạ hai thế lực lớn tương trợ. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên cực kỳ lễ nghĩa, Tiết Hưng Quốc và Tử Huyền đều vô cùng thỏa mãn, cũng không có làm cao, cực kỳ hòa hợp. Lục trưởng môn, kính đã lâu, đã sớm nghe nói đại danh của Lục trưởng môn, ngày đó trên đấu giá hội không có duyên gặp mặt một phen, lần này rốt cuộc cũng có cơ hội. Một đạo thân ảnh linh lung xinh đẹp đi tới bên người Lục Lâm Thiên, dung nhan động lòng người, khí chất vũ mị khiến cho không ít thanh niên ở đây cũng phải ghé mắt nhìn vào, người này chính là An Thi Đình của Thải Vân Thương Hội. An đại tiểu thư khách khí rồi. Lục Lâm Thiên cảm thấy ngoài ý muốn, lập tức khẽ gật đầu, An Thi Đình này dù sao cũng là tỷ tỷ của An Thi Giao. Nghe nói Lục trưởng môn tới từ thị hoang thế giới, không biết Lục trưởng môn có biết ra muội Thi Giao hay không? Gần đây muội ấy tốt chứ?
An Thi Đình nhìn qua Lục Lâm Thiên, ánh mắt vũ mị giống như có thể hòa tan người khác vậy. Thi Giao có lẽ cũng không tệ lắm, cũng lâu rồi ta chưa gặp nàng. Lục Lâm Thiên nhíu mày nói. Nếu An Đại Tiểu Thư nhớ muội muội mình thì có thể tới thị hoang thế giới gặp nàng. Nếu không phải Thải Vân Thương Hội có quá nhiều chuyện phiền phức ta đã sớm đi rồi. An Thi Đình khẽ than một tiếng, ánh mắt vũ mị lập tức nhìn qua Lục Lâm Thiên nói. Muội muội của ta tính tình bướng bỉnh, nếu như Lục trưởng môn không rảnh, không bằng hôm nào đó mời tới Thải Vân Thương Hội chúng ta tâm sự chuyện của gia muội, được không? Ngày khác rồi nói sau. Lục Lâm Thiên nói, ánh mắt âm thầm trầm xuống một chút. Kỳ Phong Thương Hội tới chúc mừng. Một tiếng hét lớn truyền tới khiến cho ánh mắt tất cả mọi người bỗng nhiên biến đổi. Ánh mắt đám người Hoàng Thiên Tứ, Tiết Hưng Quốc, Tử Huyền, Hướng Hầu Minh, Tôn Điền cũng âm thầm chấn động. Chúc mừng Hoàng gia, chúc mừng Tôn gia. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người đã có mấy đạo thân ảnh đi tới, đây chính là Hoài Viễn Khôi và người Hoài gia của Kỳ Phong Thương Hội mà mọi người không lạ gì. Hoài Linh Ngọc sắc mặt tái nhợt cũng có ở bên trong. Đa tạ. Sắc mặt Hoàng Thiên Tứ khẽ đổi, lập tức vui vẻ lên tiếng. Tôn Điền lại âm thầm nhíu mày, thế nhưng cũng không tiện phát tác. Dù sao hôm nay cũng là ngày đặc biệt, nên khách khí thì khách khí một chút. Mọi người có chút xấu hổ, đồng thời còn âm thầm suy đoán, không phải hôm nay Kỳ Phong Thương Hội sẽ đối phó với Lục Lâm Thiên chứ? Nếu như thế, sợ rằng việc tốt của Tôn gia và Hoàng gia hôm nay sẽ không yên bình rồi. Hoài Viễn Khôi quét qua mọi người, sau đó nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ đổi, nhìn Hoài Viễn Khôi, trong mắt không có bao nhiêu chấn động. Mà Kim Viên và Thái A lại cảnh giác đi tới sau lưng Lục Lâm Thiên. Bầu không khí trong đại điện lúc này lập tức căng cứng, mấy cỗ khí tức đã bắt đầu chấn động. Lục Lâm Thiên, lần này ta tới đây cũng là vì muốn tỏ vẻ áy náy với ngươi. Ngày đó trước Trấn Thế Tháp, ta quá thương tâm vì nhi tử. Tính tình lại có chút nóng nảy, cho nên mới có chỗ đắc tội. Dưới tình huống không có chứng cứ mà ta lại võ đoán như vậy, lại nói trong Trấn Thế Tháp cũng không có bất kỳ quy tắc gì, tóm lại việc này ta cũng không muốn truy cứu, cũng mong ngươi bỏ qua cho. Dứt lời, dưới vô số ánh mắt của mọi người, không ngờ Hoài Viễn Khôi lại ôm quyền thi lễ với Lục Lâm Thiên. Xảy ra chuyện gì vậy? Thái độ của Hoài Viễn Khôi khiến cho tất cả mọi người kinh ngạc. Đường đường là hội trưởng Kỳ Phong Thương Hội Hoài Viễn Khôi không ngờ lại chủ động cúi đầu, đây tuyệt đối là chuyện mới xảy ra lần đầu tiên. Mà ngay cả đám người Hoàng Thiên Tứ, Tiết Hưng Quốc, Tử Huyền cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Lục Lâm Thiên, đệ đệ linh hổ của ta, ta cũng biết tính tình nói, coi như xảy ra chuyện gì trong Trấn Thế Tháp sợ rằng cũng là do linh hổ Upsilon, ngày đó cha ta có chỗ đắc tội, mong ngươi bỏ qua. Hoài Linh Ngọc sắc mặt tái nhợt cũng chậm rãi đi tới trước người Lục Lâm Thiên, vẻ mặt ôn hòa, khí độ bất phàm khiến cho người ta không tìm được bất kỳ một chút khuyết điểm nào. Lục Lâm Thiên, tất cả mọi người thân là một phần tử của vô sắc trung thiên thế giới, hôm nay tất cả mọi người trong giới đều có mặt, ta cũng mượn việc để nói một câu. Mặc kệ trước kia có ân oán gì, Phi Linh Môn và Kỳ Phong Thương Hội cũng sẽ xóa bỏ ân oán, được không? Dứt lời. Hoài Viễn Khôi dùng ánh mắt chân thành nhìn Lục Lâm Thiên. Ánh mắt mọi người đều đổ vào người Lục Lâm Thiên, không có ai biết, Hoài Viễn Khôi đã lựa chọn cúi đầu, không biết Lục Lâm Thiên có lựa chọn tiếp nhận hay không. Tiểu huynh đệ, thái độ của Hoài Viễn Khôi này biến hóa quá nhanh. Cẩn thận có gian trá bên trong. Hướng Hầu Minh truyền âm vào trong tai Lục Lâm Thiên, ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ biến đổi. Thù giết con cũng có thể buông tha. Nếu như Hoài Viễn Khôi là loại người này lúc trước hắn ta cũng sẽ không động thủ trước Trấn Thế Tháp. Dưới ánh mắt của mọi người, Lục Lâm Thiên lập tức nở nụ cười lạnh nhạt, nói với Hoài Linh Ngọc và Hoài Viễn Khôi. Nói đúng, tất cả đều là một phần tử của vô sắc trung thiên thế giới, mặc kệ trước kia có ân oán gì, Phi Linh Môn và Kỳ Phong Thương Hội cũng sẽ xóa bỏ, về sau mong Kỳ Phong Thương Hội chiếu cố nhiều hơn. Dứt lời, Lục Lâm Thiên ôm quyền, thế nhưng lại thầm nghĩ trong lòng. Hắn cũng muốn nhìn xem rốt cuộc Hoài Viễn Khôi này rốt cuộc định làm gì, nếu như cho rằng hắn dễ lừa như vậy thì đã coi nhẹ hắn quá rồi. Đúng vậy, xóa bỏ. Hoài Viễn Khôi lập tức cười cười, nói. Sắp tới sẽ đi tới khu vực săn bắn cho nên ta cũng ở trước mặt tất cả mọi người chúc 10 người trẻ tuổi bất phàm các ngươi chiến thắng trở về. Thuận lợi tiến lên phong thần đài, cũng mong lúc đó mọi người chiếu cố Linh Ngọc nhiều hơn. Ta giao Linh Ngọc cho mọi người. Thì ra là thế. Hay cho một kẻ gian trá, quả nhiên có mưu đồ khác.
Hoài Viễn Khôi nhất định đang sợ Lục Lâm Thiên lúc đó ở trong khu vực săn bắn sẽ ra tay giết Hoài Linh Ngọc, cho nên lúc này mới chủ động cúi đầu, đồng thời trước mặt tất cả mọi người trong vô sắc trung thiên thế giới giao Hoài Linh Ngọc cho Lục Lâm Thiên, chuyện này khiến cho Lục Lâm Thiên đến lúc đó cho dù muốn động thủ cũng khó mà xuống tay được. Mọi người nghe lời nói của Hoài Viễn Khôi lúc này mới hiểu được tại sao Hoài Viễn Khôi lúc này lại cúi đầu với Lục Lâm Thiên, trong lòng không khỏi âm thầm than thở, thế nhưng bọn họ cũng không dám lên tiếng, không có ai dám đắc tội với Kỳ Phong Thương Hội. Về sau mong chiếu cố nhiều hơn. Hoài Linh Ngọc đi tới trước người Lục Lâm Thiên, vẻ mặt ôn hòa, khiêm nhường, lễ nghĩa chu toàn. Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt đám người Thải Vân Thương Hội trong lúc mơ hồ biến đổi, cảnh này dường như cũng không phải cảnh tượng mà bọn họ muốn nhìn thấy. Khách khí rồi. Lục Lâm Thiên gật đầu, ánh mắt khẽ đảo qua người Hoài Linh Ngọc. Chư vị, hai nhân vật chính của ngày hôm nay đã tới. Khi Lục Lâm Thiên vừa mới dứt lời, tất cả mọi người xôi trào, thanh âm của Tôn Oánh Oánh vang lên, sau đó hai nhân vật chính của ngày hôm nay nhanh chóng xuất hiện ở trong mắt mọi người, nữ dung nhan tuyệt mỹ, khí chất thanh nhã, nam khí vũ hiên ngang, khiến cho mọi người không khỏi khẽ than. Kế tiếp là một ít lễ nghi phiền phức, Lục Lâm Thiên tự nhiên không có hứng thú tham gia, hắn tự động lui sang một bên. Nhìn hai người đang đính hôn, trong đầu hắn không tự chủ được mà nhớ tới nữ nhân hắn yêu mến trong linh vũ thế giới. Nhiều năm như vậy không biết các nàng thế nào, sự nhớ nhung trong lòng hắn lúc này giống như một cơn hồng thủy bộc phát, một khi bộc phát không thể vãn hồi. Lục trưởng môn đang có tâm sự sao? Thanh âm nhu hòa vang lên trong tai Lục Lâm Thiên, một đạo thân ảnh xinh đẹp liên tục bước tới, thân thể mềm mại đi tới bên người Lục Lâm Thiên, sau đó ánh mắt nhìn về phía đôi nam nữ đang làm lễ. Trên khuôn mặt lịch sự tao nhã, đôi mắt vô cùng rung động lòng người. Lục Lâm Thiên nhìn nữ tử bên người, thân ảnh thướt tha, mái tóc nhẹ nhàng được vén lên, da thịt óng ánh như ngọc, khuôn mặt không chút trang điểm, lịch sự, tao nhã thoát tục, khí chất thanh nhã có chút bóng dáng của Bắc Cung Vô Song. Thu hồi ánh mắt từ người Tiết Mặc Kỳ, Lục Lâm Thiên nói. Trong lúc lơ đãng nhớ tới một ít người, nhớ tới một ít việc mà thôi. Có lẽ Lục trưởng môn đang nhớ tới nữ nhân của mình a. Tiết Mặc Kỳ quay người, đôi mắt xinh đẹp khẽ đảo, giống như mưa bụi, lộ ra vài phần mờ ảo. Lúc này đương nhiên phải nghĩ tới người thương của mình rồi. Hy vọng có thể nhìn thấy nữ nhân của Lục trưởng môn, không biết sẽ xinh đẹp tới nhường nào a. Tiết Mặc Kỳ dịu dàng cười, cặp môi đỏ mọng khẽ mở, nhỏ giọng nói. Trong Chấn Thế Tháp đa tạ Lục trưởng môn tương trợ. Lúc trước ta cũng không có cơ hội nói tiếng đa tạ. Không đáng nhắc tới, về sau cứ trực tiếp gọi tên ta là được. Trong đám người, nhìn thấy Lục Lâm Thiên và Tiết Mặc Kỳ đang nói chuyện vui vẻ với nhau, hai mắt Hoài Linh Ngọc khẽ đảo, trong mắt hiện lên một tia dị sắc rồi lập tức biến mất. Lại lần nữa khôi phục vẻ ôn hòa khiêm nhường, phong độ vốn có của mình. Một lát sau, khiến cho Lục Lâm Thiên thật không ngờ là Hoàng Thiên Tứ của Hoàng gia ở trước mặt mọi người lại tuyên bố một chuyện. Ban thưởng cho top 10 trong Chấn Thế Tháp. Tất cả mọi người đều được ban thưởng không ít, thậm chí một ít tiểu thế giới cũng được ban thưởng. Mà ban thưởng của quán quân lại càng khiến cho người ta rung động. Dựa theo những năm qua, khi đạt được quán quân chỉ ban thưởng một ít mà thôi, nhưng mà lúc này Lục Lâm Thiên và Tiết Mặc Kỳ đều nhận được một tiểu thế giới. Bất luận một tiểu thế giới nào trong Thượng Thanh Đại Thiên Thế Giới cũng không thuộc về Vạn Thiên Liên Minh, cũng không thuộc về Chiến Thiên Liên Minh. Mà là thuộc về Thượng Thanh Hỗn Độn. Chỉ là người Thượng Thanh Đại Thiên Thế Giới chưa từng bao giờ để ý tới chuyện bên ngoài, chỉ cần không phá hủy Hỗn Độn Thế Giới thì người trong Hỗn Độn Thế Giới cũng không nhúng tay vào bất kỳ một chút chuyện nào. Bởi vậy, trừ Hỗn Độn Thế Giới ra, cơ hồ tất cả thế giới đều thuộc Chiến Thiên Liên Minh và Vạn Thiên Liên Minh. Chuyện này dường như cũng được Hỗn Độn Thế Giới ngầm đồng ý. Vô số năm qua, tiểu thế giới trong Thượng Thanh Đại Thiên Thế Giới đều do Chiến Thiên Liên Minh và Vạn Thiên Liên Minh quản lý, có không ít người cống hiện cực lớn với Chiến Thiên Liên Minh hoặc là Vạn Thiên Liên Minh cũng có thể đạt được tiểu thế giới. Mỗi một lần vạn thế đối quyết, chỉ cần là người bái tướng phong hoàng trên phong thần đài, trên cơ bản đều trực tiếp được khen thưởng tiểu thế giới. Vạn thế đối quyết đều là do hai đại liên minh liên thủ tổ chức. Khen thưởng tiểu thế giới, vậy thì chẳng khác gì về sau quyền quản lý tiểu thế giới là của hắn. Không có quá nhiều quan hệ với hai đại liên minh, đồng thời còn được hai đại liên minh bảo hộ. Khen thưởng tiểu thế giới, chuyện này khiến HCO Lục Lâm Thiên kinh ngạc không nhỏ. Phản ứng của Tiết Mặc Kỳ dường như nhỏ hơn không ít,
dường như nàng đã sớm nhận được tin tức, cho nên cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Cuối cùng khi Hoàng Thiên Tứ hỏi Lục Lâm Thiên muốn tiểu thế giới nào, Lục Lâm Thiên không chút do dự chọn vạn cổ thế giới, mà Tiết Mặc Kỳ cũng lựa chọn một tiểu thế giới mà Lục Lâm Thiên chưa từng nghe tới tên. Hai đại liên minh này đều là đám người lão luyện, bình thường đều kết giao đối với đám tu luyện giả không môn không phái, Tứ Cố Vô Thân, sợ người có tiền đồ rời khỏi cho nên mới cố ý khen thưởng một tiểu thế giới, để cho người ta ở lại. Trong thiên trụ giới truyền ra thanh âm khinh thường của Tam Kỳ lão nhân. Lục Lâm Thiên cũng không thèm để ý, có chung quy so với không có còn tốt hơn. Đám người hoàng gia dường như cũng đang cố ý lôi kéo hắn. Ngoài ý muốn chính là chuyện khen thưởng tiểu thế giới này, Kỳ Phong Thương Hội cũng không có bất kỳ ý tứ phản đối mà còn nhanh chóng đồng ý. 5 ngày sau sẽ khởi hành đi tới khu vực săn bắt, đám người Hoàng Thiên Tứ còn cố ý dặn dò Lục Lâm Thiên, Tiết Mặc Kỳ, Thái A, Kim Viên, Hoàng Sa, Hoài Linh Ngọc, Bạch Lang, Quỷ Hoa, Tử Viêm, Tôn Tiểu Nhã, nhắc nhở 10 người nên chuẩn bị sẵn sàng khởi hành tới khu vực săn bắt. Vô sắc trung thiên thế giới có quật khởi hay không phải dựa vào 10 người bọn họ. Sau khi rời khỏi Hoàng gia đã là trạng vạng tối, Lục Lâm Thiên trở lại đình viện hắn đặt chân, trong vòng 5 ngày muốn trở về vạn cổ thế giới rồi vô minh thế giới sợ rằng không đủ thời gian, cho nên hắn cũng chỉ có thể tiếp tục tiến vào trong thiên trụ giới. 5 ngày đảo mắt đã qua, màn đêm dần dần biến mất, bầu trời xanh nhạt cùng với mấy ngôi sao lờ mờ xuất hiện. Mặt đất mông lung giống như được phủ một tầng lụa mỏng, mãi đến khi được ánh sáng mặt trời xuyên thủng. Phù! Lục Lâm Thiên ngừng tu luyện, thở ra một ngụm chọc khí. Cảm nhận cảm giác tràn đầy nguyên lực trong cơ thể, tuy rằng hắn luôn yêu cầu nghiêm khắc về việc tu luyện của mình, thế nhưng giờ phút này cũng không nhịn được mà mỉm cười. Bán đạo cảnh, tăng thêm các loại thủ đoạn, coi như là đại hồn anh hiện tại cũng đủ để chống lại niết bàn cảnh sơ giai bình thường. Loại thực lực này đến khi tiến vào khi vực săn bắn hắn cũng có được một ít nắm chắc. Thời gian có lẽ không sai biệt lắm, chuẩn bị khởi hành tới khu vực săn bắn. Lục Lâm Thiên thì thào nói, đôi mắt thâm thúy đen nhánh, khí tức man hoang cổ xưa lan tràn, một cỗ chiến ý bắt đầu bùng lên. Trên quảng trường của vô sắc thế giới, khi Lục Lâm Thiên cũng với Kim Viên, Thái A, Hướng Hầu Minh, Hướng Tiền Trùng, Tôn Oánh Oánh đi tới quảng trường thì chung quanh đã sớm có không ít người tụ tập. Hai người Bạch Lang, Quỷ Hoa cũng đã sớm có mặt trên quảng trường. Siêu siêu. Cùng lúc, ở trong không Gina chung quanh có mấy tiếng xé gió vang lên. Đây chính là đám người Hoàng gia, Tiết gia, Kỳ Phong Thương Hội, Tôn gia mang theo Hoàng Sa, Tiết Mặc Kỳ, Hoài Linh Ngọc, Tôn Tiểu Nhã đi tới. Oanh! Những người này đáp xuống, một cỗ khí tức hùng hồn lan tràn, khuếch tán. Cả quảng trường lập tức có gợn sóng lan tràn ra chung quanh, khiến cho người có thực lực thấp liên tiếp lui lại. Mau nhìn, 10 người đều tới. Kia chính là Lục Lâm Thiên, Tiết Mặc Kỳ, Thái A, Hoài Linh Ngọc, Tử Viêm, Hoàng Sa, Kim Viên, Quỷ Hoa, Bạch Lang, Tôn Tiểu Nhã. 10 người này mới thực sự là tồn tại đỉnh phong trong đám người trẻ tuổi của vô sắc thế giới. Lục Lâm Thiên, Tiết Mặc Kỳ, Thái A. 3 người này là nhân vật tiến vào trong tầng thứ 13 chấn thế tháp. Tiết Mặc Kỳ, cố gắng lên, bái tướng Phong Hoàng. Tử Viêm, cố gắng lên, bọn ta đợi ngươi được phong thần từ phong thần đài trở về. Trong đám người, không biết là ai la lên một câu. Lập tức tiếng la hét ngày càng nhiều, càng ngày càng ầm ĩ, hội tụ tạo thành tiếng sấm rền quanh quẩn trong không trung. Vô sắc trung thiên thế giới chúng ta đã lâu rồi không có người đứng trên phong thần đài, cố gắng lên. Lên phong thần đài, bọn ta đợi các ngươi trở về. Vạn chúng vung tay la hét, thanh âm cuồn cuộn giống như tiếng sấm, từng ánh mắt mang theo sự mong chờ nhìn vào trên người 10 người trẻ tuổi. 10 người này đại biểu cho vô sắc thế giới đi tham dự vạn thế đối quyết. Lúc này trong lòng mọi người giờ phút này không có bất kỳ tư tâm nào, 10 người đi tới phong thần đài thì là vinh dự của cả vô sắc trung thiên thế giới. Trong vô sắc trung thiên thế giới đã lâu rồi không có người đặt chân lên phong thần đài, lần này dựa vào thành tích kinh người trong chấn thế tháp, cho nên trong lòng tất cả mọi người nhen nhóm lên hy vọng. Nghe tiếng la hét ầm ĩ kia, nhìn từng đạo ánh mắt chờ mong chung quanh, giờ phút này trong lòng Lục Lâm Thiên cũng có chút xúc động. Ít nhất giờ phút này Lục Lâm Thiên có cảm giác dường như mình cũng là người của vô sắc trung thiên thế giới. Máu trong cơ thể cũng theo đó mà sôi trào. Tiếng la hét trên quảng trường khiến cho chúng cường giả kinh ngạc, sau đó cũng nhìn về phía 10 người trẻ tuổi. Đặt chân lên phong thần đài, bái tướng Phong Hầu,
cũng chính là chờ mong của các cường giả, so với người khác thì trong lòng bọn họ còn chờ mong hơn. Chúng ta lên đường đi, đi tới cái khe trong thế giới, sau đó mở ra đường hầm không gian đi tới khu vực săn bắn. Hoàng Thiên Tứ nhìn 10 người Lục Lâm Thiên, sau đó lập tức quay đầu nhìn đám người Tiết Hưng Quốc, Hoài Viễn Khôi, Tử Huyền khẽ gật đầu, nói. Chư vị, cùng nhau xé rách không gian đưa bọn họ ra ngoài đi. Bắt đầu đi. Ba người Tiết Hưng Quốc, Hoài Viễn Khôi, Tử Huyền gật đầu, ngay lập tức bàn chân 4 người đạp mạnh mặt đất, thân ảnh lập tức phóng lên trời. Một cỗ khí thế mênh mông mang theo uy áp bàng bạc từ trong cơ thể lan tràn ra, khiến cho vô số người dưới quảng trường biến sắc. Mở. 4 người đạp không mà đứng, nhanh chóng bộc phát ra khí thế kinh người của mình, thủ ấn trong tay liên tiếp biến đổi, nguyên lực từ trong cơ thể tuôn ra. Không trung tức thì phong vân biến sắc, mây đen tràn ngập, không gian trên quảng trường ầm ầm run rẩy. Siêu siêu. 4 người lập tức đứng đối diện, 4 đạo chảo ấn nhanh chóng được đánh ra, bên trong chảo ấn dường như có năng lượng vô cùng khiến cho không trung vặn vẹo. 4 đạo chảo ấn tương liên, trong nháy mắt ngắn ngủi hư không lập tức bị bốn người xé rách tạo thành một cái động sâu đen kịt cực lớn trong không gian, bên trên lan tràn ra quang mang chói mắt, khí thế bàng bạc khiến cho không gian chung quanh hiện lên vết nứt đen kịt. 4 người này thật mạnh. Lục Lâm Thiên không khỏi cảm thán, thực lực của 4 người này tuyệt đối cường hãn. 10 người đi tới khu vực săn bắn nhanh chóng tiến vào vết nứt không gian. Giữa không trung, Hoàng Thiên Tứ quát to. 10 người Lục Lâm Thiên nghe vậy, khí tức quanh thân run run, 10 người bỗng nhiên nhảy ra. Bái tướng Phong Hoàng, đợi các ngươi chiến thắng trở về. 10 người nhảy lên không trung, từ 4 phía quảng trường, tiếng hét cuồn cuộn vang vọng. Siêu siêu. Thân ảnh 10 người lập tức biến mất trong vết nứt không gian. Hoàng Thiên Tứ, Hoài Viễn Khôi, Tử Huyền, Tiết Hưng Quốc cũng biến mất trong vết nứt không gian không thấy. Trong hư không mênh mông, khí lưu trong không gian rít gào, tạo thành một vòng xoáy bằng khí lưu cực lớn, giống như một cơn lốc cuồng bạo xé rách không gian, người có tu vi ngộ chân cảnh bình thường ở trong này nhất định sẽ bị xé rách thành mảnh vỡ. Đây là cái khe bên ngoài vô sắc thế giới, sau khi 10 người các ngươi tiến vào trong khu vực săn bắn, nếu như muốn chiến thắng nhất định phải đoàn kết. Mỗi người đều có một khối phong thần thạch, cuối cùng phải có đủ 20 khối phong thần thạch mới có thể kiếm được một chỗ trên phong thần đài. Phong thần thạch do tài liệu đặc thù luyện chế ra, coi như là người có tu vi niết bàn cảnh cũng không có cách nào phá hủy. Làm thế nào đạt được phong thần thạch thì các ngươi nên tự nghĩ biện pháp đi. Hoàng Thiên Tứ nói xong, trong tay xuất hiện 10 khối tinh thạch bằng năng lượng đặc thù sáng óng ánh, sau đó giao cho 10 người. Lục Lâm Thiên tiếp nhận phong thần thạch. Bên trên có năng lượng không kém chấn động, tài liệu luyện chế ra thứ này trong lúc nhất thời Lục Lâm Thiên cũng không nhìn ra được. Khu vực săn bắn mới thực sự được coi là vạn thế đối quyết, cả thượng thanh đại thiên thế giới đều nhìn vào. 10 người các ngươi đại biểu cho vô sắc trung thiên thế giới. Trong 3 năm các ngươi phải ở trong khu vực săn bắn này, bên trong có vô số hung hiểm, cũng có vô số cơ duyên, về phần kết quả cuối cùng cũng chỉ có thể dựa vào các ngươi. Các loại thủ đoạn như chiến hạm, khôi lỗi đều được sử dụng. Nói chung tất cả đều dựa vào thực lực của các ngươi chứ không còn có quy tắc nào khác. Tiết Hưng Quốc nhìn 10 người, sau khi nhìn từng người rồi nghiêm túc nói. Sau 3 năm ta hy vọng có thể nhìn thấy các ngươi đặt chân trên phong thần đài. Cả vô sắc trung thiên thế giới lúc đó sẽ kiêu ngạo vì các ngươi. Tên tuổi các ngươi sẽ được ghi chép trong dòng sông dài lịch sử của vô sắc trung thiên thế giới. Nghe vậy ánh mắt 10 người khẽ run lên. Trước lời nói khích lệ như vậy, bọn họ đều có cảm giác máu tươi sôi trào. Chuẩn bị cho tốt vào, nếu như gặp phải cường địch không có cách nào chống lại mà nói, các ngươi có thể trực tiếp giao ra tất cả mọi thứ và phong thần thạch. Khi đó có thể bảo vệ tính mạng của các ngươi. Trong khu vực săn bắn này không được trực tiếp đánh chết người đã nhận thua, nếu không sẽ bị hủy bỏ tư cách. Không những vậy còn bị đánh chết, trong khu vực săn bắt này có siêu cấp cường giả của 2 đại liên minh tọa chấn. Chỉ bằng vào các người muốn tránh thoát khỏi sự dò xét của các siêu cấp cường giả kia là chuyện không có khả năng. Hoài Viễn Khôi nói với 10 người. Hóa ra bên trong khu vực săn bắn còn có siêu cấp cường giả của 2 đại liên minh tọa chấn. Ánh mắt Lục Lâm Thiên âm thầm chớp động, xem ra 2 đại liên minh này một mặt muốn tôi luyện tất cả mọi người, mặt khác cũng không muốn nhiều tinh anh trẻ tuổi đồng lứa vẫn lạc, cho nên mới có quy định một khi đầu hàng là tính mạng có thể được đảm bảo. Nếu như cứ để cho đại bộ phận đám người tinh anh bên trong vạn người trẻ tuổi này vẫn lạc mà nói,
nếu cứ tiếp tục như vậy thực lực chỉnh thể của cả Thương Thanh Đại Thiên thế giới sẽ bị ảnh hưởng cực lớn. Các ngươi đều lưu lại ngọc giản linh hồn, trên phong thần bảng cũng có tên tuổi các ngươi. Nếu như vẫn lạc trong vạn thế đối quyết thì chúng ta sẽ biết đầu tiên. Chuẩn bị xong chưa, nhớ kỹ, vạn nhất nếu như không địch lại thì có thể buông tha, giữ lại tính mạng so với bất kỳ thứ gì còn quan trọng hơn nhiều. Tử Huyền nói với 10 người. Chuẩn bị xong rồi. 10 người nghe vậy khẽ gật đầu. Nhìn 10 người gật đầu, thủ ấn trong tay 4 người Hoàng Thiên Tứ, Tiết Hưng Quốc, Hoài Viễn Khôi, Tử Huyền biến đổi, cả không gian run rẩy, quang mang năng lượng vô cùng ngưng tụ. Mở ra đường hầm không gian. Thủ ấn cuối cùng trong tay 4 người Hoàng Thiên Tứ, Tử Huyền đánh ra, trong cái khe thế giới, trong không gian hỗn loạn dần dần xuất hiện một đường hầm không gian. Thủ đoạn thật mạnh, sợ rằng không phải người bình thường có thể làm được. Lục Lâm Thiên cảm thán, người có thể bố trí đường hầm không gian ở trong không gian hỗn loạn bực này tuyệt đối không phải là người bình thường. Cũng giống như bố trí đường hầm không gian trong tiểu thiên thế giới và trung thiên thế giới vậy, độ khó khác biệt một trời một vực. Trong tiểu thiên thế giới, lực cản không gian nhỏ hơn nhiều, muốn bố trí đường hầm không gian dễ hơn không ít. Mà trung thiên thế giới thì lại khác, khó hơn nhiều, giống như trung thiên thế giới kiên cố hơn tiểu thế giới vậy, lực lượng áp chế trong thiên địa cũng không giống nhau. Mà muốn bố trí một đường hầm không gian trong cái khe hẹp ngoài không gian, độ khó không thể nghi ngờ càng lớn hơn. Chuyện này khiến cho Lục Lâm Thiên cảm thán, đường hầm không gian này không biết là do cường giả nào bố trí ra. 10 người các ngươi tiến vào đi, người tham dự vạn thế đối quyết sẽ thông qua đường hầm ở kẽ hở không gian đi vào khu vực săn bắn. Không bao lâu nữa các ngươi sẽ gặp được nhau. Hoàng Thiên Tứ đứng trong hư không hỗn loạn, một cỗ khí tức mênh mông bắt đầu lan tràn. Thân thể sừng sững như núi, nhìn qua không thể dao động, ánh mắt nhìn về phía 10 người nói. 3 năm sau hy vọng các ngươi có thể đứng trên phong thần đài, nếu như có thể đứng trên phong thần đài, đến lúc đó người của cả vô sắc trung thiên thế giới sẽ nhìn thấy các ngươi. Ta chờ mong ngày đó, hàng tỷ sinh linh trong vô sắc trung thiên thế giới cũng chờ ngày đó. 10 người gật đầu, lập tức mang theo cảm giác máu tươi sôi trào nhảy vào trong đường hầm không gian. Sau khi 10 người tiến vào đường hầm không gian mới từ từ thu liễm rồi biến mất. 4 người Hoàng Thiên Tứ, Tử Huyền nhìn đường hầm không gian biến mất, sau đó lại liếc nhìn nhau, Tiết Hưng Quốc nói. Không biết trong 10 người này có mấy ai còn sống đi ra? Có ai có thể đặt chân đứng trên phong thần đài A? Trường bào trên người Tử Huyền run lên, nói. Vậy thì phải xem tạo hóa của chính bọn hắn. Vô sắc trung thiên thế giới đã yên lặng quá lâu rồi, lần này hy vọng có chút thay đổi. Hoàng Thiên Tứ nói. Hoài Viễn Khôi không nói gì, ánh mắt biến ảo, không biết trong lòng hắn đang suy nghĩ điều gì. Siêu siêu. Trong không gian yên tĩnh xuất hiện chấn động, lập tức có 10 đạo thân ảnh xuất hiện trên không trung. Trước mặt mọi người là sơn mạch mênh mông, từng dãy núi liên miên, phập phồng. Trong cánh rừng bao la xuất hiện gợn sóng, hoàn toàn giống như một cánh rừng rậm nguyên thủy. Ngọn núi cao V Upsilon T trong mây, sương trắng lượn lờ, đại thụ che trời xanh ngắt. Cơn gió khẽ thổi qua, cây cối khẽ nghiêng, nhìn qua giống như biển động vậy. Trong không gian, năng lượng thiên địa nồng đậm tới mức khiến cho người ta rung động. Thế cho nên đám đại thụ che trời kia cực lớn, bình quân đều cao trăm trượng, xanh biếc dị thường. Cũng phải nói, tất cả mọi thứ trong không gian này so với bên ngoài cũng không có một chút khác biệt nào. Năng lượng thiên địa thật nồng đậm, nếu như ở trong này tu luyện so với trung thiên thế giới mà nói, làm chơi ăn thật a. Kim Viên cảm thán, đồng thời hắn cũng hít sâu một hơi. Năng lượng thiên địa trong này không chỉ nồng đậm, mà còn có vô số thiên tài địa bảo. Đồn rằng lúc trước trong này thậm chí còn có linh vật tời sinh, chỉ cần có đầy đủ cơ duyên đều có thể nhận được. Khu vực săn bắn này cũng là một mật địa tu luyện, có thể nhận được bao nhiêu chỗ tốt thì phải xem cơ duyên của bản thân. Hoài Linh Ngọc nói với mọi người, thái độ ôn hòa, khuôn mặt lúc nào cũng nở nụ cười vui vẻ, khiến cho người ta không khỏi muốn thân cận hơn vài phần. Chúng ta đã chính thức tiến vào trong khu vực săn bắn, chúng ta đối mặt với gần vạn người trẻ tuổi của các trung thiên thế giới trong Thượng Thanh Đại Thiên Thế Giới A. 10 người chúng ta nếu như ở tách ra sẽ trở thành con mồi của người khác. Ta thấy chúng ta nên đoàn kết thì tốt hơn, dù sao cũng ở đây tận 3 năm, mà ai cũng khó có thể một mình chống chọi trong 3 năm này. Bạch Lang luôn ít lời lúc này đột nhiên ngẩng đầu nhìn 9 người còn lại nói. Ý của các ngươi thì sao?
Hoài Linh Ngọc gật đầu nói. Đương nhiên, chúng ta cũng chỉ có thể đoàn kết. Đoàn kết nhất trí thì khi đó chúng ta mới có thể chống lại các trung thiên thế giới khác. Nếu không sẽ trở thành con mồi cho những kẻ khác. Ta không có ý kiến, 10 người đoàn kết cùng một chỗ, ít nhất những người khác muốn làm gì chúng ta cũng không dễ. Trên người quỷ oa có một cỗ khí tức âm trầm không có cách nào che giấu, khi nói chuyện thanh âm cũng mang theo cảm giác âm trầm khiến cho người ta nghe thấy lập tức có cảm giác sởn gai ốc, có vài phần tương tự với âm minh dạ xoa. Ta không có ý kiến. Hoàng Sa và Tôn Tiểu Nhã, Tử Viêm gật đầu, còn Thái A và Kim Viên đương nhiên là nghe theo Lục Lâm Thiên. Tiết Mặc Kỳ nhìn qua Lục Lâm Thiên, hỏi. Ngươi thì sao? Đương nhiên ta cũng không có ý kiến. Mọi người đồng ý, vậy thì ta cũng chỉ nói một câu, chúng ta đoàn kết nhất trí như vậy coi như trở thành một tiểu đội. Là một đoàn thể, tính mạng của tất cả mọi người ở cùng một chỗ, cho nên cũng phải chọn ra một đội trưởng. Thực lực của người này rất quan trọng. Thế nhưng không nhất định phải là người có thực lực mạnh nhất. Bởi vì trong một đội, có một ít chuyện không phải có thực lực mạnh nhất là có thể giải quyết vấn đề, còn phải có lực lãnh đạo, phục chúng hơn người. Bạch Lang nhìn 9 người, trong đôi mắt giống như sói hoang có tinh quang lóe lên, tiếp tục nói. Sau khi chúng ta công bằng chọn ra một đội trưởng, chúng ta phải phục tùng vô điều kiện, đương nhiên, người đội trưởng này cũng phải phụ trách cả tiểu đội chúng ta. Nghe Bạch Lang nói vậy, Lục Lâm Thiên ngẩng đầu, ánh mắt khẽ đảo, trong lòng cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, người gọi là Bạch Lang này sợ rằng cũng không đơn giản. Ta đồng ý, công tâm chọn ra một đội trưởng, cả đội phải đoàn kết, cũng không thể tới lúc nguy cấp mỗi người có một quyết định, đây cũng là trách nhiệm của mỗi bản thân chúng ta. Quỷ Hoa nói, Hoài Linh Ngọc, Tiết Mặc Kỳ khẽ gật đầu, Hoàng Sa nhíu mày, nhìn qua Lục Lâm Thiên rồi nói. Chỉ là không biết thế nào mới có thể chọn ra đội trưởng. Nếu như lựa chọn người có thực lực mạnh nhất thì đơn giản rồi. Ta có một đề nghị. Lục Lâm Thiên nói. Đến lúc đó sau khi chúng ta đạt được 3 khối phong thần thạch, có lẽ khi đó cũng hiểu rõ được mọi người trong đội, khi đó bỏ phiếu quyết định cũng dễ dàng hơn. Bạch Lang nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt không có bao nhiêu chấn động, nói. Ta đồng ý. Ta cũng không thành vấn đề, biện pháp này rất công bằng. Hoài Linh Ngọc lập tức tỏ vẻ ủng hộ. Lúc này khuôn mặt tái nhợt đã khôi phục vẻ hồng nhuận phơn phớt, hẳn là thương thế trên người đã tốt hơn không ít. Mọi người lập tức gật đầu đồng ý, 3 năm ở trong khu vực săn bắn này, 10 người đoàn kết ở một chỗ, chung quy so với một mình lăn lộn thì an toàn hơn nhiều. Nhìn thấy tất cả mọi người đều gật đầu đồng ý, Lục Lâm Thiên vuốt vuốt phong thần thạch trong tay một hồi rồi nói. Phong thần đài ở hướng nào? Không gian này là hình tròn vây quanh thượng thanh đại thiên thế giới. Phong thần đài là nơi ở gần thượng thanh đại thiên thế giới nhất. Chúng ta chỉ cần đi thẳng về phía bên trái là được rồi. Ven đường sẽ gặp phải người trong thế giới khác. Phía sau chúng ta cũng sẽ gặp những người của trung thiên thế giới khác. Hoài Linh Ngọc nói. Lên đường đi, hy vọng 3 năm sau chúng ta đều còn sống. Thanh âm âm trầm của quỷ hoa vang vọng, nghe lâu cũng vẫn khiến cho người ta có cảm giác sởn gai ốc. Bạch Lang nói. Chỉ cần chúng ta đoàn kết với nhau, cơ hội còn sống sẽ rất lớn. Đừng quên trong tiểu đội chúng ta còn có 3 người tiến vào tầng thứ 13 chấn thế tháp, thực lực có thể so sánh với Niết Bàn Cảnh. Loại thực lực này ở trong các trung thiên thế giới, nếu như so sánh với những năm trước mà nói đã tới cấp độ trung thượng. Cấp độ trung thượng sao? Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ đổi, 3 người có thể so với Niết Bàn Cảnh, đội ngũ như vậy chỉ tính là trung thượng mà thôi. Xem ra trong trung thiên thế giới khác cũng có không ít nhân tài kiệt xuất, tuyệt đối không thể khinh thường. Nếu như trong chúng ta có người đột phá tới Niết Bàn Cảnh ở trong khu vực săn bắn này mà nói, tỷ lệ chúng ta có mặt trên phong thần đài sẽ cao hơn nhiều. Khu vực săn bắn này cũng là mật địa tu luyện, những năm qua cũng xuất hiện không ít người đột phá Niết Bàn ở trong khu vực săn bắn này. Hoàng Sa nói, đột phá Niết Bàn. Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng. Bây giờ hắn chỉ cầu đột phá đại đạo cảnh là tốt rồi. Nếu như có thể đột phá tới Niết Bàn, trong đội ngũ 10 người hiện tại cũng chỉ có 2 người Tiết Mặc Kỳ và Thái A là có khả năng nhất. 10 người thương nghị một phen, sau đó lập tức đi về phía bên trái. Linh Vũ Thế Giới, trong ngũ hành điện, trong đại điện có không ít thân ảnh mang theo vẻ mặt lo lắng. Đám nhóc này, nên làm thế nào bây giờ? Vạn nhất xảy ra chuyện thì làm sao đây? Nghe nói cường giả ở thế giới bên ngoài như mây, không được, ta muốn đi tìm bọn chúng.
Khuôn mặt La Lan Thị lo lắng không thôi. Những năm gần đây La Lan Thị đã sớm không còn giống như trước kia, thân mang kim hoàng khí, lại ở trên địa vị cao, cho nên trên người hiện tại có một cỗ khí chất cao quý vô hình từ trong tản ra ngoài. Chỉ là nàng vẫn là một người hiền lành, thân thiết, chỉ khác một chỗ đó là nàng không còn là một vị phụ nhân bình thường trên trấn Thanh Vân nữa. Mẫu thân, người còn chưa từng đi ra khỏi thế giới này, sao có thể đi tìm được chúng nó cơ chứ? Con cùng với mọi người đã cùng nhau thương lượng qua. Con và Bạch Linh, Cảnh Văn, Thanh Tuyền, bốn người sẽ đi tìm mấy đứa bọn chúng. Bắc Cung Vô Song khẽ nói, toàn thân tỏa ra một cỗ khí chất thanh nhã, cao quý, dung nhan tuyệt mỹ tựa như tiên tử, thời gian không lưu lại bất kỳ dấu ấn nào trên người nàng, ngược lại còn làm tăng thêm vẻ vũ mị cho nàng. Một đạo thân ảnh mặc y phục trắng như tuyết liên tục bước tới bên người Lan Lan Thị, trên khuôn mặt tuyệt mỹ có khí chất yêu mị như có như không, nữ tử này mở miệng nói. Mẫu thân, bốn người bọn con đi là được rồi. La Lan Thị nhìn Bắc Cung Vô Song, Bạch Linh, còn có Lăng Thanh Tuyền, Độc Cô Cảnh Văn bên người rồi nói. Các con đi ta cũng lo lắng. Mẫu thân, chúng con có thực lực tự bảo vệ mình. Những năm này chúng con cũng tiến bộ không chậm. Trên khuôn mặt trắng nõn của Độc Cô Cảnh Văn, đôi mắt giống như bảo thạch, khiến cho người ta nhìn vào lập tức có cảm giác câu hồn đoạt phách, dung nhan tuyệt mỹ, đẹp tới tận cùng. Mẫu thân, có lẽ đám nhóc con kia đi chơi một chút cũng không phải là chuyện xấu. Con ưng con muốn vỗ cánh bay lượn ở phía chân trời thì cũng nên dựa vào tự bản thân mình bay lên. Nhiều năm như vậy, chúng ta đã quá an nhàn, kỳ thật cũng nên đi ra ngoài thăm thú một phen, chung quy không thể kém chàng quá xa. Khuôn mặt tuyệt mỹ của Lăng Thanh Tuyền không chút trang điểm, có chút phú mị, phong thái chắc tuyệt giống như trích tiên, sợ tóc đen nhánh rũ xuống eo thon, nhìn qua giống như tiên tử không nhiễm bụi trần. Ai, đạo lý này ta hiểu, chỉ là các con đều muốn đi ra ngoài, ta cũng lo lắng. Bạch Linh ngẩng đầu cười yếu ớt, y phục trắng xóa như tuyết, đường cong linh lung động lòng người khiến cho tim người khác đập thình thịch. Cặp môi đỏ mọng khẽ mím, yêu mị chúng sinh, nàng khẽ mỉm cười nói với La Lan Thị. Mẫu thân, yên tâm đi, thế giới bên ngoài cho dù có mạnh mẽ cũng sẽ có nơi cho chúng con sống yên ổn. Được rồi, như vậy đi, bốn các con đi tìm chúng nó. Ta cũng đi theo. Sau lưng La Lan Thị, một đạo thân ảnh cao ngất xuất hiện, tuổi chừng hơn 40, trên người mặc một bộ y phục màu trắng, mày kiếm mắt sáng, trong lúc vô hình có một cỗ khí khái hào hùng. Lăng Thanh Tuyền bỗng nhiên nhíu mày, đôi mắt xinh đẹp khẽ đổi, cặp môi đỏ mọng khẽ mở, nhìn ra bên ngoài đại điện nói. Ta nói hai người các ngươi nghe lén lâu như vậy có lẽ cũng nên xuất hiện rồi chứ. Lão gia, lão phu nhân, chư vị phu nhân. Ta cũng muốn đi. Hai đạo thân ảnh lập tức đi vào đại điện, dáng vẻ trung niên thế nhưng nhìn qua lại có chút gian xảo, có lẽ cũng có thể nói là nhanh nhẹn, ngược lại cũng có chút khí chất. Một thanh niên khác thân hình gầy gò, đôi mắt đen nhánh mang theo vẻ kiên nghị mà thường nhân khó có thể có được. Khuôn mặt tuấn lãng không thôi, sợ rằng sẽ khiến cho không ít nữ tử mê mẩn, người này chính là Đoan Mộc Hồng Chí. Đoan Mộc Hồng Chí nhìn mọi người rồi nói. Lục đại ca đã từng nói, đường cường giả vĩnh viễn không có tận cùng, ta cũng muốn đi ra ngoài một phen. Trong sơn mạch liên miên, dưới ngọn núi hùng vĩ, vách đá như tỏa sáng, vô số ngọn núi liên miên tạp thành một thể, tựa như một đầu cự long uốn lượn, xoay quanh, vờn quanh khắp sơn mạch bao la. Trong không gian, năng lượng thiên địa cũng nồng đậm kinh người, 10 đạo thân ảnh xuất hiện trong sơn mạch, 8 nam 2 nữ, chính là 10 người Lục Lâm Thiên, Tiết Mặc Kỳ, Thái A, Kim Viên. Hoàng Sa, Tôn Tiểu Nhã, Tử Viêm, Quỷ Hoa, Bạch Lang, Hoài Linh Ngọc. Trong thời gian nửa tháng, tốc độ của 10 người cũng không phải là quá nhanh, tuy rằng đây là khu vực săn bắn, thế nhưng cũng là chỗ tu luyện khó gặp. Trong nửa tháng này, 10 người còn tìm được không ít linh dược mà bên ngoài khó gặp, xem như thu hoạch tương đối khá. Trong khu vực săn bắn này nửa tháng, tốc độ tu luyện so với bên ngoài nhanh hơn không ít. Mọi người đều có thể cảm nhận rõ ràng. Lĩnh ngộ áo nghĩa của mình cũng thuận lợi hơn không ít. Trên đường đi, Bạch Lang và Quỷ Hoa đều cực kỳ ít nói chuyện, mọi người nói chuyện hai người chỉ lẳng lặng nghe mà thôi. Ngược lại trên đường đi Hoài Linh Ngọc cực kỳ khách khí với tất cả mọi người, vẻ mặt ôn hòa, ở chung với mọi người không tệ. Mà trong nửa tháng này, Lục Lâm Thiên lại phát hiện ra một chuyện tương đối đặc biệt, trong khu vực săn bắn này có một cỗ liên hệ không hiểu, làm cho nguyên đan chữ vạn trong cơ thể hắn từ từ xoay tròn. Trong lúc vô hình có vẻ thân cận với khí tức gì đó,
Trên phương diện tu luyện cũng có tiến bộ không ít, chỉ tiếc kẹt lại bán đạo chi cảnh, không có cách nào đột phá tới đại đạo cảnh. Mà trên phương diện lĩnh ngộ các loại thuộc tính, Lục Lâm Thiên có thể cảm giác được có lẽ mình đã lĩnh ngộ tới tình trạng đủ, còn không có cách nào đột TP há, cho nên trong lòng có chút bối rối. Mà nguyên lực cuồn cuộn không dứt tiến vào trong đan điền khiến cho đan điền trong cơ thể hắn bành trướng giống như sắp bạo liệt. Mà vào lúc này nguyên lực cuồn cuộn không dứt cuối cùng không ngờ lại bị nguyên đan chữ vạn hấp thu. Đan điền luôn bảo trì ở trạng thái no đủ, nguyên lực dư thừa đều bị nguyên đan chữ vạn hấp thu. Chuyện này khiến cho bản thân Lục Lâm Thiên cũng không có cách nào giải thích, thế nhưng hắn cũng yên tâm vận chuyển hỗn độn âm dương quyết để tu luyện như bình thường, tu luyện bình thường trong không gian này. 10 người tiếp tục cẩn thận đi về phía trước, sau khi đi ra khỏi mảnh sơn mạch liên miên lại gặp một dạng núi lớn, xanh ngắt, vô cùng cao và dốc, nhìn lên không trung còn có sương mù bao phủ. Mọi người cẩn thận. Thái A bỗng nhiên ngẩng đầu, khuôn mặt từ từ ngưng trọng. Ta thấy chúng ta đã trở thành con mồi của kẻ khác. Mái tóc dài màu đen của Tiết Mặc Kỳ khẽ tung bay, một cỗ khí tức vô hình lan tràn, trong mắt hiện lên vẻ ngưng trọng. Nghe vậy những người còn lại lập tức biến sắc, Bạch Lang và Quỷ Hoa lúc này cũng lập tức nhìn về bốn phía, rốt cuộc sau nửa tháng bọn họ cũng gặp được người của trung thiên thế giới khác. Trong khu vực săn bắn này sợ rằng khó tránh khỏi một hồi đại chiến, thực lực đối phương mạnh hơn mình đương nhiên đối phương sẽ không bỏ qua. Mà nếu như mình mạnh hơn đối phương, vì phong thần thạch, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua bọn nhỏ. Có 10 người, chú ý dưới mặt đất, có lẽ bọn họ còn không biết đã bị chúng ta phát hiện. Đừng đánh rắn động cỏ. Coi chúng ta như là con mồi, chúng ta cũng có thể coi bọn họ như là con mồi, thực lực yếu đi vào giữa. Thực lực mạnh mẽ thì chậm rãi đi ra bên ngoài. Cẩn thận đề phòng, một khi bọn chúng có động tĩnh lập tức toàn lực ra tay, tranh thủ một chiêu đánh chết. Sắc mặt Lục Lâm Thiên khẽ biến đổi, truyền âm nói với mọi người. Mọi người nghe vậy không có bao nhiêu do dự, sắc mặt trở lại bình thường, âm thầm đề phòng. Người thực lực mạnh âm thầm đi ra bên ngoài, Tôn Tiểu Nhã và mấy người có thực lực hơi thấp tự mình đi vào giữa. Ken két. Ánh mặt trời xuyên qua đại thụ che trời chiếu xuống bên dưới, cành khô dưới chân không ngừng vang lên tiếng ken két. Ầm ầm. Bỗng nhiên mặt đất run lên, không gian run rẩy, một cỗ khí tức mênh mông bỗng nhiên phát ra. Giữa không trung, trong lòng đất, thậm chí trong đại thụ che trời, từ bốn phương tám hướng đột nhiên như thiểm điện xuất hiện 10 đạo thân ảnh. 10 đạo thân ảnh xuất hiện, 10 cỗ khí tức sắc bén lạnh lẽo phô thiên cái địa tuôn ra, khiến cho cả phiến không gian chung quanh cứng lại. Giết! Một tiếng hét lớn lạnh lẽo vang lên, 10 đạo thân ảnh đã sớm có chuẩn bị, giống như mũi tên từ bốn phương tám hướng trực tiếp đánh về phía 10 người Lục Lâm Thiên, Thái A. Ken két! 10 đạo công kích mang theo lực lượng bàng bạc trực tiếp chấn vỡ không gian chung quanh. Một mảng lớn đại thụ che trời ở chung quanh trong nháy mắt khi không gian cứng lại trực tiếp hóa thành mảnh vỡ. 10 đạo công kích lập tức đánh về phía 10 người Lục Lâm Thiên. Rốt cuộc không nhịn được mà động thủ sao? Mà trong sát na này, ánh mắt 10 người Lục Lâm Thiên bỗng nhiên biến đổi, một cỗ khí tức mênh mông lập tức phun trào. 10 người đã sớm có sự chuẩn bị, không lùi mà tiến tới. Mái tóc dài của Tiết Mặc Kỳ run lên. Một cỗ khí tức quỷ dị từ trong thân thể mềm mại phô thiên cái địa tuôn ra. Lập tức ngưng tụ thành một không gian bằng năng lượng cuồn cuộn trước người. Bàn tay nhấc lên, một đạo chảo ấn phá không hung hăng đánh về phía người trước mặt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tu La Diệt Hồn Trưởng. Thái A hét lớn một tiếng, trong sát na, thân ảnh gầy gò đạp không bước ra khiến cho cả không gian kích động. Một cỗ khí tức man hoang cùng với một cỗ uy áp linh hồn nóng bỏng bàng bạc lan tràn ra, trực tiếp ngưng tụ thành một đạo trưởng ấn bàng bạc trước người. Những nơi trưởng ấn đi qua, không ven ven đường lặng lẽ bị hủy diệt. Minh quỷ chảo. Thân ảnh quỷ hoa giống như u linh đánh ra, một đạo chảo ấn âm hàn lướt đi. Một đạo năng lượng bàng bạc, âm hàn hội tụ, nơi chảo ấn xẹt qua, gợn sóng trong không gian trực tiếp bị đao mang sắc bén cắt làm đôi, lộ ra vết nứt đen kịt. Lập tức phóng về phía đám người vừa mới xuất hiện. Dám đánh lén chúng ta, muốn chết. Kim viên bay lên trên không trung, bàn tay nắm chặt, một đạo quyền ấn trực tiếp được đá ra, một cỗ lực lượng mạnh mẽ chút xuống không tùng, trong giây lát đánh về phía người đang đánh về phía kim viên. Đi chết đi. Hoàng Sa đang ở bên người Tôn Tiểu Nhã, quanh thân lại có một cỗ nguyên lực cuồn cuộn mênh mông lan tràn ra, cũng nhanh chóng đánh ra một đạo quyền ấn.
hung hăng ngạnh kháng với người vừa đánh về phía hắn. Dưới uy thế khủng bố kinh người, những nơi quyền ấn đi qua, không gian ven đường trực tiếp rạn nứt, từng đạo gợn sóng trong không gian lan tràn ra chung quanh. Dám liệp sát chúng ta, các ngươi ngại mình sống quá lâu rồi sao? Hoài Linh Ngọc cũng không chịu yếu thế, đạp không mà đứng, trường bào tung bay, một cỗ năng lượng kinh khủng từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Năng lượng chung quanh trong lúc vô thanh vô tức bị ảnh hưởng, trong mắt hiện lên hàn ý. Trước người nhanh chóng có một đạo trưởng ấn bằng năng lượng minh mông cuồn cuộn được ngưng tụ, bên trong trưởng ấn còn có công kích linh hồn minh mông cuồn cuộn. Ba người Tôn Tiểu Nhã, Tử Viêm, Bạch Lang cùng lúc ngưng tụ ra công kích, trong lúc vô hình cả không gian tràn ngập năng lượng. Thân ảnh Lục Lâm Thiên như quỷ mị xuất hiện trước một người liệt sát, căn bản không thèm để ý tới năng lượng minh mông cuồn cuộn của người này mà thân ảnh lao thẳng về phía trước, trong lòng bàn tay phải có điện mang màu tím tuôn ra, điện mang mang theo một cỗ khí tức hủy diệt dùng tốc độ giống như sấm sét hung hăng đánh về phía liệt sát giả kia. Nói thì lâu thế nhưng trên thực tế mọi việc chỉ diễn ra trong nháy mắt mà thôi. Trong sát na, vô số đạo công kích mang theo năng lượng khủng bố phá không ầm ầm va chạm, không gian run rẩy. Ầm ầm, cùng lúc không gian trực tiếp nổ tung, năng lượng khủng bố nhanh chóng lan tràn ra chung quanh, dễ dàng phá hủy vô số ngọn núi, đỉnh núi ở trong sơn mạch chung quanh, vô số đại thụ che trời cũng hóa thành mảnh vỡ. Sơn băng địa liệt, trong không gian có hư không đen kịt lan tràn, một mảng lớn sơn mạch dưới những đạo công kích va chạm đã bị san bằng thành bình địa, khắp nơi là một mảnh bừa bộn. Phốc phốc, trên không trung, vô số thân ảnh trực tiếp bị đẩy lùi. Trực tiếp phun ra máu tươi, không ít thân thể còn bị đánh bay về phía sau. Cũng có ba người trực tiếp hóa thành mảnh vỡ trên không trung, trong đó còn có một người dùng hồn anh chạy ra. Thái A, Quỷ Hoa, Hoài Linh Ngọc, ba người đều đánh chết đối thủ của mình. Đối thủ của Hoài Linh Ngọc trong lúc hoảng sợ phải dùng hồn anh chạy ra. Ngược lại đám người Thiết Mặc Kỳ, Tử Viêm, Lục Lâm Thiên đều gặp phải cường giả, thân thể cũng trực tiếp bị đẩy lui, dường như ai cũng không chiếm được tiện nghi. Bất phân thắng bại vậy. Kim Viên, Hoàng Sa, Bạch Lang thì nhân cơ hội dùng toàn lực đánh đối thủ của mình bị thương, khiến cho ba người đối phương phun ra máu tươi, thân thể bị đánh bay về phía sau. Phụt! Trong miệng Tôn Tiểu Nhã cũng phun ra một ngụm máu tươi, đối thủ của nàng không ngờ có thực lực mạnh hơn nàng. Vừa mới giao phong, đối phương bị đánh chết ba, trọng thương ba, mà bên này chỉ có một mình Tôn Tiểu Nhã bị thương, cuộc chiến trong chốc lát lập tức biến đổi cực lớn. Ba đại đạo cảnh cao giai, thật mạnh. Bàn chân Lục Lâm Thiên đạp mạnh hư không, thân thể lập tức ổn định lại. Trong 10 người đối phương không ngờ lại có 3 người có tu vi đại đạo cảnh cao giai, đội ngũ bực này, nếu như xét về phương diện tu vi mà nói, không dưới vô sắc trung thiên thế giới. Bọn họ đã sớm có chuẩn bị. Thực lực bình quân quá mạnh mẽ. Nhanh theo kế hoạch, mau lui lại. Ba thanh niên bị Mặc Kỳ, Lục Lâm Thiên, Tử Viêm đẩy lui. Trong thoáng chốc khuôn mặt biến sắc, thân thể nhanh như thiểm điện muốn nhanh chóng chạy trốn. Siêu siêu. Bốn người còn lại cũng không dám dừng lại một chút nào, lúc này 7 người còn lại này nhanh chóng lui lại. Phản ứng như vậy, có lẽ trước khi tới vạn thế đối quyết có lẽ đã nghiên cứu và sắp xếp từ trước. Trong khoảng thời gian ngắn chỉ dưới một kích, song phương đã đổi vị trí, vốn người đi săn trở thành người bị săn, chỉ có thể nhanh chóng trốn chạy mà thôi. Muốn đi sao? Hôm nay các ngươi gặp nhầm người rồi. Ngay khi 7 đạo thân ảnh phá không lùi lại, thân ảnh Lục Lâm Thiên đã xuất hiện ở trên không trung, quanh thân có một cỗ gợn sóng giống như thời không loạn lan tràn ra chung quanh, cả không gian lập tức hỗn loạn. Trong khi 7 người đang muốn chạy trốn, lúc này đám người này mới phát hiện ra, trong thời gian ngắn không ngờ bọn họ lại không có cách nào xé rách không gian. Cùng lúc này, Lục Lâm Thiên đạp không mà đứng. Trên đôi mắt đen kịt thâm thúy đột nhiên có một cỗ quang mang màu xanh quỷ dị thẩm thấu ra. Lấy bản thân làm trung tâm, một đạo quang mang màu xanh nhanh chóng hóa thành một màn sáng màu xanh cực lớn. Chỉ trong thoáng chốc màn sáng màu xanh cực lớn này bao phủ không gian to lớn, trực tiếp bao phủ 7 người đang phá không mà trốn, một cỗ năng lượng đáng sợ lập tức giống như cơn lốc khuếch tán ra. Sinh sinh bất tức, Lục Lâm Thiên hét lớn một tiếng, quanh thân có một cỗ quang mang màu xanh lan tràn. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ thôn phệ sinh cơ vạn vật giống như thiểm điện lan tràn ra chung quanh. Đây là áo nghĩa thuộc tính mộc, vô cùng quỷ dị, nhanh xé rách không gian này, bằng không hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Trong 7 người, một thanh niên có tu vi đại đạo cảnh cao giai vẻ mặt ngưng trọng hét lớn một tiếng,
bảy người lập tức đánh ra một cỗ năng lượng bàng bạc về phía màn sáng màu xanh kia. Ầm ầm, bảy đạo công kích phá không mà ra, nhanh chóng hung hăng va chạm vào màn sáng màu xanh đậm chung quanh. Thanh âm trầm đỡ Upsilon, C vang vọng, chung quanh màn sáng màu xanh hiện lên vết nứt không gian đen kịt. Chỉ là màn sáng màu xanh này lập tức tách ra, một cỗ lực lượng thôn phệ sinh cơ vạn vật trong không gian này nhanh như thiểm điện lan tràn ra, không gian nứt vỡ từng khúc, bảy đạo công kích lập tức bị lực lượng thôn phệ vạn vật quỷ dị này thôn phệ rồi biến mất. Hư không lập tức hiện ra trong không gian, trong hư không này có cảm giác giống như một mảnh cho tàn, sinh cơ trong không gian đều biết mất, chỉ có một đạo thân ảnh màu xanh đứng trong không gian này là tràn ngập sinh cơ giạt giảo. Đây là thủ đoạn gì? Hoàng Sa, Tử Viêm, Bạch Lang, Quỷ Hoa, Hoài Linh Ngọc ngẩng đầu, cảm nhận biến hóa quỷ dị trong không gian này, nguyên lực và sinh cơ trong cơ thể bọn họ bị cắn nuốt ra bên ngoài, sắc mặt cả đám biến hóa không ít. Còn đứng làm gì, nhanh đồng loạt ra tay. Thái A khẽ quát một tiếng, thân thể gầy gò phóng lên hư không, giống như mũi tên rời cung lao thẳng về phía trước. Ra tay. Khi thanh âm vừa dứt, thân ảnh xinh đẹp của Thiết Mặc Kỳ đã đánh ra, Tử Viêm, Hoàng Sa, Kim Viên, Quỷ Hoa, Bạch Lang cũng dùng tốc độ nhanh nhất vây khốn bảy người. Siêu siêu. Tử Viêm, Hoàng Sa, Kim Viên, Thái A ở trong không gian sinh sinh bất tức của Lục Lâm Thiên đều bị áp chế, chỉ là dưới sự khống chế của Lục Lâm Thiên, lực áp chế trên thân thể mấy người giảm xuống tình trạng thấp nhất. Còn đối với bảy người đối phương mà nói, lực áp chế giống như là lực vạn quân, nguyên lực trong cơ thể cùng với sinh cơ trong cơ thể không có cách nào ngăn cản, cuồn cuộn không dứt trôi ra ngoài, ánh mắt bảy người lập tức hoảng hốt. Siêu! Trong không gian sinh sinh bất tức, thân ảnh xinh đẹp của Tiết Mặc Kỳ được quang mang năng lượng chói mắt bao phủ, bên trong quang mang chói mắt này có một cỗ khí tức năng lượng lạ lẫm lan tràn ra. Cỗ năng lượng mang theo khí tức lạ lẫm này ẩn chứa sinh cơ cuồn cuộn không dứt, không ngờ lại có chút tương liên với sinh sinh bất tức của Lục Lâm Thiên. Bởi vậy trong không gian sinh sinh bất tức này Tiết Mặc Kỳ giống như hoàn toàn không chịu ảnh hưởng, ngược lại còn giống như cá gặp nước, thừa cơ trực tiếp đánh tới trước mặt thanh niên đánh trọng thương Tôn Tiểu Nhã. Cổ tay trắng dương lên, đầu ngón tay Tiết Mặc Kỳ khẽ giơ lên, một đạo trưởng ấn nhanh như thiểm điện chụp về phía trước. Phanh! Thanh niên này chỉ có tu vi đại đạo cảnh sơ giai đỉnh phong mà thôi, ở trong không gian sinh sinh bất tức còn bị áp chế, căn bản không thể chống lại Tiết Mặc Kỳ, trưởng ấn chụp xuống, thân thể ở trong không gian sinh sinh bất tức lập tức hóa thành mảnh vỡ. Ầm ầm ầm! Trong nháy mắt, dưới sự khống chế của không gian sinh sinh bất tức, ba người Thái A, Hoàng Sa, Tử Viêm toàn lực ra tay, đối thủ của ba người chính là hai nam một nữ vốn đã bị trọng thương cho nên lập tức bị đánh chết, kinh khí khủng bố khuếch tán ra chung quanh. Mười người này khó động vào, nhanh toàn lực chạy trốn. Ba thanh niên có tu vi đại đạo cảnh cao giai lúc này biến sắc, trong mắt giờ phút này toát lên vẻ sợ hãi, ba người bọn họ vốn còn tưởng rằng nắm chắc thắng lợi trong tay, thực lực của mười người bọn họ ở trong các trung thiên thế giới trong thượng thanh đại thiên thế giới đã coi như là không tệ. Thế nhưng bọn họ chưa từng nghĩ tới lại xuất hành bất lợi như vậy, lại gặp một tiểu đội mạnh mẽ trong các trung thiên thế giới khác. Siêu siêu, Tiết Mặc Kỳ, Thái A, hai người này lập tức bắn ra, dùng khí tức tập trung vào một thanh niên. Muốn vây khốn ta, để xem ngươi có bổn sự này hay không. Thân ảnh Lục Lâm Thiên vừa mới xuất hiện trước người một thanh niên áo dài, trong mắt người thanh niên thân thể rắn chắc này hiện lên vẻ hung ác, bàn tay nhanh chóng xuất hiện một thanh đại chùy màu vàng. Toàn thân có bí văn quanh quẩn. Quang mang năng lượng chói mắt trên thân đại chùy này đột nhiên lan tràn, giữa không trung đột nhiên cứng lại, lập tức hung hăng đập một chùy về phía Lục Lâm Thiên, dưới đại chùy này, không gian đột nhiên bị hủy diệt thành hư không đen kịt, tất cả giống như bị phá hủy, khí tức sắc bén mà lạnh lẽo. Thập phương vũ trụ ấn. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, không gian sinh sinh bất tức được thu lại, phất tay đánh ra một đạo thủ ấn, cả không gian bỗng nhiên xuất hiện khí tức hủy diệt. Ầm ầm, một đạo chảo ấn lăng không bắn ra, không gian lập tức nổi lên sóng to gió lớn giống như thời không loạn. Một cỗ uy áp lạ lẫm hàng lâm, mảnh sơn mạch bùa bổn phía dưới dạn nứt tạo thành một cái rãnh dài giống như mạng nhện. Những nơi trưởng ấn đi qua đều vặn vẹo rồi sụp đổ, cả không gian lung lay giống như sắp đổ, trưởng ấn lập tức va chạm với đại chùy kia. Ầm ầm, dưới va chạm như vậy, bằng mắt thường có thể thấy được đại chùy bằng linh khí kia trực tiếp dạn nứt, nghiền nát. Năng lượng cuồng bạo rung động giống như thực chấn điên cuồng chấn động.
Một cỗ lực lượng hủy diệt không gian tràn qua người thanh niên áo dài có thân thể rắn chắc kia, khí tức sắc bén lạnh lẽo khuếch tán ra toàn bộ thiên địa. Phanh! Trong không gian không ngừng vang lên thanh âm trầm thấp, ánh mắt thanh niên kia tràn ngập vẻ khiếp sợ, trong lúc người thanh niên này đang thử người ra, thân thể trực tiếp bị nghiền nát, năng lượng ngập trời khuếch tán ra chung quanh. Người có tu vi đại đạo cảnh cao giai trực tiếp bị đánh chết. Siêu! Cùng lúc, Tiết Mặc Kỳ và đối thủ trực tiếp đối chưởng, trực tiếp đánh bay đối thủ, một giây sau, cổ tay trắng ngần của nàng run lên, trong tay áo có một đạo lưu quang lướt đi, một kiện linh khí kỳ lạ dùng xu thế như sấm sét xuyên thủng thân thể đối thủ có tu vi đại đạo cảnh cao giai của nàng, trực tiếp đánh chết người này. Siêu siêu! Trong sát na, một đạo linh hồn phân thân của thanh niên kia cùng với hồn anh nhanh chóng chạy trốn. Phanh! Thái A đối mặt với một thanh niên tóc dài có chút âm hàn, nguyên lực va chạm vào nhau, hai người đều là tu luyện giả áo nghĩa linh hồn lực minh mông cuồn cuộn lan tràn ra chung quanh. Soạt soạt! Cả hai đồng thời bị đẩy lui, thực lực của thanh niên âm hàn này không ngờ hoàn toàn không dưới Thái A bao nhiêu, khi thân thể bị đẩy lui ngược lại còn dựa thế nhanh chóng lui lại. Đồng thời hai tay được móng vuốt sắc bén bao phủ, hai cánh tay hắn lập tức được một tầng lân phiến màu trắng bao trùm, hai tay trở thành thú chảo trắng như tuyết. Chung quanh chảo ấn, không gian lặng lẽ vặn vẹo, một cỗ khí tức bàng bạc lan tràn ra không gian, khí tức đủ để khiến cho những người có mặt run sợ. Soạt! Hai đạo chảo ấn của thanh niên âm hàn xé rách không trung, mạnh mẽ xé rách không gian tạo thành khe nứt đen kịt, thân ảnh trong nháy mắt tiến vào bên trong. Ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi, trên đường đi ta sẽ không để yên cho các ngươi được bình an. Thanh âm của thanh niên âm hàn từ bên trong truyền ra, thân thể hắn trong giây lát biến mất trong vết nứt không gian. Linh khí áo nghĩa, đôi chảo ấn kia là linh khí áo nghĩa. Mọi người ngẩng đầu, ánh mắt kinh ngạc không thôi, trên người thanh niên này không ngờ lại có linh khí áo nghĩa. Thái A, đừng đuổi, không còn kịp nữa. Thái A định đuổi giết. Thân ảnh Lục Lâm Thiên xuất hiện trước người Thái A, hắn không ngờ trên người thanh niên kia còn có linh khí áo nghĩa, có lẽ thân phận địa vị của người thanh niên này trong trung thiên thế giới của mình có lẽ cũng không tầm thường. Kinh nghiệm của Thái A cũng không giống như Lục Lâm Thiên, bằng không dựa theo tà ảnh hồn dương kiếm muốn lưu lại người thanh niên kia cũng không phải không làm được. Ken két! Trên không trung, kiện linh khí kỳ lạ trong tay Tiết Mặc Kỳ nhanh chóng bành trướng thành hơn trăm thước, quang mang xanh tràn ngập. Trực tiếp bao phủ linh hồn phân thân và hồn anh của đối phương vào bên trong, sau đó nhanh chóng phá hủy. Phanh! Trong không trung, vốn Hoài Linh Ngọc đã đánh chết đối thủ, hồn anh của đối phương cũng bị Hoài Linh Ngọc đánh chết trên không trung. Siêu siêu! Khí tức trên người mọi người thu liếm, từ trên không trung đáp xuống mặt đất, có người được hai khỏa phong thần thạch, có người có được một khỏa phong thần thạch. Tiểu Nhã, nàng không sao chứ? Hoàng Sa đi tới bên người Tôn Tiểu Nhã rồi ân cần hỏi. Tôn Tiểu Nhã đã sớm dùng đan dược chữa thương, khẽ lắc đầu nói. Thiếp không có chuyện gì lớn, thương thế cũng không phải quá nặng. Thương thế của ngươi cũng không nhẹ, để cho ta tới chữa thương cho ngươi. Tiết Mặc Kỳ đi tới bên người Tôn Tiểu Nhã, nói với Hoàng Sa. Hoàng Sa, người hộ pháp cho ta, ta chữa thương cho Tiểu Nhã, thương thế không phải quá nặng, dùng tu vi của ta hiện tại. Có lẽ hai thời thần là có thể hoàn tất. Trong ánh mắt nghi hoặc của mọi người, Tiết Mặc Kỳ lập tức đi với Tôn Tiểu Nhã tới một khoảng đất bằng phẳng. Siêu! Nhị nữ khoanh chân ngồi xuống, thủ ấn trong tay Tiết Mặc Kỳ đánh xuống, mái tóc đen của Tiết Mặc Kỳ tung bay, quanh thân có một cỗ quang mang chói mắt lan tràn ra. Sau đó trực tiếp bao phủ Tôn Tiểu Nhã vào bên trong, đầu ngón tay biến hóa, nhẹ nhàng đặt vào lưng Tôn Tiểu Nhã. Toàn thân Tôn Tiểu Nhã run lên, trong cơ thể dường như có một loại năng lượng lạ lẫm rót vào. Đây là loại áo nghĩa nào? Nhìn Tiết Mặc Kỳ, tất cả mọi người có chút kinh ngạc, lúc này Tiết Mặc Kỳ đang sử dụng một loại áo nghĩa kỳ lạ, khí tức trên áo nghĩa này rất là thần dị, thương thế trên người Tôn Tiểu Nhã đang nhanh chóng khôi phục. Áo nghĩa này rất là kỳ quái. Hoàng Sa nói, nghe nói trước kia thiên phú của Mặc Kỳ tiểu thư mặc dù không tệ, thế nhưng cũng không có mạnh như hiện tại. Một lần ở trong mật địa, thậm chí còn gặp phải nguy hiểm cực lớn, cuối cùng trọng thương hấp hối, cường giả trong vô sắc trung thiên thế giới cũng bó ta không có cách nào. Chỉ là sau này không biết có chuyện gì xảy ra thương thế trên người Mặc Kỳ tiểu thư lại hoàn toàn khỏi hẳn. Hoài Linh Ngọc nói với mọi người.
Chẳng lẽ áo nghĩa này có liên quan tới việc Tiết sư tỷ bị thương khi trước sao? Cái áo nghĩa này dường như có tác dụng khôi phục thương thế a. Bạch Lang nói, đệ tử Vạn Thiên Liên Minh, Chiến Thiên Liên Minh, nếu như cùng thế hệ đại bộ phận đều dùng thực lực xưng hô là sư huynh và sư tỷ, người có tu vi mạnh hơn đứng đầu. Cho nên Bạch Lang cũng gọi Tiết Mặc Kỳ là sư tỷ. Mọi người cũng đi khôi phục đi, trong này lúc nào cũng phải bảo trì trạng thái tốt nhất, chỉ cần có chút sơ sẩy rất có thể sẽ đổi bằng cái mạng của bản thân. Lục Lâm Thiên nói với mọi người, tâm thần cảm giác áo nghĩa kỳ lạ trên người Tiết Mặc Kỳ có chút tương tự với áo nghĩa thuộc tính mộc, nhưng mà cũng không biết là loại áo nghĩa gì. Vừa rồi chiến đấu một hồi mọi người cũng đều có tiêu hao, nghe vậy mọi người đều khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu điều tức. Hoàng hôn, sắc trời bắt đầu dần dần mơ hồ, ánh nắng bắt đầu dần dần biến mất, trạng vạng tối sắc trời cũng không có âm u mà bầu trời lại rực rỡ, núi non trùng diệp dưới ánh chiều tà giống như được phủ một dải lụa mỏng. Phù. Trên một mảnh sơn mạch bừa bộn, thủ ấn trong tay Tiết Mặc Kỳ được thu lại, miệng thở ra một ngụm chọc khí, hai con mắt của Tôn Tiểu Nhã cũng lập tức mở ra. Sau mấy thời thần, khuôn mặt tái nhợt đã chuyển thành đỏ ửng, thương thế đã hoàn toàn khôi phục. Siêu siêu. Cảm nhận động tĩnh này, đám người đang điều thức cũng mở hai mắt ra, thân thể lập tức đi tới bên người nhị nữ. Khôi phục nhanh như vậy sao? Nhìn thấy thương thế trên người Tôn Tiểu Nhã trong khoảng thời gian ngắn không ngờ lại khôi phục nhanh như vậy, mọi người đều có chút kinh ngạc. Tiết Mặc Kỳ đứng dậy nói. Chuyện này cũng không có gì kỳ quái, dưới cơ duyên xảo hợp, ta gặp đại nạn mà không chết, còn lĩnh ngộ ra áo nghĩa đại phục nguyên, lúc đầu ta tu luyện trong đó có áo nghĩa thuộc tính, áo nghĩa đại phục nguyên chính là thứ dưới cơ duyên xảo hợp mà lĩnh ngộ từ trong áo nghĩa thuộc tính mộc ra. Ngừng một lát, do dự một cái, Tiết Mặc Kỳ tiếp tục nói. Áo nghĩa đại phục nguyên này không có quá nhiều tác dụng ở phương diện công kích, thế nhưng lại có tác dụng khôi phục thương thế và nguyên lực cực lớn. Mà bản thân ta bởi vì có áo nghĩa đại phục nguyên này, trên lý luận mà nói, mới có thể cuồn cuộn tiêu hao không dứt, nhưng mà cũng có di chứng. Lại có loại áo nghĩa này sao? Mọi người nghe vậy có cảm giác mở rộng tầm mắt, không ngờ trên đời này còn có một loại áo nghĩa kỳ lạ như vậy, lại có tác dụng biến thái như vậy. Lục Lâm Thiên kinh ngạc, nhưng mà hắn cũng có thể hiểu ra, áo nghĩa đại phục nguyên này tới từ áo nghĩa thuộc tính mộc, âm dương sinh ngũ hành sinh vạn vật, từ trong áo nghĩa thuộc tính mộc lĩnh ngộ ra áo nghĩa đại phục nguyên này cũng không có gì là kỳ quái. Tuy rằng hắn tu luyện áo nghĩa thuộc tính mộc, thế nhưng bên trong áo nghĩa thuộc tính mộc mênh mông, hắn còn chưa lĩnh ngộ tới tận cùng, há có thể biết được tất cả biến hóa của thuộc tính mộc. Nói như vậy, về sau có áo nghĩa đại phục nguyên, vạn nhất chúng ta bị thương nặng cũng có thể dùng tốc độ nhanh nhất khôi phục đúng không? Kim Viên nhìn Tiết Mặc Kỳ hỏi. Có thể nói như vậy. Tiết Mặc Kỳ khẽ gật đầu nói. Quả thực rất tốt. Mọi người nghe vậy lập tức mừng rỡ không thôi, ở trong khu vực săn bắn như vậy, vạn nhất bị trọng thương có thể lập tức khôi phục, quan hệ lợi hại trong đó mọi người đều biết rõ ràng. Bất quá ta cũng chỉ có thể khôi phục người có tu vi thực lực thấp hơn ta mà thôi. Nếu như tu vi mạnh hơn ta, ta cũng phải cố hết sức. Tiết Mặc Kỳ nhìn qua ánh chiều tà nói. Từ giờ trở đi có lẽ chúng ta sẽ thường xuyên gặp người của trung thiên thế giới khác, tất cả phải cẩn thận một chút. Mọi người gật đầu, lần này tuy rằng là chiến thắng, thế nhưng bọn họ cũng tận mắt nhìn thấy thực lực của những người trẻ tuổi trong những trung thiên thế giới khác. Đội ngũ của bọn họ ở trong những trung thiên thế giới của Thượng Thanh Đại Thiên thế giới này còn không phải là mạnh nhất. Nếu như hôm nay gặp phải một đội khác cường hãn hơn, sợ rằng kết quả đã đảo ngược lại rồi. Không ngờ trên người tiểu tử kia có linh khí áo nghĩa, ta không chuẩn bị từ sớm, nếu như chuẩn bị thì hắn đã trốn không thoát rồi. Thái A nói, linh khí áo nghĩa A, đáng tiếc. Một kiện linh khí áo nghĩa khiến cho đám người Hoàng Sa, Tử Viêm, Hoài Linh Ngọc, Bạch Lang, Quỷ Hoa có chút rung động. Tiết Mặc Kỳ nói, chúng ta có thể đánh chết 9 người cũng là bởi vì bất ngờ ra tay mà thôi. Nếu như bọn chúng có chuẩn bị mà nói, coi như chúng ta có chiến thắng cũng rất gian nan, đặc biệt là đánh chết 2 người có tu vi đại đạo cảnh cao giai. Nếu như bọn chúng một lòng muốn thoát thân mà nói, kết quả cũng không giống như hiện tại. Lần này phải đa tạ Lục sư huynh, cố ý dẫn cho bọn chúng ra tay, thừa cơ phản kích mới có thể thu được chiến quả như vậy. Tôn Tiểu Nhã nói với Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên đại biểu cho Vạn Thiên Liên Minh, Tôn gia cũng là người của Vạn Thiên Liên Minh. Lục Lâm Thiên ở trong Chấn Thế Tháp đoạt được vị trí quán quân,
Tôn Tiểu Nhã cũng sửa xưng hô gọi Lục Lâm Thiên là sư huynh. Đối với lời nói của Tôn Tiểu Nhã, tất cả mọi người đều âm thầm đồng ý, lần này gặp 10 người kia, tác dụng của Lục Lâm Thiên trong cuộc chiến này trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Mọi người bây giờ cũng là một đội, không cần phải đa tạ nhiều làm gì. Lục Lâm Thiên nhìn mọi người nói. Một người có tu vi mạnh nhất trong đối phương đào tẩu, tăng thêm trên người tiểu tử này còn có linh khí áo nghĩa, càng khó có thể đối phó. Người nọ tuyên bố sẽ không từ bỏ ý đồ với chúng ta, đối với chúng ta mà nói cũng là một phiền phức cực lớn. Bạch Lang gật đầu nói. Lúc này chúng ta ở chỗ sáng, hắn ở trong tối, một đầu mãnh hổ đang dương nanh múa vuốt không đáng sợ, chỉ sợ một đầu độc xà đang ẩn nấp trong bóng tối, chờ đợi thời cơ công kích mới chính là thứ đáng sợ nhất. Tiết Mặc Kỳ nói. Đến lúc này chúng ta cũng chỉ có thể cẩn thận đề phòng mà thôi, mọi người cố gắng không nên phân tán. Hiện tại chúng ta càng ngày sẽ càng gặp người của các trung thiên thế giới khác nhiều hơn, cơ hội sẽ càng lớn, nhất định phải cẩn thận gấp bội. Lục Lâm Thiên không nói gì, thanh niên đào tẩu lúc trước, nếu như toàn lực ra tay sớm một chút tự nhiên có thể lưu lại người này. Nhưng mà ở trong khu vực săn bắn này, nếu như bạo lộ toàn bộ thực lực của mình mà nói, tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt cả. Lần này đánh chết 9 người đối phương, đạt được 3 chiếc nhẫn chữ vật cùng với 9 khỏa phong thần thạch. Nhẫn chữ vật còn lại đều hóa thành mảnh vỡ theo những người bị đánh chết. Cuối cùng phân phối, vốn Tôn Tiểu Nhã không được phong thần thạch, bởi vì thực lực của Tôn Tiểu Nhã thấp nhất, lần này cũng ra tay ít nhất, chỉ là Lục Lâm Thiên lại phản đối, 10 người đã quyết định đoàn kết là một chỉnh thế, vậy thì không tính ai xuất lực ít nhất. Tôn Tiểu Nhã cũng đã xuất toàn lực, cho nên chỉ cần là người xuất lực trong đoàn đội, mặc kệ kết quả ra sao đều sẽ được phân phối bình quân theo đầu người. Cuối cùng 9 khối phong thần thạch này Lục Lâm Thiên không có lấy mà chia đều cho 9 người, nhưng mà trong 3 chiếc nhẫn chữ vật thì Lục Lâm Thiên lại lấy phần lớn đan dược cùng với những thứ bên trong. Đối với một khối phong thần thạch Lục Lâm Thiên cũng không quá quan tâm, dù sao thời gian 3 năm còn rất dài, mới chỉ có một khối phong thần thạch, cách 20 khối phong thần thạch còn xa. Hoàng hôn trôi qua, vầng trăng hình lưỡi liềm chậm rãi xuất hiện, trên vòng trời, những ngôi sao phát ra ánh sáng yếu ớt. Mọi người liên tục di chuyển trong đêm, ánh trăng bao phủ, xuyên qua từng tán lá tạo thành muôn hình vạn trạng. Phụt! Dưới màn đêm bao phủ, trong một hạp cốc bí mật, trong một đống đá có một thanh niên miệng phun ra một ngụm máu tươi, khuôn mặt âm hàn tái nhợt, sắc mặt thoạt nhìn càng thêm tái nhợt. Sư muội, ta nhất định sẽ báo thù cho muội. Thanh niên âm hàn lạnh lùng cắn răng nói, trong mắt hiện lên vẻ tàn nhãn. Ầm ầm ầm. 7 ngày sau, thanh âm trầm thấp vang lên trong sơn mạch. Một mảng lớn sơn mạch lập tức bị phá hủy, mặt đất run rẩy giống như địa chấn. Trong giây lát ngắn ngủi, tất cả dần dần trở nên yên tĩnh. Trên một đống đá vụn bừa bộn, khóe miệng Bạch Lang có vết máu nhàn nhạt, mở miệng nói. Không ngờ lực phòng ngự của người này lại mạnh như vậy, thiếu chút nữa bản thân mình gặp phiền phức rồi. 10 người toàn bộ đều bị giải quyết, cũng bớt phiền phức hơn không ít a. Thanh âm âm trầm của quỷ hoa vang lên, trong tay xuất hiện một khối phong thần thạch. 10 người trong trung thiên thế giới này chỉ có một đại đạo cảnh cao giai, 2 đại đạo cảnh trung giai, 4 đại đạo cảnh sơ giai, còn có 3 thông thiên cảnh cao giai. Thực lực so với những trung thiên thế giới khác xem như xếp cuối cùng, chúng ta chuẩn bị lâu như vậy, muốn giết được bọn họ cũng vô cùng dễ. Hoài Linh Ngọc mỉm cười nói. Y phục trên người Tiết Mặc Kỳ rung động, càng làm tôn lên dáng người nhỏ nhắn. Eo thon động lòng người của nàng. Đôi mắt đen nhánh nhìn chung quanh, sau đó nói. Người của các trung thiên thế giới đã nhiều lên, thu thập một phen, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Lục Lâm Thiên thu hồi một khối phong thần thạch, vừa rồi bọn hắn gặp 10 người của trung thiên thế giới khác, thực lực cũng lại bình thường, cho nên dễ đối phó hơn không ít, tăng thêm bọn hắn đã phát hiện ra 10 người đối phương trước, lại được chuẩn bị sẵn sàng từ trước, cho nên mới có thể thành công trực tiếp liệp sát đám người bọn họ. Nếu như trực tiếp ngạnh kháng mà nói, tuy rằng không sợ, thế nhưng tuyệt đối cũng không nhẹ nhàng như vậy. Sau khi mọi người thu thập một phen, lập tức rời khỏi mảnh sơn mạch bừa bộn này. Quần sơn liên miên, cánh rừng bao la bạt ngàn xanh ngắt, trên một đỉnh núi bừa bộn, có một người thanh niên mặc y phục màu trắng, bộ dáng chừng 28-29 tuổi, người này khẽ lau vết mát trên ngực của một thi thể bị xuyên thủng ngực, vẻ mặt có chút âm trầm. Lưu Vân sư huynh, đều giải quyết rồi. Những người trong trung thiên thế giới khác căn bản không chịu nổi một kích,
chúng ta muốn đi vào phong thần đài căn bản không phải là việc khó. Một thanh niên mặc hoa phục đi tới bên cạnh thanh niên mặc áo trắng, vẻ mặt cung kính nói. Chúng ta cứ ở gần đây chờ một chút, tính toán thời gian, người của linh ấn trung thiên thế giới cùng với hóa huyết trung thiên thế giới có lẽ cũng sắp tới. Đợi đến lúc gặp bọn chúng, đến lúc đó lại đi tìm lục lâm thiên kia, dù sao hắn cũng trốn không thoát. Thanh niên áo trắng đứng dậy, lạnh nhạt phất tay, trong lòng bàn tay có một cỗ hấp lực tuôn ra, trực tiếp thu hồi thi thể trên mặt đất vào trong một kiện linh khí, miệng nói. Thi thể đại đạo cảnh trung giai, giữ lại về sau luyện chế khôi lỗi cũng không tệ. Thanh niên mặc hoa phục có chút khó hiểu nói. Lưu Vân sư huynh, dùng thực lực của chúng ta muốn tiêu diệt lục lâm thiên gì đó bất quá chỉ là cái phất tay mà thôi. Nghe nói hắn ta chỉ là bán đạo cảnh, vì sao nhất định phải đợi người hóa huyết trung thiên thế giới và linh ấn trung thiên thế giới tới. Thanh niên mặc y phục màu trắng nhìn thanh niên mặc hoa phục nói. Ngươi cho rằng lục lâm thiên kia dễ bị diệt sát vậy sao? Trong thị hoang thế giới, đồn rằng hắn ta đã vô cùng bất phàm, bán đạo cảnh có thể đạp vào tầng thứ 13 chấn thế tháp, đồn rằng trên người hắn còn có linh khí áo nghĩa, người này tuyệt đối không phải là người lương thiện, phải lo trước mối họa mới được. Ngừng một lát, thanh niên áo trắng tiếp tục nói. Nếu như lúc trước cũng lo lắng Chu Toàn như vậy, ở trong thị hoang thế giới có lẽ Lưu Duẫn cùng với Dương Mộc Sư Huynh đều không phải chết. Linh thiên thương hội ta cũng không bị tổn thất không nhẹ như vậy. Siêu siêu. Ngay khi thanh niên áo trắng vừa mới nói xong, trên không trung bên cạnh bỗng nhiên truyền ra tiếng xé gió, trên không trung xa xa, có 20 đạo thân ảnh gấp rút nhanh chóng tiến tới. Siêu siêu. 8 thanh niên nam nữ chung quanh lập tức đi tới bên người thanh niên áo trắng, vẻ mặt hơi trầm xuống, khí tức sắc bén lạnh lẽo chấn động lan tràn ra. Không có ai không phải là người cường hãn, thực lực chỉnh thế có thể khiến cho người ta rung động. Chẳng lẽ có người dám liệp sát bọn họ sao? Muốn chết? Thanh niên mặc hoa phục nheo mắt, một cỗ khí tức rất là khủng bố chấn động rồi lan tràn ra. Không phải là địch nhân, là người của linh ấn thế giới và hóa huyền thế giới tới. Thanh niên mặc y phục màu trắng ngẩng đầu, trong tay xuất hiện một khối ngọc giản đang không ngừng lóe lên quang mang, có năng lượng nhàn nhạt chấn động, trên khuôn mặt tuấn tú kia hiện lên nụ cười nhạt, nói. Phi Dương, Bạo Phong. Các ngươi rốt cuộc cũng tới rồi sao? Dứt lời, 20 đạo thân ảnh lập tức đáp xuống đỉnh núi, đều là thanh niên nam nữ khí độ bất phàm, một cỗ khí tức hùng hồn chấn động, khiến cho cả không gian run lên. Hai thanh niên dẫn đầu, người bên trái lưng hùm vai gấu, đầu tròn tai to, mái tóc đỏ rực như lửa, thế nhưng lại vô cùng ngắn, xoăn tít, bao trùm cả cái đầu hắn, toàn thân có một cỗ khí tức nóng bỏng nhàn nhạt chấn động. Khiến cho một mảng lớn cánh rừng bao la trong sơn mạch chung quanh dần dần héo rũ, đủ để chứng minh thực lực người này cực mạnh, đã tới tình trạng khủng bố. Thanh niên bên phải, thân thể gầy gò, so với thanh niên tóc đỏ kia cao hơn, mái tóc màu nâu dựng thẳng trên đầu giống như cây chuối, cực kỳ kỳ lạ, nhưng ánh mắt lại thâm thúy đáng sợ, khiến cho người ta nhìn vào cũng cảm thấy cực kỳ giật mình. Phi Dương, Bạo Phong, đã lâu không gặp, không ngờ các ngươi cũng đột phá. Thanh niên áo trắng nhìn qua hai người kia rồi nói. Cũng chỉ có ngươi mới được đột phá sao? Thanh niên có mái tóc xoăn màu đỏ nói, ánh mắt đồng thời nhảy lên. Ánh mắt của thanh niên áo trắng lập tức đảo qua 9 người sau lưng mỗi người, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt, có chút vui vẻ nói. Xem ra người trẻ tuổi của linh ấn thế giới và hóa huyền thế giới những năm này cũng có thực lực không tệ nha. Linh ấn thế giới và hóa huyền thế giới từ trước tới nay chưa từng dưới hồng vân thế giới của ngươi. Thanh niên có mái tóc màu xám dựng ngược lên giống như cây chuối đảo qua 9 người sau lưng thanh niên mặc áo trắng, trong mắt chợt hiện lên vẻ chấn động. Bớt xàm ngôn đi, mau tìm đến người của trung thiên thế giới kia, sớm đánh chết lục lâm thiên đo. Thanh niên khôi ngô có mái tóc đỏ nói. Giải quyết sớm một chút, sau đó chúng ta liên thủ, muốn san bằng khu vực săn bắn này vô cùng dễ dàng. Ta chờ các ngươi, người của vô sắc thế giới có lẽ cũng không quá xa. Thanh niên áo trắng nói xong, trong mắt chợt lóe lên vẻ âm hàn. Trong một mảnh rừng rậm, cả phiến không gian lớn đã bị san bằng thành bình địa, kinh khí rung động quanh quẩn trên không trung, khiến cho rừng rậm bốn phía nổi nên sóng to gió lớn. 10 người lục lâm thiên đứng đó, trên người Kim Viên và Hoàng Sa đều có chút thương thế, khóe miệng Hoàng Sa có vết máu tràn ra, hẳn thương thế còn không nhẹ. Thương thế của chàng thế nào rồi? Nhanh dùng đan dược chữa thương đi,
lần sau không nên ngốc như vậy sẽ lấy mạng của chàng đó. Tôn Tiểu Nhã mói ra khăn tay lau sạch vết máu ở khóe miệng Hoàng Sa, lập tức nhét một khỏa đan dược vào trong miệng Hoàng Sa. Vừa rồi đối thủ của Tôn Tiểu Nhã là một thông thiên cảnh cao giai, nàng không thể một chiêu đánh chết đối thủ, cho nên dưới tình huống trọng thương đối phương lựa chọn tự bạo, Hoàng Sa bỏ đối thủ của mình, trong sát na bảo vệ Tôn Tiểu Nhã, mà bản thân nàng cũng bị chấn thương không nhẹ. Lại 10 người. Tử Viêm thu một khối phong thần thạch vào trong nhẫn chữ vật, đánh chết 10 người thu được 10 khối phong thần thạch, mỗi người đều có thể nhận được một khối phong thần thạch, từ lúc tới đây cho tới bây giờ hắn đã đạt được 3 khối phong thần thạch. Sau khi mọi người thu thập một phen, thân ảnh mới rời khỏi chiến trường. Vào đêm, màn đêm bao phủ trời xanh, ánh mặt trăng giống như nước chảy, lẳng lặng chảy xuống dải sơn mạch xanh biếc, xuyên qua những tán lá trong rừng rậm. Trên một tảng đá lớn trong một mảnh rừng rậm, 10 người khoanh chân ngồi xuống, ánh trăng bao phủ. Chúng ta đã giao thủ 3 lượt, dựa theo ước định, chọn ra một đội trưởng A. Bạch Lang khoanh chân nói với mọi người, đôi mắt giống như sói hoang, ở trong đêm tối giống như hai đạo quang mang màu đỏ nho nhỏ. Từ lúc tới đây cho tới nay, có lẽ trong lòng mọi người cũng đã hiểu rõ về nhau, cho dù thực lực là lực lãnh đạo, ta thấy Lục Lâm Thiên là mạnh nhất. Không có hắn 3 lượt giao thủ vừa rồi chúng ta quy nick G không thuận lợi như vậy. Thanh âm âm trầm của quỷ hoa vang lên, thanh âm trong đêm tối khiến cho người ta cảm thấy vô cùng khủng bố. Ta cũng đồng ý, đội trưởng không phải là Lục sư huynh thì không ai có thể. Tôn Tiểu Nhã nói. Đồng ý. Hoài Linh Ngọc giơ tay đồng ý nói. Mấy lần chúng ta đều thấy được, trước đội trưởng này không phải Lục sư huynh thì không ai có thể làm được. Không ít người nhìn về phía Hoài Linh Ngọc, vốn trong lòng mọi người đều có chút bận tâm về Hoài Linh Ngọc sẽ bất hòa với Lục Lâm Thiên, thế nhưng mà trong khoảng thời gian này từ biểu hiện của Hoài Linh Ngọc, dần dần mọi người cũng nghĩ khác. Mọi người nghĩ thầm, sợ rằng Hoài Linh Ngọc cũng đã suy nghĩ cẩn thận, đến khu vực săn bắn hắn càng không có cách nào làm gì được Lục Lâm Thiên, thực lực của hắn cũng không bằng Lục Lâm Thiên, tăng thêm hai người Thái A và Kim Viên, sợ rằng nếu như hắn có dị tâm, kết cục sẽ vô cùng thê thảm. Trong đoạn thời gian ở cung gần đây, mọi người cũng biết một ít về cách hành xử và thủ đoạn của Lục Lâm Thiên, ra tay tuyệt đối gọn gàng, không phải là người không quyết đoán, một khi Hoài Linh Ngọc có dị tâm, sợ rằng Lục Lâm Thiên tuyệt đối sẽ không buông tha cho hắn. Tiết Mặc Kỳ và mọi người đều đề cử Lục Lâm Thiên, Thái A và Kim Viên thì không cần phải nói. Được chư vị ưu ái như vậy, từ chối thì bất kính. Thế nhưng ta nói trước, mọi người đã đề cử ta làm đội trưởng. Ta sẽ phụ trách với chư vị, nhưng mà nếu như có người không coi ta ra gì, trái lệnh của ta, một khi xảy ra chuyện thì cũng không có quan hệ với ta. Lục Lâm Thiên nghiêm túc nói với mọi người, cũng không có ý từ chối, Lục Lâm Thiên cũng không quen nghe người khác ra lệnh. Kỳ thật cũng không phải Lục Lâm Thiên muốn ở cùng với mọi người một chỗ, từ trước tới nay Lục Lâm Thiên đã có thói quen một mình hành tẩu, làm việc cũng thuận tiện hơi. Thế nhưng tất cả mọi người lại từ vô sắc trung thiên thế giới đi ra. Hoàng gia, Tử Diễm Huyền Xà nhất tộc, Tiết gia đối với hắn cũng không tệ lắm. Huống chi mọi người tụ tập cùng một chỗ cũng không phải là chuyện hoàn toàn không có lợi, bởi vậy lúc này Lục Lâm Thiên mới đồng ý. Hoài Linh Ngọc gật đầu nói. Đó là đương nhiên, chúng ta đã là một đoàn thể, đã cùng lựa chọn ra đội trưởng, tự nhiên phải phục tùng. Dứt lời, trong mắt Hoài Linh Ngọc hiện lên một tia chấn động mà mọi người chung quanh không thể phát hiện ra. Lục Lâm Thiên trở thành đội trưởng, cuối cùng dưới sự đề nghị của Lục Lâm Thiên, mọi người đề cử Tiết Mặc Kỳ trở thành đội phó, nếu như khi đội trưởng không có mặt, thì ít nhất đoàn thể cũng không giống như rắn mất đầu. Siêu siêu. Sáng sớm hôm sau, từng ngụm chọc khí từ trong miệng 10 người được thở ra, đánh văng gợn sóng không gian trước người. 10 cỗ khí tức chấn động, sau khi 10 người điều tức, hồi phục một phen lập tức tiếp tục xuất phát. Siêu. Vào lúc này, giữa không trung đột nhiên nổi lên chấn động, một đạo thân ảnh phá không đánh xa, thân ảnh này giống như mũi tên hung hăng bắn về phía quỷ hoa. Đạo thân ảnh này đánh xuống, lập tức có một đạo chảo ấn màu trắng giống như thú chảo lướt ra, một cỗ uy áp mênh mông hàng lâm, mang theo uy năng bàng bạc sắc bén, ngay cả gợn sóng trong không gian cũng mạnh mẽ bị xé rách. Siêu! Khe nứt hình cung chung quanh chảo ấn màu trắng lập tức bắn ra, khí tức ngập trời khiến cho không gian cứng lại. Lập tức bao phủ quỷ hoa. Linh khí áo nghĩa. Dưới cỗ uy áp mênh mông này, mái tóc màu trắng của quỷ hoa run lên, lúc này có phản Vince cũng đã muộn.
Dưới uy áp của linh khí áo nghĩa khiến cho hắn bị ảnh hưởng không ít, đối phương giống như độc xà chờ phát động, vừa mới ra tay đã chứng minh đối phương đã có chuẩn bị từ trước. Đợi ngươi lâu rồi, rốt cuộc ngươi cũng ra tay sao? Đột nhiên có một tiếng quát lạnh lẽo tràn ngập hàn ý vang lên, trong sát na này thân ảnh Lục Lâm Thiên lập tức xuất hiện sau lưng quỷ oa, phất tay đánh ra một đạo quyền ấn mang theo một cỗ uy áp linh hồn cực lớn lan tràn. Bốn phía quyền ấn xuất hiện vết nứt không gian đen kịt, lập tức va chạm với đạo chảo ấn màu trắng kia. Oanh! Quyền chảo va chạm vào nhau, trong sát na không gian đang vặn vẹo chung quanh trực tiếp bị nghiền nát, vết nứt không gian đen kịt đột nhiên lan tràn, kình khí khủng bố hóa thành hình tròn khuếch tán ra chung quanh. Xoạt xoạt! Đạo quyền ấn của Lục Lâm Thiên lập tức bị chảo ấn màu trắng xé rách, thân thể hắn cũng lảo đảo lui lại. Siêu! Chỉ là ngay khi quyền ấn của Lục Lâm Thiên bị xé nát, đột nhiên bên trong quyền ấn có một đạo tàn ảnh quyền ấn bắn ra. Tàn ảnh mang theo một cỗ linh hồn lực mênh mông khiến cho linh hồn người ta rung động, trong nháy mắt hung hăng vỗ vào bên trên chảo ấn màu trắng. Người cũng là tu luyện giả áo nghĩa linh hồn. Chảo ấn màu trắng run lên, lập tức đạo thân ảnh đánh ra đạo chảo ấn màu trắng kia cũng run lên, lảo đảo từ trong hư không bước ra. Lập tức phất tay tiếp tục xé rách không gian. Một kích không trúng, thân ảnh hắn trực tiếp lui lại chạy trốn, một đạo thanh âm từ bên trong vết nứt không gian đang xác nhập truyền ra. Các ngươi chờ đó, sớm muộn gì cũng có một ngày các ngươi sẽ rơi vào trong tay ta. Người này tới nhanh, rút còn nhanh hơn, một chiêu không trúng lập tức lựa chọn rút lui, gọn gàng, tuyệt đối không dây dưa. Là hắn, là người đào tẩu lần trước, dựa vào linh khí áo nghĩa, thực lực có thể chống lại niết bàn cảnh sơ giai 1-2. Hoàng Sa trầm giọng nói, thân ảnh vẫn đang thủ hộ trước người Tôn Tiểu Nhã. Thực lực quả thực rất mạnh. Lục Lâm Thiên ổn định thân thể, thân ảnh đáp xuống bên cạnh mọi người, hai hàng lông mày nhíu lại, đối phương biết rõ hắn hiểu áo nghĩa không gian, cũng sợ bị mọi người vây công, cho nên một kích không trúng lập tức bỏ chạy, dựa vào linh khí áo nghĩa, nếu tiếp tục như vậy quả thực Lục Lâm Thiên không có cách nào làm gì được người này. Người này luôn luôn ẩn nấp ở phía sau chúng ta. Dường như còn có thủ đoạn ẩn nấp, chúng ta cũng không thể lúc nào cũng đề phòng hắn, về sau chỉ có thể cẩn thận gấp bội. Tiết Mặc Kỳ nói với mọi người. Đa tạ đội trưởng. Quỷ Oa nói ôm quyền nói với Lục Lâm Thiên, vừa rồi ngay cả hắn cũng không khỏi đổ mồ hôi lạnh, coi như là vừa rồi hắn toàn lực phản kháng, tuy rằng không đến mức mất mạng, thế nhưng tuyệt đối phải trả một cái giá thảm trọng. Đối phương có tu vi đại đạo cảnh cao giai đỉnh phong, bản thân vốn đã cường hãn hơn hắn không ít. Tăng thêm linh khí áo nghĩa, lại đánh lén, hắn càng bị áp chế. Chúng ta là một đội, không cần nói lời dư thừa. Lục Lâm Thiên nói với Quỷ Oa xong, lập tức nói. Cẩn thận đề phòng người nọ, chúng ta tiếp tục xuất phát. Tiếp tục xuất phát, cẩn thận đề phòng. Hoài Linh Ngọc phụ lời, hai hàng lông mày âm thầm nhíu lại, tay nắm một khối ngọc giản, quang mang nhàn nhạt lưu chuyển, lập tức được hắn thu vào trong ống tay áo. 10 người tiếp tục đi về phía trước, trên đường đi mọi người cẩn thận từng ly từng tí một, tùy thời đều dùng tâm thần dò xét chung quanh, chỉ cần gió thổi cỏ lay cũng khó tránh khỏi tâm thần của bọn họ. Trừ phi thực lực đối phương mạnh hơn 10 người, hoặc là có thủ đoạn ẩn nấp đặc thù, nếu không cũng khó có thể tránh thoát khỏi sự dò xét của 10 người. Trên đường đi cũng không nhìn thấy quá nhiều người của các trung thiên thế giới khác, tuy rằng có 1 vạn người trong khu vực săn bắn, thế nhưng không gian trong này cũng vô cùng lớn. So với bất luận một thế giới nào còn lớn hơn, cũng không thấy được tận cùng. Không tới gần phong thần đài, muốn thấy mặt nhau nhiều, cơ hội cũng không phải quá lớn. 10 người cẩn thận từng ly từng tí một dò xét chung quanh, trên đường đi cũng không có phát hiện gì ngoài ý muốn, chỉ là lại phát hiện ra không ít linh dược luyện chế đan dược bàn phẩm, thậm chí là cổ phẩm, chuyện này khiến cho trong lòng mọi người có chút mừng rỡ. 2 ngày lập tức trôi qua, trừ việc 10 người đạt được không ít linh dược ra. 2 ngày này cũng không phát hiện ra thứ gì, người đánh lén kia lại một lần nữa biến mất, không còn tung tích. 2 ngày sau, trong quần sơn liên miên, một hạp cốc to lớn xuất hiện trong mắt mọi người. Hạp cốc bao la, hai bên sơn cốc cao vê upsilon t trong mây, vô số ngọn núi chọc liên miên, ở trong không gian này cực kỳ hùng vĩ, chung quanh đều là một mảnh xanh ngắt, chỉ có cái hạp cốc này là chọc lốc. Trên không trung hạp cốc có sương mù nhàn nhạt lơ lửng. Sương mù này không phải là vật hình thành tự nhiên mà hoàn toàn là do năng lượng thiên địa nồng đậm hội tụ thành. 10 người tiến vào hạp gốc, ánh mắt Hoài Linh Ngọc lại lần nữa chấn động. Một lát sau,
Lục Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn về phía một ngọn núi trước hạp gốc, tâm thần dò xét không gian chung quanh, linh hồn lực nhạy cảm dò xét một lượt, chung quy hắn vẫn cảm thấy nơi này không quá bình thường. Siêu siêu. Lúc này, trên ba ngọn núi phía trước, bên trái, bên phải, không gian đột nhiên chấn động, bên trong đều có 10 đạo thân ảnh phá không mà ra, vừa rồi có lẽ đám người này đều ẩn nấp bên trong những ngọn núi này. 30 người, ba trung thiên thế giới. Ánh mắt Lục Lâm Thiên bỗng nhiên nhảy lên, ánh mắt cũng có chút ngoài ý muốn. Siêu. Vào giờ phút này, đột nhiên có chấn động đằng sau Lục Lâm Thiên truyền ra, Lục Lâm Thiên lập tức biến sắc. Phanh. Trong sát na, thanh âm trầm thấp vang lên, trong nháy mắt Hoài Linh Ngọc đánh ra một kích toàn lực, hung hăng đánh một đạo quyền ấn vào gáy Thái A. Linh hồn lực minh mông cuồn cuộn bên trong quyền ấn đánh xuống, không gian chung quanh Thái A trực tiếp bị mạnh mẽ chấn vỡ. Khi Lục Lâm Thiên quay đầu lại đã nhìn thấy Thái A phun ra một ngụm máu tươi. Trong mắt tất cả mọi người hiện lên vẻ sợ hãi, ai cũng thật không ngờ trong lúc này, khi bị mấy chục người của ba trung thiên thế giới khác vây công Hoài Linh Ngọc lại ra tay với Thái A. Phụt! Máu tươi trong miệng Thái A phun ra, sắc mặt lập tức trắng bệch, hai mắt nhắm lại. Thái A! Lục Lâm Thiên lập tức đi tới bên người Thái A, nhanh chóng kiểm tra thương thế, Thái A đã bị trọng thương chí mạng. Linh hồn cũng bị ảnh hưởng cực lớn. Ha 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 ha. Tiếng cười to của Hoài Linh Ngọc truyền ra, sau khi toàn lực đánh một quyền vào sau gáy Thái A, thân thể đã nhanh chóng lùi lại phía sau. Hoài Linh Ngọc, ngươi có biết ngươi đang làm gì không? Hoàng Sa lớn tiếng nói, toàn thân có một cỗ khí tức minh mông lan tràn ra, hai mắt hung hăng nhìn về phía Hoài Linh Ngọc. Hoài Linh Ngọc, ngươi quá phận rồi. Trường bào màu đỏ của Tử Viêm run lên. Một cỗ hỏa diễm giống như thực chất xuất hiện, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Hoài Linh Ngọc, hôm nay ngươi phải cho chúng ta một cái công đạo. Tiết Mặc Kỳ, Quỷ Hoa, Bạch Lang cùng với những người còn lại hung hăng nhìn về phía Hoài Linh Ngọc. Ha ha! Hoài Linh Ngọc cười không ngớt, khuôn mặt ôn hòa lúc này nở nụ cười vui vẻ, đột nhiên tiếng cười to ngừng lại, mắt nhìn đám người Tiết Mặc Kỳ, Tử Viêm, Hoàng Sa, Bạch Lang, Quỷ Hoa, Tôn Tiểu Nhã nói. Ta ẩn nhẫn lâu như vậy, rốt cuộc cũng có ngày hôm nay. Thù giết đệ đệ ta há có thể không báo, Mặc Kỳ, Hoàng Sa, Tử Viêm, Bạch Lang, Quỷ Hoa, việc này không có quan hệ với các ngươi, Lục Lâm Thiên ngày hôm nay nhất định phải chết, nếu như các ngươi lui ra còn có thể bảo toàn tính mạng. Con mẹ nó, lão tử không khách khí với ngươi. Kim Viên hét lớn một tiếng, một cỗ khí tức bàng bạc bắt đầu lan tràn, định đánh về phía Hoài Linh Ngọc. Ngươi không có cách nào làm gì được hắn đâu. Lục Lâm Thiên ngăn Kim Viên lại, lưu quang màu tím lóe lên trong lòng bàn tay, thu Thái A vào trong Tử Lôi Huyền Đỉnh, lập tức nhìn Hoài Linh Ngọc trên không trung, khuôn mặt dần dần âm trầm, khóe miệng nở nụ cười lạnh lẽo, trầm giọng nói. Hoài Linh Ngọc, ngươi nhất định sẽ chết, Hoài gia của ngươi cũng phải trả giá thật nhiều. Hoài Linh Ngọc nhìn ánh mắt lạnh lẽo của Lục Lâm Thiên, dưới ánh mắt âm trầm kia, không biết tại sao trong lòng hắn cảm thấy lạnh lẽo, rung động vô cùng. Cố nén sự rung động trong lòng, nhìn Lục Lâm Thiên, Hoài Linh Ngọc trầm giọng nói. Lục Lâm Thiên ngươi là thứ gì? Ngày hôm nay ngươi nhất định sẽ chết, dám đấu với Hoài gia ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Hóa ra tiểu tử này chính là Lục Lâm Thiên, chỉ có như vậy thôi sao? Dứt lời, trên ngọn núi phía trước có một nam tử mặc y phục màu trắng đạp không đi ra. Sau lưng còn có 9 người, sát khí lan tràn. Giải quyết sớm một chút đi. Thoạt nhìn cũng chỉ có như vậy mà thôi, diệt sớm một chút cũng tốt. Siêu siêu. Thanh niên tóc đỏ bên trái và thanh niên áo xám bên phải cũng đạp không đi ra, đám người phía sau theo sát. Oanh. Cả không gian đột nhiên run lên, một cỗ khí tức sắc bén hội tụ, 30 người tạo thành vòng vây, đem đám người Lục Lâm Thiên vây quanh vào bên trong. Từng đạo khí tức tập trung vào đám người Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn lên không trung, 30 đạo thân ảnh, mỗi một người đều có tu vi đại đạo cảnh. Cuối cùng Lục Lâm Thiên nhìn về phía ba thanh niên dẫn đầu, một người mặc y phục màu trắng, một người có mái tóc xoăn màu đỏ, một người có mái tóc xám dựng đứng giống như cây chổi. Dựa vào linh hồn lực cường hãn dò xét, Lục Lâm Thiên không khó nhận ra, khí tức của ba người này là hùng hậu nhất, thực lực của ba người tuyệt đối đã tới tình trạng khủng bố. Ba niết bàn cảnh sao? Sắc mặt Lục Lâm Thiên lập tức ngưng trọng, từ khí tức ẩn giấu trên người ba thanh niên này xem ra, khí tức của ba người này thậm chí còn không kém hỏa quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ là bao,
sợ rằng ba người này đều tới Niết Bàn Cảnh, là ba Niết Bàn Cảnh a. Khặc khặc, Lục Lâm Thiên, ngươi có biết rõ bọn họ là ai không? Ta nể mặt ngươi sắp chết, ta sẽ giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là Lưu Vân sư huynh của Hồng Vân thế giới, Phi Dương sư huynh của Linh Ấn thế giới, còn có Bạo Phong sư huynh của Hóa Huyền thế giới. Ngừng một cái, Hoài Linh Ngọc nhìn Lục Lâm Thiên, cười lạnh không ngớt, nói. Bọn họ cũng là người của Linh Thiên Thương Hội, Tụ Phẩm Lâu, Phong Linh Thương Hội, sau khi đi ra Trấn Thế Tháp, ta đã liên hệ với bọn họ. Trên người lại mang ngọc giản cảm ứng linh hồn, bọn họ muốn tìm được chúng ta rất dễ dàng. Dứt lời, Hoài Linh Ngọc móc ra một khối ngọc giản đang có lưu quang chấn động rồi khẽ lắc, tất cả chuyện này hắn đã sớm sắp xếp từ trước, vì ngày hôm nay mà hắn luôn ẩn nhẫn. Đều đến đông đủ rồi sao? Ánh mắt Lục Lâm Thiên đảo qua ba người gọi là Lưu Vân, Phi Dương, Bạo Phong. Tử Viêm trừng mắt nhìn Hoài Linh Ngọc, trầm giọng nói. Hoài Linh Ngọc, ngươi quá vô sỉ. Tử Viêm, nếu như ngươi muốn sống thì nên khách khí với ta một chút. Nếu không đừng trách ta cũng không khách khí với ngươi. Hoài Linh Ngọc lạnh lẽo nhìn Tử Viêm, lập tức nhìn qua Tiết Mặc Kỳ nói. Mặc Kỳ, việc này không liên quan tới ngươi, ta chỉ muốn tiêu diệt Lục Lâm Thiên mà thôi. Người lui sang một bên đi. Tiết Mặc Kỳ ngẩng đầu, đôi mắt xinh đẹp có chút ngưng trọng nhìn qua Hoài Linh Ngọc, nàng cũng biết rõ mấy người vừa mới tới này thực lực mạnh mẽ ra sao, đặc biệt là ba người dẫn đầu, thực lực vô cùng khủng bố. Hoài sư đệ, không cần nói nhảm với bọn chúng, kẻ không có mắt cứ trực tiếp diệt là được rồi. Thanh niên áo trắng gọi là Lưu Vân nhìn Hoài Linh Ngọc, lại nhìn xuống phía dưới, nở nụ cười châm chọc nói. Người không liên quan có thể bỏ đi. Ta có thể nể mặt Ngọc sư đệ tha cho các ngươi một mạng. Hoàng Sa, Bạch Lang, Quỷ Hoa, Tôn Tiểu Nhã, Tử Viêm nhìn lên không trung, ánh mắt đều ngưng trọng, thực lực của những người vừa mới tới này và nhân số bọn họ đều hiểu rõ, tăng thêm Thái A bị Hoài Linh Ngọc đánh trọng thương sống chết không rõ, thực lực của bọn họ giảm xuống nhiều. Nếu như động thủ, hậu quả như thế nào ít nhiều mọi người cũng biết rõ. Tiết Mặc Kỳ, Bạch Lang, Hoàng Sa, Tử Viêm lập tức nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Chư vị, việc này không có liên quan tới chư vị, các người đi đi. Lục Lâm Thiên nhìn mọi người, trên khuôn mặt lạnh lẽo, ánh mắt âm trầm khiến cho nhiệt độ chung quanh dường như cũng hạ xuống. Việc này không có liên quan tới những người này, nhìn 30 người trước mắt, có thêm mấy người này cũng không có tác dụng gì quá lớn, thậm chí còn trở thành vướng bận, bởi vậy Lục Lâm Thiên cũng không muốn chúng nhân tham gia, chỉ có hắn và Kim Viên thì thuận tiện hơn không ít. Lục Lâm Thiên nhìn không trung, lại nhìn Hoài Linh Ngọc, Thái A không rõ sống chết, trong lòng Lục Lâm Thiên nặng nề, hắn biết rõ hiện tại hắn muốn cái gì, hiện tại hắn muốn giết người, hung hăng giết người. Nghe Lục Lâm Thiên nói vậy, đám người Tử Viêm, Tiết Mặc Kỳ, Hoàng Sa, Tôn Tiểu Nhã, Quỷ Hoa, Bạch Lang nhìn nhau. Đội trưởng, chúng ta là một đoàn thể, một tiểu đội, không phải chỉ liều chết chiến một trận hay sao? Có thể đi tới bước này ta. Những cảnh như thế này ta thấy nhiều rồi. Hiện tại ta vẫn còn sống khỏe cho nên ta không đi. Bạch Lang luôn ít nói ngẩng đầu, nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt giống như sói hoang chớp động, hắn là người đầu tiên lựa chọn lui lại. Chúng ta là một đoàn thể, ta cũng không đi. Ánh mắt Tiết Mặc Kỳ chớp động, cười nhạt một tiếng, khí tức áo nghĩa đại phục nguyên lấy bản thân làm trung tâm đột nhiên lan tràn ra chung quanh. Quỷ Hoa Nhi Penel Lâm Thiên, khẽ cười khổ, tự giễu. Thanh âm âm trầm vang vọng. Ta rất muốn đi, cũng không muốn chết, bất quá ta đã đồng ý gia nhập tiểu đội, đội trưởng như ngươi cũng là do ta chọn ra, ngươi còn cứu ta, cho nên ta cũng không đi. Nếu như cùng chết thật, trên đường xuống hoàng tuyền chúng ta còn có thể làm bạn. Các ngươi không sợ chết, chẳng lẽ ta lại sợ sao? Người tử diễm huyền xà nhất tộc ta không có kẻ nào sợ chết. Tử Viêm nhìn mọi người, một cỗ nguyên lực nóng bỏng mênh mông quanh thân đột nhiên phun trào. Hỏa diễm giống như thực chất trên người không ngừng trào ra. Ta cũng không đi, hươu chết về tay ai cũng không biết, liều rồi nói sau. Hoàng Sa kéo tay Tôn Tiểu Nhã nói. Huống chi hai người chúng ta có thể chết cùng một chỗ cũng không tệ. Không ngờ các ngươi quả thực đủ nghĩa khí, Kim Viên ta đã bắt đầu thấy thích các ngươi rồi. Kim Viên nhìn chúng nhân nói, trong mắt không có quá nhiều lo lắng. Đối với Kim Viên mà nói, thực lực của Lục Lâm Thiên mạnh bao nhiêu hắn là người rõ ràng nhất, cho dù thực lực của đối phương có mạnh hơn, muốn thoát thân cũng không phải là vấn đề quá lớn.
Ánh mắt lạnh lẽo của Lục Lâm Thiên lúc này nhìn qua mọi người có chút chấn động, hắn không ngờ lúc này 6 người này còn có thể lựa chọn đứng chung một chỗ với hắn. Thật sự rất cảm động a, đã lâu rồi ta chưa từng gặp qua một màn cảm động như vậy, cũng không biết khi thần hồn câu diệt, sẽ có bao nhiêu người hối hận a. Lưu Vân vừa mới nói xong, ánh mắt châm chọc thu liếm, hàn ý lạnh lẽo thấu xương từ trong mắt bắn ra, hắn lạnh nhạt nói. Muốn cùng chết vậy thì chết hết đi, chuẩn bị động thủ. Giết! Sau lưng Lưu Vân, 9 người lạnh lùng quát một tiếng, một cỗ sát khí lạnh lẽo sắc bén mang theo khí tức hùng hồn khiến cho cả không trung lập tức phong vân biến sắc. Tất cả các ngươi cẩn thận! Lục Lâm Thiên nhìn đám người Tiết Mặc Kỳ sau lưng, cuối cùng nhìn về phía Hoài Linh Ngọc, trong đôi mắt âm lãnh có sát ý bắn ra, nói. Hoài Linh Ngọc, ngươi cho rằng ngươi tìm dám người này tới là có thể giết được ta sao? Ngươi nhất định sẽ phải chịu hậu quả cho những việc ngươi đã làm. Dưới cỗ sát ý của Lục Lâm Thiên, trong lòng Hoài Linh Ngọc lần nữa lạnh lẽo, cắn răng nói. Lục Lâm Thiên, ngươi còn hung hăng càn quấy, hôm nay ngươi nhất định chết chắc. Ta nhất định sẽ không chết, nhưng mà tuyệt đối ngươi sẽ chết chắc. Ánh mắt Lục Lâm Thiên đảo qua 30 đạo thân ảnh chung quanh, tiếng gầm lan truyền ra chung quanh. Tất cả mọi người nghe rõ cho ta, ai dám động thủ giết không tha. Giờ phút này sát khí khuếch tán, sát khí ngập trời, cả không trung hạp cốc run rẩy. Sát khí thật nồng đậm. Dưới sát khí mênh mông cuồn cuộn, sắc mặt đám người phía trên không trung lập tức biến hóa. Thật đủ hung hăng càn quấy, ta cũng muốn nhìn xem ngươi có tư cách gì mà hung hăng càn quấy a. Bạo Phong không thèm nhìn Lục Lâm Thiên mà khẽ phất tay một cái, một cỗ chấn động lan tràn ra trong không gian, lập tức bao phủ không gian chung quanh Lục Lâm Thiên. Ầm ầm. Trong nháy mắt này, cả không gian có một cỗ khí tức mênh mông từ trên người Bạo Phong phát ra, khí tức khủng bố này khiến cho cả không gian lung lay sắp đổ, vách đá chung quanh hạp cốc đột nhiên rã nứt, ngay cả người có tu vi đại đạo cảnh lúc này cũng bị uy áp cực lớn, linh hồn phát run, nguyên lực cứng lại, tim đập rộn lên. Cường giả niết bàn cảnh sao? Đám người Quỷ Hoa, Bạch Lang, Hoàng Sa ngẩng đầu, trong mắt hiện lên vẻ ngưng trọng. Siêu! Trong giây lát, thân ảnh Bạo Phong bắn ra, trực tiếp đánh ra một đạo chảo ấn mang theo không gian vặn vẹo về phía Lục Lâm Thiên. Dưới mấy chục ánh mắt, chảo ấn dùng tốc độ nhanh như thiểm điện cùng với không gian vặn vẹo đánh tới đỉnh đầu Lục Lâm Thiên, kinh khí mênh mông giống như gợn sóng khuếch tán ra trên không trung. Niết bàn cảnh thì thế nào? Ngươi còn chưa đủ tư cách. Lục Lâm Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mi tâm có một đạo kim quang màu tím bắn ra, hóa thành một đạo tàn ảnh mơ hồ lao về phía trước. Một cỗ sát khí ngập trời cùng với năng lượng linh hồn huyết sát, âm hàn trong chốc lát lan tràn ra, hung hăng đỡ upsilon.ng vào trên đạo chảo ấn kia. Phanh! Va chạm như vậy, cả không gian kịch liệt run lên, sát khí ngập trời cùng với năng lượng linh hồn huyết sát, âm hàn khuếch tán ra không trung khiến cho linh hồn người ta run rẩy không ngớt, người thực lực thấp một chút cả khuôn mặt đã đỏ bừng. Xoạt xoạt! Trong kinh khí khủng bố, thân ảnh Bạo Phong trực tiếp bị đẩy lùi. Sắc mặt lập tức trắng bệch đi một chút, trên không trung, đạo quang mang màu tím kia thu liễm lại, một đạo thân ảnh chỉ lảo đảo lui về phía sau 2 bước. Đột nhiên xảy ra biến cố như vậy, sát khí và năng lượng linh hồn huyết sát, âm hàn tràn ngập không trung khiến cho đám người Lưu Vân, Phi Dương và những người khác nhíu mày, lập tức nhìn về phía trước. Linh hồn phân thân thật mạnh. Linh hồn phân thân niết bàn cảnh, tại sao lại còn mạnh hơn bản thể? Chẳng lẽ dung hợp linh vật trời sinh sao? Mắt thấy đạo thân ảnh giống Lục Lâm Thiên như đúc, từng ánh mắt kinh ngạc không thôi. Đội trưởng còn có con át chủ bài như vậy, chẳng biết hưu chết về tay ai, quả thực có được lực lượng liều mạng a. Sắc mặt đám người Bạch Lang, Quỷ Hoa, Tử Viêm, Hoàng Sa, Tôn Tiểu Nhã lập tức vui mừng. Trái lại khuôn mặt Hoài Linh Ngọc lại run rẩy, bắt đầu có chút khó coi. Đột nhiên xảy ra biến hóa như vậy khiến cho tất cả mọi người kinh ngạc. Nhìn qua Bạo Phong bị đẩy lui cùng với đạo thân ảnh tràn ngập sát khí, dưới cỗ sát khí và linh hồn lực âm hàn, huyết sát này trong lòng tất cả mọi người sinh ra hàn ý, linh hồn đột nhiên run động. Ai cũng thật không ngờ, Lục Lâm Thiên này lại có thủ đoạn mạnh mẽ như vậy. Linh hồn phân thân niết bàn cảnh, tương đương với người có tu vi niết bàn cảnh a. Khuôn mặt 3 người Lưu Vân và Phi Dương, Bạo Phong âm thầm co rúm lại, đối với 3 người bọn họ mà nói. Tất cả những thông tin về Lục Lâm Thiên mà bọn họ biết được cũng chỉ là tin đồn mà thôi. Đã phần cũng chỉ đến từ thị hoang thế giới,
còn có tin tức người có tu vi đại đạo cảnh cao giai bị Lục Lâm Thiên đánh chết, đi tới tầng thứ 13 Chấn Thế Tháp. Tuy rằng nghe nói Lục Lâm Thiên này rất cường hãn, thế nhưng Lưu Vân và những người còn lại cũng không quá để vào trong mắt, bởi vì một ít người trong bọn họ có thể làm được, thậm chí bọn họ còn nghe nói Lục Lâm Thiên này đánh chết hỏa quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ. Chỉ là nghe nói Lục Lâm Thiên này chỉ có tu vi bán đạo cảnh, cả đám không khỏi hoài nghi, Lục Lâm Thiên này có thể làm được như vậy sợ rằng là dựa vào ngoại lực, ở trong khu vực săn bắn không thể dùng ngoại lực a. Mà bây giờ linh hồn phân thân của Lục Lâm Thiên này xuất hiện khiến cho bọn họ không còn phải nghi hoặc nữa, bởi vì hóa ra Lục Lâm Thiên có linh hồn phân thân này cho nên mới làm được như vậy. Tiết Mặc Kỳ nhìn linh hồn phân thân của Lục Lâm Thiên đang ở trên không trung, đôi mắt xinh đẹp kinh ngạc không thôi. Thế nhưng nàng cũng không có kinh ngạc quá nhiều, nàng luôn chú ý tới, trong lúc bị 30 người này vây quanh, ánh mắt Lục Lâm Thiên chưa từng có một chút sợ hãi nào. Hóa ra bản thân có chỗ dựa vào, khó trách ban đầu ở trước Chấn Thế Tháp có gan dám khiêu chiến với Kỳ Phong Thương Hội, cũng dám ở trong Chấn Thế Tháp đánh chết Hoài Linh Hổ. Còn tưởng rằng là Niết Bàn Cảnh A, chỉ là bán Niết Bàn thôi, căn bản còn chưa phải là Niết Bàn Cảnh chân chính. Đại hồn anh của Lục Lâm Thiên đạp không mà đứng, nhìn Bạo Phong bị đẩy lui, trên người này có khí tức Niết Bàn Cảnh, chỉ là cỗ khí tức này đại đạo cảnh không thể so sánh, thế nhưng cũng không phải là Niết Bàn Cảnh chân chính. Có thể nói, thanh niên gọi là Bạo Phong này chỉ là bán Niết Bàn giống như bán đạo chi cảnh mà thôi, tuy rằng thực lực mạnh hơn đại đạo cảnh rất nhiều, đại đạo cảnh không thể so sánh được, thế nhưng tuyệt đối không có cách nào chính thức đánh đồng với Niết Bàn Cảnh. Linh hồn phân thân Niết Bàn Cảnh, làm sao có thể? Một chiêu Bạo Phong bị đẩy lui, ngẩng đầu nhìn về phía đại hồn anh, ánh mắt khinh thường vừa rồi bắt đầu trở nên kinh hãi. Quả nhiên có chút bổn sự. Ánh mắt Lưu Vân trầm xuống, nhìn qua linh hồn phân thân của Lục Lâm Thiên một hồi, lập tức nói với Phi Dương bên cạnh. Phi Dương, người đối phó với linh hồn phân thân của Lục Lâm Thiên này, ta đối phó với bản thể Lục Lâm Thiên, sau đó lại liên thủ với ngươi. Những người khác diệt đám người còn lại, tốc chiến tốc thắng. Không có vấn đề, những người khác giết không tha. Thân thể Phi Dương run run, một cỗ khí tức nóng bỏng vô hình lan tràn ra, không gian chung quanh gió nổi mây phun. Khí tức nóng bỏng lập tức giống như một cái vòi rồng lan tràn, nhiệt độ kinh khủng khiến cho cả không gian to lớn thành một cái bếp lò, muốn đem người khác hòa tan, tu vi Niết Bàn Cảnh chân chính lan tràn ra. Niết Bàn Cảnh sơ giai, người có tu vi Niết Bàn Cảnh chính thức. Lục Lâm Thiên khẽ nhíu mày, đối phương có chuẩn bị mà tới, cho nên tuyệt đối sẽ không buông tha cho hắn. Hắn cũng không thể buông tha cho những người này, đặc biệt là Hoài Linh Ngọc kia. Lục Lâm Thiên cũng không nói nhảm, lấy bản thân đại hồn anh làm trung tâm, sát khí ngập trời quanh thân tuôn ra, năng lượng linh hồn huyết sát tràn ngập, khí tức mênh mông cuồn cuộn giống như một cơn lốc cuồng bạo lan tràn. Vậy để cho ta thử xem, để xem linh hồn phân thân này có bao nhiêu bổn sự a. Cảm nhận khí tức trên người đại hồn anh, Phi Dương cười lạnh một tiếng, ống tay áo run lên. Nguyên lực nóng bỏng từ trong cơ thể lan tràn ra, không gian chung quanh lập tức chuyển thành màu đỏ hồng, ánh sáng trong không gian bị che đậy. Trong chốc lát, cả không gian đỏ thẫm, một cỗ uy áp vô hình lan tràn, người có tu vi đại đạo cảnh cũng run rẩy không thôi. Niết Bàn Cảnh thật đáng sợ, không phải là tồn tại mà đại đạo cảnh có thể chống lại. Đám người Bạch Lang, Quỷ Hoa, Hoàng Sa, sợ hãi, dưới loại uy áp giai vị này, bọn họ cũng bị ảnh hưởng cực lớn. Oanh! Trong chớp mắt ngắn ngủi, Phi Dương không chút khách khí, bàn chân đạp mạnh hư không, hỏa diễm cuồn cuộn dưới chân lan tràn ra, một mảng lớn hạp cốc phía dưới liên tiếp ken két rạn nứt. Phi Dương đột nhiên phất tay đánh ra một quả cầu bằng năng lượng hỏa diễm, quả cầu này giống như thiên thạch phóng về phía đại hồn anh. Lục Lâm Thiên ngươi cũng đi chết đi. Gần như cùng một lúc, thân ảnh Lưu Vân cũng lăng không đi ra, cả không trung sau lưng trong lúc vô hình đột nhiên gió nổi mây phun. Cuồng phong bỗng nhiên khuếch tán, cuồn cuộn chấn vỡ không gian, khiến cho cả không gian tràn ngập mây đen cuồn cuộn, tuyệt đối là khí tức Niết Bàn Cảnh chân chính. Tiếp đó trên người Lưu Vân có một cỗ quang mang lan tràn, một cỗ khí tức giống như hủy diệt từ trên người hắn lan tràn ra, gợn sóng trong không gian chắc quanh không ngừng bạo liệt, nổ tung. Một đạo quyền ấn trong tay xuyên thủng không gian giống như lưu tinh trực tiếp phóng tới trước người Lục Lâm Thiên, sát ý trong mắt không thèm che giấu bắn ra. Trường ấn đánh xuống, xẹt qua trời cao, thiên địa run rẩy không thôi. Cường giả Niết Bàn Cảnh vừa mới ra tay đã tạo thành động tĩnh khủng bố như vậy,
Cảnh tượng rung động bực này khiến cho trong lòng mọi người không khỏi phát run, hai cường giả niết bàn cảnh, một đối phó với linh hồn phân thân của Lục Lâm Thiên, một đối phó với bản thể của hắn. Trong chớp mắt này, trong không trung thậm chí lại yên tĩnh tới lạ thường, áp lực tràn ngập, vô cùng đáng sợ. Khóe miệng đại hồn anh nở nụ cười nhạt, sát khí ngập trời quanh thân cùng với năng lượng linh hồn huyết sát âm hàn chấn động không thôi, quang mang quỷ dị trong mắt lóe lên, trong sát na thân thể từ một phân thành hai. Hai đạo ảnh này không tiến mà lui, một đạo thân ảnh đánh về phía Lưu Vân, còn một đạo lao thẳng về phía Phi Dương. Thiên Linh Diệt Hồn Chỉ, Trảm Hồn Cửu Liên Quyết. Hai đạo thân ảnh đánh ra, linh hồn lực huyết sát khủng bố khuếch tán, một đạo trường ấn khủng bố bằng linh hồn trực tiếp xé nát không gian, hung hăng va chạm với trường ấn của Lưu Vân. Siêu siêu. Cùng lúc, chín đạo quang nhận bằng linh hồn phá không bắn ra, tựa như chín đạo sấm sét xuất hiện. Uy áp linh hồn minh mông hàng lâm phiến thiên địa này, chín đạo quang nhận bằng linh hồn giống như sấm sét dùng xu thế khủng bố xuất hiện ở trước người Phi Dương. Xoẹt. Va chạm khủng bố như vậy lại không xuất hiện tiếng nổ vang như sấm sét trong dự đoán của mọi người, mà cả không trung lập tức hỗn loạn, cho dù là ai cũng không có cách nào dò xét vào bên trong. Vô số mảnh không gian ken két rồi bị nghiền nát, năng lượng khủng bố cùng với khí tức huyết sát ngập trời khuếch tán ra chung quanh, mang theo chấn động không ngừng. Xoạt xoạt. Khi không gian khôi phục lại được một chút, bốn đạo thân ảnh xuất hiện trên không trung, dường như là ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Đây là linh vật trời sinh gì? Mắt thấy trên người đại hồn anh của Lục Lâm Thiên còn có thể phân ra một đạo linh hồn phân thân, Lưu Vân, Phi Dương liếc nhìn nhau, bọn họ đã xác định đây là một loại linh vật trời sinh. Lục Lâm Thiên này không ngờ lại có may mắn luyện hóa được linh vật trời sinh, khiến cho trong mắt hai người hiện lên sự nóng bỏng. Ngay cả bọn họ cũng không có được cơ duyên bực này. Có được linh vật trời sinh làm linh hồn phân thân, thêm bản thân linh vật trời sinh cũng có linh hồn phân thân, cho nên linh hồn phân thân cũng có thể tách ra thành một đạo linh hồn phân thân khác. Đây là chỗ khủng bố khi luyện hóa linh vật trời sinh. Lưu Vân và Phi Dương liếc nhìn nhau, không gian chung quanh hai người run lên, đột nhiên từ trong mi tâm có một đạo lưu quang bắn ra, hai người đồng thời vận dụng linh hồn phân thân. Bạo phong. Người nhanh đánh chết bản thể của Lục Lâm Thiên, những người khác giết không tha, không được buông tha cho bất kỳ một ai. Lưu Vân hét lớn một tiếng, lập tức cùng với Phi Dương và hai đạo linh hồn phân thân của hai người lướt đi, không gian run run, áo nghĩa thuộc tính phong khủng bố cùng với áo nghĩa thuộc tính hỏa lan tràn, nguyên lực ngập trời cùng với linh hồn lực tuôn ra, bốn đạo thân ảnh đồng thời thúc giục ra công kích chí mạng. Bí pháp ám ma phân thân. Đại hồn anh ngẩng đầu, hàn ý trong mắt bỗng nhiên nồng đậm. Quang mang quỷ dị quanh thân lần nữa lóe lên, lại lần nữa có hai đạo linh hồn phân thân bắn ra, bốn đạo thân ảnh nương theo sát khí cuồn cuộn phô thiên cái địa tuôn ra. Ầm ầm, bốn đạo thân ảnh lập tức va chạm, cả phiến không gian này run run không ngớt, năng lượng khủng bố giống như thực chất rung động tạo thành một hình vòng cung lan tràn ra bốn phương tám hướng, một mảng lớn hạp cốc liên miên phía dưới lập tức bị san bằng. Ồ, tại sao còn có linh hồn phân thân, thực lực đều mạnh như nhau. Lưu Vân và Phi Dương cũng kinh ngạc không thôi, bọn họ thực sự không rõ vì sao Lục Lâm Thiên lại có nhiều linh hồn phân thân như vậy, thế nhưng đã tới mức này bọn họ không thể không tiếp tục ra tay nữa. Hai người cho rằng, sợ rằng đây là do Lục Lâm Thiên dùng một loại bí pháp nào đó mà thôi, chỉ sợ cũng không kiên trì được bao lâu. Người có tu vi niết bàn cảnh ra tay, cả phiến thiên địa run rẩy, giao phong trong giây lát ngắn ngủi bốn người lần nữa va chạm, thân ảnh đã đi tới không trung. Từng đạo thân ảnh không ngừng liên tiếp va chạm, năng lượng cường hãn va chạm, thiên địa run rẩy, cả thiên địa đã bị năng lượng bao phủ, không trung lờ mờ. Va chạm trên không trung khiến cho người có tu vi đại đạo cảnh cũng không dám đặt chân vào, không gian hỗn loạn khiến cho người ta khó có thể dò xét vào bên trong, đại chiến kịch liệt này không phải ai cũng có thể tham dự vào. Còn chờ gì nữa? Giết! Bạo phong thu hồi ánh mắt rung động ở trên không trung, thân thể đạp không mà đứng. Nguyên lực thuộc tính phong minh mông cuồn cuộn bắt đầu lan tràn ra, khí tức lần nữa tập trung vào bản thể Lục Lâm Thiên. Giết! Khí tức trên người 27 người còn lại của ba trung thiên thế giới là Hồng Vân thế giới, Linh Ấn thế giới, Hóa Huyền thế giới khởi động, một cỗ khí tức hùng hồn lan tràn ra. Liều! Giết một không lỗ, giết hai là lời. Đám người Bạch Lang, Quỷ Hoa, Tử Viêm lập tức hét lớn, Hoàng Sa, Tôn Tiểu Nhã nắm tay đối phương. Trong đôi mắt xinh đẹp của Tiết Mặc Kỳ lúc này bỗng nhiên có hàn ý lạnh lẽo lan tràn ra.
sáu cỗ khí tức từ trên thân thể sáu người cũng nhanh chóng lan tràn ra. Chỉ là dưới mấy chục khí tức áp chế của đối phương, khí thế của đám người Hoàng Sa trong lúc vô hình đã bị áp chế. Hôm nay ta phải đại khai sát giới, các ngươi lùi ra. Khi khí tức của đám người Hoàng Sa lan tràn ra, một tiếng quát bình thản từ trong miệng Lục Lâm Thiên vang lên, thanh âm cực kỳ lạnh nhạt, thế nhưng cho dù là ai cũng có thể nghe được, trong thanh âm này đã ẩn chứa sát khí vô cùng vô tận. Ngay khi thanh âm vừa dứt, Lục Lâm Thiên bước ra một bước, trường bào màu xanh run lên, một cỗ quang mang màu xanh quanh thân lan tràn ra. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, thân thể bỗng nhiên khom xuống, tạo hình vô cùng quái dị, không gian chung quanh đột nhiên rung rung. Thanh linh khải giáp, hổ biến. Trong chớp mắt ngắn ngủi, thân thể Lục Lâm Thiên đang khom xuống trực tiếp bàn trướng, tứ chi bách hải, gân cốt, cơ bắp, huyết mạch trong thoáng chốc mở rộng, sau đó toàn thân lập tức được lân phiến màu xanh tràn ngập điện mang bao phủ. Suy suy suy. Dưới vô số ánh mắt kinh ngạc nhìn lên trên không trung, thân thể Lục Lâm Thiên đột nhiên bành trướng tới mấy trăm thước, hai tay hóa thành hổ trảo cực lớn, thân thể khổng lồ được lân phiến màu xanh giống như lưỡi đao bao phủ, hình thái giống như hổ, hung mãnh dị thường, một cỗ uy thế mênh mông cuồn cuộn lan tràn khiến cho lòng người rung động không thôi. Đây là thủ đoạn gì? Chẳng lẽ là thú tộc? Cũng không phải. Nhìn biến hóa của Lục Lâm Thiên, tất cả mọi người kinh ngạc không thôi, Tiết Mặc Kỳ, Tử Viêm, Hoài Linh Ngọc cũng rung động không thôi. Tất cả mọi người lui ra, đừng gây phiền phức. Kim Viên hét lớn một tiếng, tất cả mọi người trực tiếp đáp xuống đất rồi liên tiếp lùi về phía sau. Oanh! Giữa không trung, thân thể cự hổ khổng lồ của Lục Lâm Thiên ngạo nghễ đứng trên trời cao, khí tức bán đạo cảnh không hề che giấu mà lan tràn ra. Không gian chấn động không ngừng, hàn ý trong mắt bắn ra, sát khí ngập trời khiến cho cả không gian giống như hầm băng. Miệng hổ dữ tợn rít lên rồi nói. Hôm nay bổn công tử thề phải đại khai sát giới, cho dù là thần ta cũng diệt thần, ma ta cũng trừ ma. Tiếng gầm cuồn cuộn, tựa như tiếng sấm hung hãn vang vọng trên không trung mang theo ngạo khí vang vọng trời cao. Thanh âm ở trên không trung khuếch tán giống như sấm sét vang vọng, thanh âm rơi vào trong tai tất cả mọi người khiến cho linh hồn run lên giống như bị gõ. Nhìn khí tức trên người Lục Lâm Thiên hiện tại, đám người chung quanh đang đánh về phía Hoàng Sa, Tiết Mặc Kỳ cùng với những người còn lại không khỏi cảm thấy lạnh lẽo, thân thể ngừng lại, trong lòng đột nhiên bỡ ngỡ. Khí thế của đội trưởng thật mạnh. Đám người Tử Viêm, Quỷ Oa, Hoàng Sa, Bạch Lang lui về phía sau, nhìn thân thể cự hổ khổng lồ ở trên không trung giống như phong quyển tàn vân, ánh mắt kinh ngạc không thôi. Khí thế thật mạnh. Giữa không trung, Bạo Phong có tu vi bán niết bàn cảnh bị đại hồn anh Lục Lâm Thiên đẩy lui nhíu mày. Lục Lâm Thiên chỉ là bán đạo cảnh mà thôi, đồng loạt ra tay đủ để diệt sát hắn trăm lần. Hoài Linh Ngọc ở phía xa nghiến răng nghiến lợi quát lớn, ngày hôm nay nhất định phải đánh chết Lục Lâm Thiên này. Hoài Linh Ngọc hiểu rõ, Lục Lâm Thiên này quả thực có chút bất phàm, hôm nay nếu như không có cách nào đánh chết Lục Lâm Thiên này, sau đó sẽ vô cùng phiền toái, cho nên hôm nay Lục Lâm Thiên nhất định phải chết. Bán đạo cảnh mà thôi, giết. Đồng loạt ra tay, giết. Bạo Phong cắn răng quát lớn, mấy chục đạo thân ảnh chung quanh cũng có nhiều người gan lớn, bản thân cũng có tu vi đại đạo cảnh, còn có vài người có tu vi đại đạo cảnh cao giai. Dù sao Lục Lâm Thiên chỉ có tu vi bán đạo cảnh mà thôi, tuy rằng khí thế mạnh, thế nhưng cũng không có cách nào chính thức chấn nhiếp được đám người có tu vi đại đạo cảnh trung giai, đại đạo cảnh cao giai. Oanh! Mấy chục đạo thân ảnh từ bốn phương tám hướng lao thẳng về phía Lục Lâm Thiên, một cỗ khí tức hùng hồn bộc phát. Không trung bốn phía liên tiếp bạo liệt, không gian vặn vẹo. Lục Lâm Thiên, ngươi chỉ dựa vào linh hồn phân thân mà thôi, hiện tại ngươi còn tư cách gì hung hăng càn quấy trước mặt ta? Bạo Phong bán niết bàn cảnh xuất hiện trước người Lục Lâm Thiên, áo nghĩa thuộc tính phong khủng bố tràn ngập bầu trời, trên không trung xa xa, đột nhiên cuồng phong bạo vũ, thiên địa run rẩy, trong không gian có vô số vết nứt đen kịt lập tức giống như thác nước xuất hiện giữa không trung. Dưới cỗ khí thế khủng bố kia, vô số vết nứt đen kịt trong không gian xoay tròn, không gian chung quanh trực tiếp nổ tung. Vô số vết nứt đen kịt hội tụ lại một chỗ, hóa thành một cơn lốc vết nứt không gian đen kịt. Cơn lốc vết nứt không gian đen kịt này tàn sát bừa bãi, không gian ven đường bị nuốt sống, giống như một cái miệng cự thú dữ tợn ngập trời. Năng lượng khủng bố tràn ngập, khiến cho vô số ánh mắt ngốc trệ. Công kích khủng bố như vậy, một kích toàn lực của bán niết bàn cảnh. Ngay cả người có tu vi niết bàn cảnh chính thức cũng phải tạm tránh đi mũi nhọn.
Ánh mắt đám người Hoàng Sa, Quỷ Oa ngưng trọng, Tiết Mặc Kỳ lại không có bao nhiêu chấn động, thế nhưng bàn tay trong ống tay áo đã nắm chặt. Diệt Thế Phong Bạo, Lục Lâm Thiên, người đi chết đi. Vô số ánh mắt nhìn vào, Bạo Phong hét lớn một tiếng, cơn lốc vết nứt không gian đen kịt mang theo thanh âm bạo liệt khủng bố giống như là một cái lỗ đen vũ trụ phóng về phía Lục Lâm Thiên. Ngay cả Niết Bàn cảnh chính thức ta còn không thèm để ý nữa là một bán Niết Bàn như ngươi, ngươi có tư cách gì kêu gào trước mặt ta. Vào lúc này, trong đôi mắt đen kịt của Lục Lâm Thiên bỗng nhiên tràn ngập sát ý, trong lòng bàn tay hổ chảo vô thanh vô tức đã ngưng tụ ra hai quả cầu bằng năng lượng. Hư ảnh Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước ở trong hai quả cầu bằng năng lượng vô cùng sống động. Trong sát na ngắn ngủi, hai quả cầu bằng năng lượng ở trong hổ chảo của Lục Lâm Thiên va chạm dung hợp với nhau. Tức thì cả không gian run lên, bên trong quả cầu bằng năng lượng bắn ra quang mang chói mắt, chung quanh hư không hiện lên khe nứt đen kịt mà bằng mắt thường khó có thể nhìn thấy. Tứ thần quyết, đi! Trong sát na, khi cơn lốc vết nứt đen kịt trong không gian cuốn tới, quả cầu bằng năng lượng trong lòng hổ chảo của Lục Lâm Thiên mang theo khí tức khiến cho linh hồn rung động bắn về phía trước. Ầm ầm! Trong sát na này, không gian lung lay giống như sắp đổ. Cả không gian tràn ngập một cỗ khí tức khiến cho lòng người rung động, quả cầu bằng năng lượng nhanh chóng bành trướng, không gian chung quanh chấn động kịch liệt, giống như mặt trời lên cao ở phía đông. Giống, ngao, chi. Bên trong quả cầu bằng năng lượng, hư ảnh Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước lao ra, tứ thú rít gào, tiếng gào đinh tai nhức óc. Giờ phút này, khí tức bốn loại áo nghĩa kỳ lạ như không gian, thời gian, linh hồn, vật chấn tràn ngập thiên địa. Bốn đạo thú ảnh chính là do bốn loại áo nghĩa biến thành, khí tức áo nghĩa lan tràn, nhanh chóng va chạm với cơn lốc vết nứt đen kịt kia. Va chạm khủng bố như vậy giống như thiên thạch va chạm, trong không gian bộc phát ra tiếng nổ bạo tạc kinh thiên động địa. Ầm ầm, cả thiên địa lúc này đều run rẩy, trong hạp gốc, vô số cự thạch, vách núi đá, từng dãy núi liên miên đều rạn nứt, từng đạo khe nứt giống như mạng nhện nhanh chóng lan tràn ra chung quanh, ầm ầm bị sụp đổ, phá hủy vô cùng dễ dàng. Xoẹt. Lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt khuếch tán ra trên không trung, năng lượng khủng bố va chạm tạo thành một vòng xoáy đen kịt trong không gian chung quanh nứt vỡ từng khúc, hóa thành hư vô. Phụt. Khi không gian còn chưa có khôi phục, thân ảnh Bạo Phong mạnh mẽ bị đánh bay, máu tươi trong miệng phun ra, tứ thần quyết giống như bốn loại áo nghĩa kỳ lạ ngưng tụ, bằng vào một bán niết bàn cảnh của hắn làm sao có thể chống lại. Xoẹt. Kinh khí khủng bố khuếch tán. 27 đạo thân ảnh từ bốn phương tám hướng xuất hiện cách Lục Lâm Thiên không xa, nhìn Bạo Phong bị đẩy lui, thân thể ngừng lại, ánh mắt rung động không thôi. Đến rồi sao, vậy thì chết hết đi. Trên khóe miệng của thân thể cự hổ khổng lồ nở nụ cười dữ tợn. Nụ cười lạnh lẽo tràn ngập sát ý, cùng lúc bỗng nhiên đánh ra một đạo thủ ấn, khí tức quanh thân lần nữa biến đổi. Thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa sinh thổ, thổ sinh kim. Lấy thân thể cự hổ khổng lồ của Lục Lâm Thiên làm trung tâm, một cỗ kim quang quanh thân cự hổ của Lục Lâm Thiên giống như mặt trời ban trưa phóng lên trời, kim quang lan tràn ra bốn phía, khí tức lạ lẫm vô cùng lan tràn, khí tức này sắc bén lạnh lẽo không thôi. Kim quang lan tràn, lập tức bao phủ không trung, kim quang đại thịnh, bầu trời đột nhiên có mây đen kéo tới, khí tức trong mây đen sắc bén, lạnh lẽo. Dưới mây đen, kim quang rực rỡ. Giờ phút này cả không gian lung lay sắp đổ, giống như cả không gian sắp nứt vỡ. Lao ngục thời không thuộc tính kim 16 lần uy năng của Lục Lâm Thiên lan tràn ra, lập tức khiến cho cả không gian to lớn cứng lại. 20 đạo thân ảnh đang ngây ngốc trên không trung cũng lập tức bị bao phủ vào bên trong. Trong lao ngục thời không, thuộc tính tương khắc, linh hồn, không di na, thời gian, các loại lực lượng áp chế tràn ngập. 27 người có tu vi đại đạo cảnh lập tức hoảng hốt. Dưới cỗ khí tức sắc bén lạnh lẽo cùng với ảnh hưởng quỷ dị này, cả đám váng đầu, sắc mặt tái nhợt.